hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1021, người bệnh muốn quyệt tiền. Hạ Thiên nói thì muốn cho người lựa chọn, thực tế lại chẳng cho lựa chọn, hắn còn chưa nói dứt lời thì đã ra tay. Hạ Thiên với công lực đã khôi phục lại một phần nên tốc độ ra tay rất nhanh, hắn vung tay chụp lấy cổ áo của nhiếp nhân kiệt, sau đó dùng sức kéo tên này ra khỏi xe, cuối cùng quăng ra, ném đối phương xuống đất. Hôm nay anh phải đánh thằng Ngô chú một trận hạ thiên lách mình đến trước mặt nhiếp nhân kiệt hắn đá lên người đối phương điều này làm cho nhiếp nhân kiệt đau đến mức kêu gào thảm thiết nhiếp nhân kiệt lăn vài vòng trên mặt đất hạ thiên lại nói đừng đến làm phiền anh nếu không lần sau sẽ không phải chỉ đánh một cái như thế này đâu hạ thiên nói xong thì xoay người rời đi hắn kéo ninh khiết nhanh chóng biến mất trong cổng chính khu biệt thự còn nhiếp nhân kiệt và đám thủ hạ vẫn còn nằm trên mặt đất không có người đỡ lên thậm chí còn không thể nói một lời một buổi tối trôi qua, cũng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, sau khi Hạ Thiên và Ninh Khiết quay về biệt thự, Hạ Thiên bỏ ra chút thời gian hấp thu âm hỏa, mãi đến khuya hắn mới cùng Ninh Khiết lăn lộn qua lại, cuối cùng ngủ đến 9 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Sở dĩ bọn họ phải thức dậy cũng vì A à, Tài mang người bệnh đến, Hạ Thiên chỉ còn 200 đồng, tất nhiên cần có thêm tiền, vì vậy người bệnh đến làm hắn rất vui mừng, sau khi có thêm được tiền thì hắn chẳng muốn chữa bệnh cho người ta nữa. Bệnh nhân này tên là Vương Lực Hành, tên này cũng không phải đến một mình, ngoài a tài dẫn đường thì còn mang theo hai tên vệ sĩ trẻ tuổi, hơn nữa còn có một người phụ nữ khá nóng bỏng. Cậu là tống thần y sao? Vẻ mặt Vương Lực Hành có chút kiêu căng, ánh mắt cũng dạo vài lượt trên người Ninh Khiết, xem ra vẫn là loại dê sồm, dù Liệt Dương vẫn không quên nhìn người đẹp. Nói nhảm. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Lực Hành. Audio điện tử Võ Tấn Bền đừng nhìn chằm chằm vào vợ tôi, nếu không anh chẳng những bị liệt dương, tôi còn biến anh thành thái giám. Nghe được những lời này của Hạ Thiên thì trong mắt Phương Lực Hành lóe lên cái nhìn tức giận, hắn giống như muốn nổi giận nhưng khoảnh khắc sau lại khôi phục như thường, vì có câu nói bước đến mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Nửa năm trước hắn có được tiểu yêu tinh này, kết quả là làm việc quá nhiều, bây giờ đã liệt dương, lúc bắt đầu dùng Viagra còn hữu hiệu, bây giờ Viagra cũng bó tay, đã tìm đủ bác sĩ, ăn đủ loại thuốc nhưng vẫn không thể nào trở thành đàn ông như xưa. Tiểu yêu tinh này mỗi ngày đều nghĩ biện pháp kích thích hắn nhưng đơn giản là chẳng có phản ứng, bây giờ nghe nói có thần y có thể chữa bệnh cho hắn, tất nhiên hắn phải chạy đến. Tuy trước nay chưa có vài người dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn quyết định nhịn một chút, chờ khi bệnh tình được chữa trị tốt, hắn tính sổ tên thầy thuốc này cũng không muộn. Tống thần y, bệnh của tôi có thể trị được sao? Phương Lực Hành mở miệng hỏi nói nhảm tất nhiên là chị được hạ thiên có chút bất mãn sau đó hắn hỏi một câu có mang tiền đến không có dựa theo yêu cầu của cậu tất cả là tiền mặt vương lực hành khoát tay hai tên vệ sĩ đưa cặp da trong tay đến cho hạ thiên hạ thiên nhận lấy rồi đưa cho ninh khiết vợ chị tính đi ừ ninh khiết mở cặp da ra nàng tính toán sơ lược sau đó nói với hạ thiên không có vấn đề tổng cộng là 100 cọc, mỗi cọc 100 ngàn, vừa đúng 10 triệu. À, vậy thì được. Hạ Thiên lấy ra ngân châm, sau đó đâm vài châm lên người vương lực hành rồi khoát tay. Được rồi, xong rồi đấy. Nhanh vậy sao? Vương lực hành tỏ ra nghi ngờ. Nói nhảm, loại bệnh nhỏ nhặt thế này tất nhiên phải chữa nhanh. Hạ Thiên tức giận nói. Nếu không tin thì có thể đưa người phụ nữ xấu xí này đi mướn phòng, chẳng phải sẽ biết ngay sao anh nói ai xấu? Tiểu Yêu tinh kia lập tức nổi giận, mình xấu sao? Nếu mình xấu thì Vương Lực Hành chơi nửa năm còn chưa ghét bỏ à? Bảo Nhi, thôi bỏ. Vương Lực Hành khẽ vỗ lên mông Tiểu Yêu tinh, sau đó hắn cảm thấy vị trí nào đó trên người có phản ứng, vì vậy mà lập tức hưng phấn. Hừ, tống thần y này xem ra y thuật rất tốt, hắn đã lâu chưa từng có phản ứng này. Bảo Nhi được gọi là Tiểu Yêu tinh kia trợn mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó không nói gì nữa. Này, bệnh của anh đã trị xong, đi mau đi, đừng đứng đây quấy rầy chúng tôi." Hạ Thiên bắt đầu thúc giục. "Điều này, ông chủ vương, tống thần y có y thuật lợi hại, nếu ngài không tin có thể đi thử xem thế nào." Lúc này A Tài cũng mở miệng nói, hắn bây giờ tuyệt đối tin tưởng y thuật của Hạ Thiên. "Bây giờ tôi đã tin." Vương Lực Hành cảm thấy bộ vị nào đó của mình phản ứng càng dữ dội. "Bây giờ tôi đã muốn tìm phòng làm việc." nếu đã tin tưởng sao còn chưa cút đi hạ thiên có chút khó chịu tên này sao còn chưa đi tống thần y phải không vương lực hành rõ ràng không có ý muốn bỏ đi trên mặt hắn lộ ra nụ cười âm hiểm tôi không thể không bội phục cậu y thuật của cậu rất lợi hại nhưng đầu óc của cậu đúng là ngu dốt cậu biết tôi là ai không vương lực hành chúng tôi không quan tâm anh là ai chúng tôi chỉ hy vọng anh ra khỏi đây ngay ninh khiết không vui nói nàng vừa nói vừa lấy 10 cọc tiền trong cặp da ra ném cho A Tài. Còn anh nữa, anh cũng đi luôn, thuận tiện nói cho anh biết, chồng tôi không muốn chữa bệnh nữa, vì thế sau này anh đừng tìm thêm người đến đây. A Tài vội vàng nhận tiền, hắn đã sớm chuẩn bị túi nhựa để bỏ vào, nhưng hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên túi nhựa bị người ta cướp mất. Ông chủ vương, đây là ý gì? A Tài chợt sướng sờ, vẻ mặt không khỏi biến đổi, người cướp tiền của hắn không phải ai khác mà chính là Vương Lực Hành. "Tiểu tử, tiền này mày không thể cầm." Vương Lực Hành hừ lạnh một tiếng. "Tao cho mày một cơ hội, lập tức cút đi." Mày không ra ngoài mà hỏi thăm một chút, tiền của Hoàng Kim Tả thủ Vương lão lục cũng có thể lấy được sao? "Cái gì?" Vẻ mặt A à Tài chợt biến đổi lớn. "Anh, anh chính là Vương lão lục." "Biết còn không mau cút đi." Vương Lực Hành quát lớn một tiếng. "Vâng, em đi ngay." vẻ mặt A à tài tái nhợt, hắn xoay người hốt hoảng bỏ chạy. Hạ thiên thấy vậy thì có chút ngạc nhiên. Vợ, thằng có bệnh này xem ra cũng có chút danh tiếng, A à tài ngu ngốc kia bị hắn dọa cho bỏ chạy. Họ tống, anh đã nói rồi, chú ngu như heo, chú nghĩ rằng anh sẽ ném cho chú đất 10 triệu sao. Vương lão lục anh gần đây chỉ lấy tiền của kẻ khác, còn chưa có con chó nào dám cướp tiền trong tay anh. Vương lực hành nở nụ cười âm hiểm vừa rồi anh nhịn chẳng qua muốn chú chữa tốt cho anh, bây giờ bệnh anh đã khỏi, anh còn nhịn với loại người như chú sao? Thằng ngu mày muốn quyệt tiền sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Vương Lực Hành, trên đời này đúng là có loại ngu ngốc, tiền của mình ma cũng dám quyệt à. Xem ra cái tên Tống Tử không lợi hại bằng Hạ Thiên, khi hắn vẫn còn là Hạ Thiên thì chưa có kẻ nào tìm hắn chữa bệnh mà quyệt tiền, bây giờ mới chữa bệnh cho ba người thì đã có một tên không muốn trả tiền ha 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 thù lao sao vương lực hành cười ha hả mày còn muốn tiền à ông nói cho mày biết ông nếch cho mày tiền còn phải chơi con phụ nữ của mày tao sẽ dùng con đàn bà của mày để thử xem rốt cuộc súng ống đã ngon lành hay chưa vương lực hành nói xong thì vung tay lên lên cho tao bắt lấy con đàn bà kia lột sạch ra buộc lên giường cho tao tao muốn chơi chết con đàn bà của thằng thầy thuốc ngu ngốc này trước mặt hắn á à. Vương Lực Hành còn chưa nói dứt lời thì đã phát ra tiếng thét thảm thiết, Ninh Khiết đã không nhịn được nữa, nàng đá ngay vào ngực đối phương. Phụt! Vương Lực Hành há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn gào lên thảm thiết và ngã ngay xuống đất, đúng lúc Hạ Thiên phi thân lên dẫm nát cánh tay trái của Vương Lực Hành. Còn nói là Hoàng Kim tả thủ, anh cho chú cuộc tay chơi. Hạ Thiên dẫm mạnh vài cước lên tay trái của Vương Lực Hành, sau đó cảm thấy không hài lòng, Hắn ngồi xổm xuống, lấy tay vặn tay của Vương Lực Hành. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, Vương Lực Hành phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. "Mau buông Vương đại ca ra." Hai tên vệ sĩ cùng gào lên và đánh về phía Hạ Thiên, đáng tiếc bọn họ chưa thể tiếp cận Hạ Thiên đã bị Ninh Khiết đá văng. "Á!" À, Bảo Nhi được gọi là Tiểu Yêu Tinh chợt hét lên, nàng xoay người muốn bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước thì Ninh Khiết đã lóe lên xuất hiện trước mặt, sau đó bị Ninh Khiết nhấc chân đá văng. Bảo Nhi ngã mạnh xuống đất, trực tiếp ngất xỉu, hai tên vệ sĩ lại bò lên phóng về phía Hạ Thiên. Không biết sống chết, Ninh Khiết hừ lạnh một tiếng, nàng đột nhiên phóng lên, bàn tay vung ra như chớp. Hai tên vệ sĩ cùng gào lên đau đớn, sau đó ngã gục, cũng theo gót Bảo Nhi mà hôn mê. Lúc này người còn tỉnh chỉ có Vương Lực Hành. Vương Lực Hành sở dĩ còn tỉnh vì Hạ Thiên còn tra tấn, vài tiếng rắc rắc vang lên, Vương Lực Hành liên tục gào lên thảm thiết. Ngu mốc! Dám quyệt nợ, còn dám có ý với vợ anh, nếu anh không biến Hoàng Kim tả thủ thành phế vật tả thủ, như vậy Hạ Thiên anh còn mặt mũi nữa sao? Hạ Thiên vừa tra tấn Vương Lực Hành vừa bất mãn nói. Mày, mày là Hạ Thiên sao? Vương Lực Hành tuy bị dày vò cực kỳ thảm thiết nhưng vẫn nghe được những điều mấu chốt. Ủa, tao nói mình là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên có chút ngây người, sau đó hắn phát hiện mình vì không cẩn thận mà thốt ra vài lời không nên. Vì thế hắn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Vương Lực Hành. Chú đúng là quá xui, anh còn chưa muốn xử lý chú, nhưng chú bây giờ đã biết rõ anh là ai, anh chỉ còn cách xử lý chú mà thôi. Tiểu tử, nếu mày giết tao, mày sẽ không có kết cục tốt. Vương Lực Hành dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, đến lúc này hắn vẫn không quên uy hiếp Hạ Thiên. Chương 1022, hóa thi phấn. Anh có giết chú hay không thì đều có kết cục tốt hạ thiên lười biếng nói đáng lý ra anh muốn biến thằng ngô chú thành thái giám vì anh thấy một đàn ông biến thành thái giám sẽ thảm hại hơn cả chết nhưng bây giờ anh đã thay đổi ý nghĩ vì vậy lần này chú nên cảm tạ anh lần này chú sẽ không phải là thái giám nếu mày thả tao ra tao có thể bỏ qua chuyện cũ xem như sự việc hôm nay chưa từng phát sinh vương lực hành lúc này tất nhiên hiểu rõ tình huống không ổn lúc này hắn đã hiểu tống thần y vốn là hạ thiên này không nên chọc vào mà người phụ nữ bên cạnh Tống Thần Y cũng không dễ động vào. Mà người phụ nữ này quá đẹp, gương mặt đẹp hơn tiểu yêu tinh mà trước nay hắn yêu mến, dáng người càng tuyệt hơn, nhưng công phu của nàng lại quá lợi hại, giải quyết vài tên vệ sĩ của mình. Nếu bây giờ dưới tình huống này mà đối phương muốn giết hắn, hắn chỉ còn đường chết mà thôi. "Vợ, thằng này bị điên sao? Bây giờ nó còn muốn uy hiếp chúng ta?" Hạ Thiên nói với Ninh Khiết. "Chúng ta xử lý bọn họ thế nào?" Ninh Khiết khẽ hỏi. Tên ngốc này biết tên tôi, tôi thấy nên xử lý thì hay hơn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Mày dám giết tao, thất huynh đệ hội của chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày, đến lúc đó kết quả của mày sẽ còn thảm hạ hơn so với tao, á. Vương Lực Hành vẫn còn uy hiếp Hạ Thiên, kết quả là chưa kịp nói xong đã bị Hạ Thiên dẫm một cước lên đúng quần. Con bà mày, mày, mày dám, á. Vương Lực Hành đau đến mức cơ mặt run rẩy nhưng tất cả còn chưa chấm dứt, Hạ Thiên lại dẫm xuống dũng quần của Vương Lực Hành. Lúc này hắn dẫm lên trứng của tên này, làm một quả trứng vỡ tan. Vương Lực Hành đáng thương trực tiếp hôn mê. Hạ Thiên rũi lưng một cái rồi lầm bầm. Đáng lý ra anh sẽ trực tiếp xử lý tên mốc chú, nhưng vì chú dám uy hiếp anh, trước tiên anh sẽ biến chú thành thái giám, sau đó cho chú khỏe lại. À, xử lý một thái giám cũng không tồi. Hạ Thiên lấy ra ngân châm đâm vài cái lên người Vương Lực Hành. Vài châm của hắn lúc này không phải chữa bệnh cho Vương Lực Hành, lại trực tiếp đưa Vương Lực Hành xuống địa ngục. Ba tên ngốc này cũng không phải loại hàng gì tốt, cũng xử lý luôn cho rồi. Hạ Thiên nhìn ba tên hôn mê kia, sau đó hắn cho mỗi người vài châm, trực tiếp xử lý. Ninh Khiết có chút ngây người, bốn người kia cứ như vậy mà bị xử lý sao? Nàng không đồng tình với bốn người này, Vương Lực Hành rõ ràng là đáng chết, hai tên vệ sĩ đi theo Vương Lực Hành rõ ràng đã làm không ít chuyện xấu còn tình nhân của vương lực hành có lẽ cũng không có gì tốt đối với loại chết tiệt này thì chẳng có lợi gì với xã hội ninh khiết có chút lo lắng làm sao phải giải quyết tốt hậu quả đây chồng thi thể của bọn họ nên xử lý thế nào ninh khiết lại không có kinh nghiệm với sự việc này ném đám này ra đường hạ thiên thuận miệng nói như vậy sao được ninh khiết vội vàng lắc đầu như vậy sẽ bị người ta phát hiện ra khu biệt thự này khắp nơi đều là camera Chúng ta muốn đưa thứ gì ra ngoài sẽ bị chụp được. Hơn nữa nếu làm như vậy sẽ tạo nên chấn động, không tốt sẽ làm cho Tống Ngọc Mỹ quan tâm, tôi cảm thấy chúng ta nên nghĩ ra biện pháp che giấu đi mới được. Được. Hạ Thiên suy nghĩ và cảm thấy Ninh Khiết nói rất đúng, thật ra với công lực trước đó của hắn thì có thể đưa vài tên này chạy ra, camera cũng chẳng ghi hình lại được. Còn nếu liên lạc với vợ tóc vàng thì sẽ có thể tìm người xử lý đám người này bất cứ lúc nào dù cảnh sát có biết cũng không ai dám tìm đến hắn gây phiền toái nhưng bây giờ vấn đề là hắn không thể liên lạc với mục hàm cũng không thể dùng thân phận ám hoàng nếu sự việc náo loạn thì khó thể xử lý tốt nếu có thể làm cho những thi thể này biết mất thì tốt ninh khiết lầm bầm nói dù không ai biết bọn họ tìm đến nhà chúng ta nhưng nếu không tìm ra được gì cũng không ai nói gì làm cho thi thể biến mất sao hạ thiên lập tức có ý kiến tôi có thể tạo ra hóa thi phấn, có thể làm cho tất cả biến mất. Sao, thật sự có hóa thi phấn à? Ninh khiết ngây người, thứ này trước kia nàng đã từng nghe nói trong tiểu thuyết, nhưng nàng vẫn luôn coi đó là giả, dù là axit cũng không thể nào làm tốt như vậy được. Tất nhiên là thật, nhưng bây giờ không có thuốc điều chế. Hạ thiên gật đầu. Vợ quỷ keo kiệt, tôi ghi đơn, chị ra tiệm thuốc mua về, được không? Được, cậu ghi đi, tôi sẽ đi mua ngay. Ninh Khiết đồng ý ngay, vấn đề này rất khẩn cấp, nàng không dám chậm trễ, dù sao cũng không nên để lâu. Hạ Thiên cũng không chần chừ, hắn lập tức ghi đơn cho Ninh Khiết ra ngoài mua thuốc. Ninh Khiết cũng không quen thuộc cảng thành, nàng không biết tiệm thuốc ở đâu, vì vậy mua thuốc cũng không thuận lợi. Dù nàng biết thời gian rất gấp nhưng cũng phải một giờ sau mới xong, hơn nữa những dược liệu kia lại rất mắc, tổng cộng mất hơn vài chục ngàn. Cũng may Hạ Thiên vừa có được 10 triệu, nếu không sẽ chẳng có tiền mua thuốc. Khi Ninh Khiết về đến nhà thì đã đến 12 giờ trưa, điều làm cho nàng cảm thấy giờ khóc giờ cười chính là Hạ Thiên không làm gì mà chỉ xem phim hoạt hình. Đúng là người quái quỷ. Ninh Khiết thầm nói một câu, nhưng nàng không nói ra ngoài miệng, bây giờ nàng phải là một cô gái tốt, không cãi nhau với hắn. Đã mua xong, cậu xem có thiếu gì không? Ninh Khiết đưa dược liệu cho Hạ Thiên. Cứ để đấy đi, tôi đói quá, chị nấu cơm đi. Hạ Thiên không quan tâm, hắn chỉ nói với Ninh Khiết. Bây giờ cậu không làm hóa thi phấn sao? Ninh Khiết ngẩn ngơ hỏi. Chưa cần gấp, ăn cơm xong rồi pha chế. Hạ Thiên nói. Vậy thì được, tôi đi nấu cơm. Ninh Khiết rất bất đắc dĩ, đành phải đi nấu cơm. Nhưng Ninh Khiết cũng biết Hạ Thiên đói cũng không có gì quái lạ, buổi sáng bọn họ còn chưa ăn sáng. Một giờ sau Ninh Khiết đã làm xong cơm trưa, tuy nàng cũng có hơi đói nhưng không thể nuốt trôi, mà hạ thiên thì ăn như heo, sau đó hắn đi điều phối hóa thi phấn. Hóa thi phấn này điều phối không dễ, hạ thiên mất một buổi trưa mới làm xong, sau đó bắt đầu xử lý. Một giờ sau, tất cả đều xong. Lại đói bụng, chúng ta đi dùng cơm thôi. Hạ thiên nói. À, được, được rồi. Ninh khiết chỉ còn cách chiều ý hạ thiên. Nửa giờ sau, lầu một của nhà hàng Tây khu ăn uống Mỹ thực thành, Hạ Thiên đang cố gắng khuyên bảo Ninh Khiết. Vợ quỷ Keo Kiệt, ăn nhiều một chút, chỉ có hơi gầy, nếu không ăn gì thì sao tốt lên được. Cơ thể tôi chưa tốt sao? Ninh Khiết khẽ hỏi, trong lòng thầm nói, người này nói dáng người nàng không tốt, nhưng mỗi khi làm việc chẳng phải hắn rất thích thú sao? Dáng người của chị rất tốt, nhưng cần phải ăn nhiều một chút, như vậy mới tốt hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói, vợ quỷ Keo Kiệt này khá gầy, hắn thích đầy đặn hơn. Ninh Khiết nhìn những tảng thịt bò mà không nuốt trôi nàng thầm cảm khái xem ra sau này nên ăn chay một thời gian cuối cùng ninh khiết chỉ ăn rau xem như giải quyết bữa tối còn thịt bò lại vào trong bụng hạ thiên sau khi lấp đầy bụng ninh khiết tính tiền chuẩn bị bỏ đi thì lúc này có ba người vào nhà hàng là ba cảnh sát hạ thiên và ninh khiết không xa lạ gì ba người này dẫn đầu là sử kình tùng cặp nam nữ cảnh sát phía sau cũng là hai người hôm qua tống tiên sinh ninh tiểu thư kính xin hai vị đến cục cảnh sát một chuyến Sử Kinh Tùng đi đến trước mặt hai người, tuy giọng điệu có chút khách khí nhưng bên trong có chút hương vị ra lệnh. Không đi, tôi không thích cục cảnh sát. Hạ Thiên từ chối, hắn kéo Ninh Khiết đứng lên. Vợ, chúng ta về nhà, đừng quan tâm đến bọn họ. Trường 1023, chỉ có thể vượt qua mà thôi. Loại người các ngươi tất nhiên sẽ không thích đến cục cảnh sát. Nữ cảnh sát tên là Phương Lam chợt hừ lạnh. Đáng tiếc, không phải anh không thích thì có thể không đi, có đi hay không thì chẳng phải anh tự quyết định. Nữ cảnh sát Phương Lam này hôm qua bị Hạ Thiên mắng là phụ nữ xấu, mãi đến bây giờ vẫn còn bức bối. Trước đó nàng sử dụng phần mềm phân biệt gương mặt trong hệ thống cảnh sát nhưng không điều tra ra thân phận của Hạ Thiên, bây giờ nàng có một cơ hội tìm phiền toái cho Hạ Thiên một cách quang minh chính đại, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Này, sao người quái dị này lại xuất hiện nữa rồi? hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn hạ thiên tôi ghét cảnh sát xấu sau này cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi còn nữa tôi nói cho cô biết có đến cục cảnh sát hay không là chuyện của chúng tôi những chỗ nào tôi không thích sẽ không đi anh anh nói thêm một câu người quái dị nữa xem phương lam tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu tên khốn kia sắp gặp đại họa mà còn kiêu ngạo vậy sao cô chính là người quái dị tôi nói sai sao hạ thiên lập tức nói Phương Lam gần như nổi điên, tên khốn này còn dám nói, hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người như vậy, đây là nhà hàng, lại là đại sảnh, có rất nhiều người nhìn về phía bên này. Cảnh sát, nhịn là nhục, đánh nó đê. Đúng vậy, người đẹp, nhịn là nhục, thằng kia mở miệng quá khiêu khích. Mấy tên ở xung quanh còn ồn ào, gương mặt coi như xinh đẹp của Phương Lam chợt lúc đỏ lúc trắng. Nàng đột nhiên làm ra một động tác kinh người, nàng đưa tay xuống hông rồi rút súng chĩa vào người Hạ Thiên. Á, à, nhà hàng chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, rút súng, đây không phải chuyện gì vui, cũng không còn ai dám to mồm, nếu không may chúng phải đạn lạc thì quá xui xẻo. Này, tôi không thích bị người ta dùng súng chĩa vào người, có tin tôi biến cô từ kẻ quái dị trở nên siêu cấp quái dị không? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phương Lam, xem ra người quái dị này muốn chết. Thật ra Hạ Thiên và Phương Lam không có thủ oán gì, chẳng qua khi thấy phương lam thì hạ thiên không khỏi nhớ đến lãnh băng băng vì vậy tâm tình sẽ không tốt phương lam cô điên rồi sao vẻ mặt sử kinh tùng chợt biến đổi hắn vội vàng quát lên chói tai cô biết mình đang làm gì không mau thu súng tổ trưởng tôi phương lam uất ức muốn giải thích thu súng sử kinh tùng quát lên chói tai vâng tổ trưởng phương lam tuy không phục nhưng vẫn không thể không lên tiếng nàng tức giận thu hồi súng. Coi như cô may mắn. Hạ thiên hừ một tiếng. Phương Lam nghe nói như vậy thì chợt sinh ra xúc động muốn rút súng, nhưng gương mặt sử kình tùng chợt sám đen, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng thầm cắn răng, lát nữa về cục cảnh sát, nàng sẽ tính sổ với tên khốn nạn này. Tống tiên sinh, ninh tiểu thư, làm phiền hai vị theo chúng tôi về cục cảnh sát. Sử Kinh Tùng quay đầu nhìn Hạ Thiên, hắn trầm giọng nói. Sử Tổ trưởng, ông muốn chúng tôi đến cục cảnh sát dù sao cũng phải có lý do chứ ninh khiết có chút không vui nói trong lòng có chút buồn bực chẳng lẽ vì chuyện của vương lực hành ninh tiểu thư hai vị khả nghi dính vào án cướp bóc kính xin hai vị theo tôi về cục cảnh sát sử kinh tùng trầm giọng nói cướp ninh khiết có chút buồn cười tôi muốn biết chúng tôi cướp ai ninh tiểu thư nếu không có chứng cứ thì chúng tôi sẽ không đến bắt người sòng điều của sử kình tùng có hơi lạnh, tốt nhất hai vị nên hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ dùng sức mạnh khống chế. đúng là buồn cười, các anh thậm chí còn không nói tôi cướp của ai, vậy mà bảo là có chứng cứ sao? ninh khiết cười lạnh một tiếng. sử tổ trưởng, nếu anh có chứng cứ thì lấy ra, nếu không chúng tôi sẽ chẳng thể nào đi theo. sử kình tùng đang định mở miệng thì từ ngoài cửa nhà hàng truyền đến một âm thanh. tôi là chứng cứ. khi âm thanh này vang lên một người đàn ông đeo kính có vẻ rất nhã nhận tiến vào, sau đó nói. Tống tiên sinh, Ninh Tiểu Thư, hai người đêm qua đánh bị thương vệ sĩ của tôi, cướp bóp của tôi, tôi và đám vệ sĩ có thể làm chứng. Tuy trong bóp tôi không có nhiều tiền, chỉ là vài ngàn đồng, nhưng hai vị cho rằng cướp vài ngàn thì không phải là cướp sao. Là thằng ngu này à? Hạ Thiên thấy người đến thì không khỏi ngạc nhiên. Ninh Khiết cũng có chút kinh ngạc, nàng không ngờ kẻ tố cáo mình cướp bóc chính là nhiếp nhân kiệt tối qua chạy linh côn đến muốn nói chuyện tống tiên sinh ninh tiểu thư nhân chứng đã có ở đây hai vị có thể theo tôi về cục cảnh sát được chứ sử kinh tùng lúc này mở miệng đám người xem náo nhiệt ở nhà hàng không khỏi thầm nghĩ cặp nam nữ trẻ tuổi này là cướp sao chẳng lẽ là đạo tặc thế kỷ mới khi đám người ở nhà hàng đang thầm nghĩ trong lòng thì nhiếp nhân kiệt lại chạy đến trước mặt hạ thiên hơn nữa hắn còn mở miệng nói chuyện chẳng qua hắn nói rất nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có Hạ Thiên và Ninh Khiết ở gần mới nghe được, Sử Kinh Tùng cũng không biết hắn đang nói gì. Hai người đánh đấm rất giỏi, nhưng trong xã hội này loại người như vậy chỉ có thể làm tay chân cho người khác mà thôi, nếu anh thích thì có thể nói một câu, có thể đưa hai người vào cục cảnh sát, mà vào cục cảnh sát cũng có thể tìm người chiêu đãi đủ mọi tội danh, nếu các người không chịu hợp tác thì thậm chí khó thể ra khỏi cục cảnh sát. Âm thanh đắc ý của nhiếp nhân kiệt rất rõ ràng nếu mày có thể giúp anh làm việc như vậy vào cục cảnh sát có thể đi ra ngay nếu không thì khó ra tối qua nhiếp nhân kiệt muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế để bắt hạ thiên và ninh khiết mang đi nhưng hắn thất bại mà sau khi thất bại thì nhiếp nhân kiệt phát hiện hai người hạ thiên và ninh khiết đánh đấm rất giỏi vì vậy quyết định nhờ cảnh sát trợ giúp hắn thấy hai người này giỏi võ cũng không thể làm cứng với cảnh sát chỉ cần bọn họ bị đưa vào đồn cảnh sát thì nhiếp nhân kiệt muốn sửa chỉ thế nào cũng được vì thế mà hắn mới tự mình tạo ra một án kiện cướp bóc. Ngu ngốc, đầu óc của chú có vấn đề sao? Hạ Thiên mở miệng. Tối qua anh đã nói rồi, đã bảo đừng đến làm phiền, nếu không sẽ cho ăn đòn, chú quên rồi sao? Nếu bây giờ mày ra tay, tao dám cam đoan mày sẽ ở trong cục cảnh sát lâu dài hơn. Nhiếp nhân kiệt rõ ràng không tin Hạ Thiên có thể ra tay, trên đời này không có vài thằng ngu ra tay đánh người trước mặt cảnh sát nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì trong mắt xuất hiện một nắm đấm sau đó mắt bùn lên hàng loạt ánh sao miệng không khỏi gào lên á à, nhiếp nhân kiệt không biết thân phận thật sự của hạ thiên hắn không cho rằng hạ thiên là người bình thường vì vậy nhiếp nhân kiệt tất nhiên gặp bi kịch hắn cho rằng hạ thiên không dám ra tay nhưng hạ thiên lại tung một đấm nhiếp nhân kiệt hét lên thảm thiết và ngã xuống đám người xem náo nhiệt trong nhà hàng chợt choáng váng đây là loại người gì cũng quá trâu bỏ rồi khu ăn uống này gần biệt thự hồ hương tuyết, nhưng cũng không phải đến nơi đây dùng cơm đều là phú hào, cũng có thành phần tri thức bình thường. Vì vậy bọn họ cũng không phải cảm thấy Hạ Thiên có tiền mà kiêu ngạo, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ không hiểu, đây là loại người gì, dám đánh người trước mặt cảnh sát. Sử kinh tùng cũng choáng váng, dù bọn họ suy nghĩ rất nhiều khả năng nhưng không ngờ tên này còn dám đánh người, vì vậy lúc này bọn họ không kịp phản ứng. Khi mọi người còn đang ngây ngẩn thì động tác của Hạ Thiên cũng không ngừng, hắn vừa nhấc chân đá vừa mắng đúng là thằng ngu đã bảo đừng đến làm phiền nếu không sẽ ăn đòn bây giờ anh xem ra chú thích ngược đãi chính mình anh sẽ thỏa mãn cho chú nhiếp nhân kiệt đáng thương không ngờ đến tình huống này hắn thậm chí còn không đưa vệ sĩ vào vì vậy mà bị đá đến mức điên cuồng liên tục lăn lộn dừng tay mau dừng tay sử kinh tùng cuối cùng cũng có phản ứng hắn vội vàng quát lên chói tai nếu không dừng tay thì tôi sẽ chẳng khách khí này, các người không thể đổi câu nói khác sao? Mỗi lần tôi đá người, đám ngu ngốc các người lại bảo tôi dừng tay, tôi căn bản không dùng tay, tôi chỉ dùng chân mà thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn sử kinh tùng, sau đó hắn nhấc chân đá nhiếp nhân kiệt lăn lộn. Châu, đúng là châu chó. Lúc này mọi người đều có một ý nghĩ, tên kia dám đánh người trước mặt cảnh sát, hơn nữa còn mắng cảnh sát ngu ngốc, đúng là vô địch. Tống tiên sinh, cuối cùng tôi cảnh cáo anh, lập tức dừng tay, còn nữa, lời nói phải khách khí một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Sử kinh tùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, vẻ tức giận trên mặt rất rõ ràng. Người này hoàn toàn không xem đám cảnh sát bọn họ ra gì, dám đổ dỡn bọn họ trước mặt công chúng. Điều này làm cho sử kinh tùng cảm thấy, nếu hắn không làm cho tên khốn kia biết tay, sợ rằng sự việc truyền ra ngoài, dù là ai cũng không coi cảnh sát ra gì. Ai muốn ông và thằng ngu này khách khí với tôi? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Sử Kinh Tùng. Ông đừng làm ồn, cẩn thận tôi đánh luôn bây giờ. Hạ Thiên vừa nói vừa đá vào người nhiếp nhân kiệt, sau đó hắn kéo ninh khiết. Thôi được rồi, vợ, tôi không muốn đá thằng ngu này nữa, không có gì vui, chúng ta đi dạo phố thôi. Khi thấy Hạ Thiên kéo ninh khiết đi ra ngoài thì mọi người không dám nói gì, tên kia đúng là quá hùng mạnh, đánh người trước mặt cảnh sát, còn mắng cảnh sát, lại tỏ ra không có vấn đề gì, còn muốn cùng bạn gái đi dạo phố. Đứng lại, sử kinh tùng quát lên chói tai. Bây giờ tôi nói cho các người biết, các người khả nghi cướp bóc và đả thương người, tôi muốn bắt các người. Sử kinh tùng cất bước chặn hạ thiên lại, đồng thời đưa ra còng tay muốn bắt hạ thiên, rõ ràng sử kinh tùng đã bị chọc giận. Trường 1024, đổi tên thành Tam Bát. Sử kinh tùng còng rất thuận lợi, nhưng sau đó hắn đột nhiên cảm thấy cổ tay truyền đến cảm giác lạnh buốt, hắn cúi đầu nhìn và chấn động, không ngờ lại còng chính mình. Đúng là nhiều kẻ thích ngược đãi chính mình. Hạ Thiên lúc này chợt cảm khái. Có kẻ thích tự còng chính mình, này, vợ, tôi nghe nói gần mực thì đen, nếu cứ ở cùng một chỗ với bọn thích ngược đãi sẽ biến thành tự ngược đãi, chúng ta nên đứng cách xa bọn này ra một chút. Hạ Thiên vừa nói vừa đi ra ngoài, mà lúc này đám người đứng xem mới cảm thấy có chút kỳ lạ tại sao tên cảnh sát kia lại tự còng chính mình tổ trưởng anh làm sao vậy tên nam cảnh sát trẻ tuổi cũng phát hiện tình huống không đúng hắn vội hỏi còn nữ cảnh sát lại tức giận kêu lên với hạ thiên ngươi làm gì tổ trưởng hạ thiên không quan tâm đến nữ cảnh sát này hắn tiếp tục không nhanh không chậm đi ra bên ngoài nhà hàng đứng lại nếu không tôi nổ súng nữ cảnh sát khẽ quát mà nàng lại rút súng ra họng súng tiếp tục chĩa về phía hạ thiên khi thấy nữ cảnh sát rút súng ra thì đám người đứng xem lại cảm thấy bất an, trong lòng đang thầm suy nghĩ, tên khốn kia chẳng lẽ không sợ súng sao? Đúng lúc này nữ cảnh sát đang đứng nghiêm chợt cảm thấy chân mình mềm nhũn, cơ thể ngã xuống đất. Á. À, nữ cảnh sát không trực tiếp té xuống đất, nàng đụng vào một bàn ăn, đây là một bàn thức ăn Trung Quốc, hơn nữa còn đụng vào cạnh bàn, vì vậy mà nàng hét lên thảm thiết rồi trực tiếp mất xỉu. Vợ xem, tôi nói gần mực thì đen có sai đâu? người quái dị kia cũng thích tự ngược đái lại đập đầu vào cạnh bàn hạ thiên lại nói mọi người trợn mắt há mồm điều này sao trùng hợp như vậy cậu tên nam cảnh sát định mở miệng nhưng vừa nói được một chữ thì hạ thiên đã quay đầu nhìn này anh muốn đập đầu vào cạnh bàn sao tên nam cảnh sát trượt nghẹn họng cũng không cách nào nói ra nửa chữ đi thôi tôi không thích tự ngược đái cũng không muốn đứng gần đám người thích tự ngược đái Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn đi ra khỏi nhà hàng. Đám người bên trong nhìn bóng lưng của Hạ Thiên mà vẻ mặt không khỏi thầm than sợ hãi, thật sự không ai dám tiến lên ngăn cản. Sau khi rời khỏi nhà hàng thì Hạ Thiên và Ninh Khiết thật sự đi dạo một vòng, tất nhiên bọn họ cũng không đi quá xa, chỉ vòng quanh khu vực Hồ Hương Tuyết, cuối cùng quay về biệt thự, mà lúc này đã 10 giờ tối. Chào Tống tiên sinh, chào Ninh tiểu thư. Khi đến cổng khu biệt thự thì tên bảo vệ đứng ở cổng nhiệt tình chào hỏi hai người, nhưng dù là Hạ Thiên hay Ninh Khiết cũng không quan tâm, cả hai trực tiếp đi vào. Hai người nhanh chóng đi đến cửa biệt thự của mình, nhưng bọn họ không lập tức mở cửa, vì bọn họ phát hiện có một người đứng trước cửa, người này có vẻ đang chờ bọn họ. Đây là một thiếu nữ 17-18 tuổi, gương mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, dáng người cao gầy, đường cong đẹp đẽ, nhìn qua có vẻ động lòng người tuy so sánh có chút tranh lệch với ninh khiết nhưng nàng cũng có thể coi là người đẹp khó tìm xin hỏi anh là tống thần y phải không thiếu nữ dùng cặp mắt như thu thủy nhìn chằm chằm vào hạ thiên giọng nói dễ nghe ngôn từ rất khách khí đúng vậy tôi là tống thần y hạ thiên trả lời một câu sau đó hắn dùng giọng có chút nghi ngờ hỏi cô là ai tôi nói trước nhé bây giờ đã muộn tôi cũng không có tâm tình chữa bệnh cho người khác vì vậy nếu muốn tôi chữa bệnh thì mai hãy đến. À, không đúng, ngày mai cũng không cần đến, khoảng thời gian này tôi không muốn chữa bệnh cho bất kỳ ai nữa. Tống thần y hiểu lầm rồi, tôi không phải đến đây chữa bệnh, tiểu thư nhà tôi muốn gặp anh. Thiếu nữ chợt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu thư nhà cô, Hạ Thiên có chút mơ hồ. Tôi biết cô ta sao? Tống thần y có lẽ còn chưa biết tiểu thư nhà tôi, nhưng chỉ một lúc nữa sẽ biết ngay thôi thiếu nữ vẫn nở nụ cười ngọt ngào nhưng từ đầu đến cuối nàng lại không nhìn ninh khiết giống như căn bản không có ý muốn quen biết ninh khiết không quen chắc chắn không phải vợ tôi hạ thiên lầm bầm vậy hãy để cho cô ta đến gặp tôi dù sao cũng là cô ta muốn gặp không phải tôi muốn gặp tống thần y tiểu thư nhà tôi hành động không quá thuận tiện vì vậy không thể nào đến đây thiếu nữ giải thích chuyện này không liên quan đến tôi dù sao cũng là cô ta muốn gặp tôi hạ thiên lười biếng nói trong lòng thầm nghĩ thì ra là người què hắn còn tưởng rằng đó là người đẹp vậy thì không nên qua là đúng tống thần y tiểu thư nhà tôi có nói nếu anh không qua sẽ để tôi chuyển cho anh một câu thiếu nữ cũng không tức giận vẻ mặt vẫn treo nụ cười âm thanh vẫn trong trẻo động lòng người nói cái gì hạ thiên có chút bất mãn nhà đầu này lớn lên không tệ sao cứ giả vờ thần bí và cổ quái như vậy tiểu thư nhà tôi có nói nếu tống thần y không chịu đi như vậy hạ thần y sẽ tình nguyện đến gặp thiếu nữ dùng giọng không chút hoang mang nói hạ thần y ninh khiết nghe nói như vậy thì vẻ mặt không khỏi có hơi biến đổi rõ ràng ý của thiếu nữ này chính là vị tiểu thư kia biết được thân phận thật sự của hạ thiên hạ thiên trừng mắt nhìn thiếu nữ hắn dùng giọng có chút bất mãn nói này có tin tôi đánh cô không tôi tin thiếu nữ cười ngọt ngào nhưng tôi cũng tin anh sẽ đến gặp tiểu thư nhà tôi. Hạ Thiên chợt có chút buồn bực, người này đúng là không có biện pháp, dù hắn đã sửa tên, cũng cố gắng an phận nhưng vẫn bị người ta nhận ra được. Hắn cũng muốn biết tiểu thư trong miệng nhà đầu kia là ai, sao lại biết hắn họ hạ. Xem ra hắn phải đi, để xem vị tiểu thư kia muốn gì. Được rồi, tôi sẽ đi gặp vị tiểu thư gì kia, chờ khi tôi gặp mặt xong, sẽ trực tiếp đánh cả hai người hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn thiếu nữ nhà đầu này rõ ràng dám uy hiếp hắn hắn không thích bị người ta uy hiếp càng không thích bị phụ nữ uy hiếp chồng tôi đi với cậu ninh khiết khẽ nói hạ thiên còn chưa kịp mở miệng thì cô gái kia đã nói ninh tiểu thư tiểu thư nhà chúng tôi chỉ muốn gặp một mình tống thần y mà thôi không có việc gì tôi đi một mình là được chỉ ở đây chờ tôi tôi sẽ quay về ngay hạ thiên cũng không sợ mình xảy ra chuyện từ đầu đến cuối hắn chỉ e sợ một mình tống ngọc mỹ mà thôi những người khác dù là ai cũng không dọa được hắn nhưng ninh khiết bắt đầu có chút lo lắng ninh tiểu thư không cần lo lắng tiểu thư nhà tôi không có ác ý với tống thần y nếu không cũng không để tôi đến mời tống thần y đi qua thiếu nữ xinh đẹp lại mở miệng tuy giống như đang nói với ninh khiết nhưng lại nhìn sang hạ thiên rõ ràng nàng không có hứng với ninh khiết lại có hứng thú rất lớn với hạ thiên vợ quỷ keo kiệt chị đi vào trước đi, nếu chị mệt thì cứ đi ngủ, không nên đợi tôi. Hạ Thiên lại an ủi Ninh Khiết một câu. Tôi sẽ chờ cậu về. Ninh Khiết cuối cùng cũng không kiên trì muốn đi theo, nàng chỉ khẽ nói một câu. Lời nói của cô gái kia cũng làm nàng yên tâm hơn một chút, dù đối phương là ai thì cũng không có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị, nếu không bây giờ trước mặt bọn họ phải là Tống Ngọc Mị. Tống thần y, xin mời. Thiếu nữ khẽ cười thản nhiên với Hạ Thiên xe của tôi đang đậu bên ngoài. Dẫn đường đi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, thật ra hắn cũng muốn đi gặp vị tiểu thư trong miệng nha đầu kia, vì hắn cũng hiếu kỳ xem đối phương là ai. Lúc này Hạ Thiên cũng hiểu, hắn cũng không muốn người ta biết rõ thân phận của mình. Tình hình cũng không dễ dàng như vậy, hắn sẽ phải ở lại đây vài ngày nhưng mới đó đã có vài người nhận ra, trước đó là chỉ nhân phong, bây giờ là vị tiểu thư gì đó, Bây giờ chỉ nhân phong đã bị xử lý, hắn có nên xử lý vị tiểu thư sắp gặp mặt không? Hạ Thiên cùng nhà đầu xinh đẹp đi ra biệt thự, tên bảo vệ ngoài cửa lại chửi bới Hạ Thiên, tên khốn chết tiệt kia đúng là có tiền, mới chưa đến 10 phút nhưng đã thay đổi người đẹp bên cạnh, đúng là thay người đẹp còn nhanh hơn thay áo. Ra khỏi biệt thự, lại đi vài trăm mét, nhà đầu xinh đẹp đẫn Hạ Thiên đến một chiếc xe màu đỏ ở ven đường, nàng mở cửa xe rồi cười ngọt ngào với Hạ Thiên. Tống thần y Mời lên xe. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn trực tiếp ngồi lên, mà thiếu nữ xinh đẹp cũng nhanh chóng lên xe rồi khởi động. "Này, tiểu thư nhà cô tên là gì?" Hạ Thiên lúc này không nhịn được phải hỏi. "Tống thần y, tên của tiểu thư nhà tôi nên để cho chính tiểu thư nói cho biết." Thiếu nữ xinh đẹp vừa lái xe vừa dùng giọng không nhanh không chậm nói. "Cô tên là gì?" Hạ Thiên có chút khó chịu, hắn thuận miệng hỏi một câu. "Tôi là A Cửu." thiếu nữ lại sảng khoái trả lời sao lại lấy tên là a cửu hạ thiên rất kỳ quái thật ra tôi cảm thấy cô tên là a bát hay a thất cũng hay đúng rồi có cái tên rất hay dành cho cô phải không thiếu nữ tự xưng là a cửu chợt có chút hiếu kỳ không biết tống thần y có tên gì hay cho tôi tôi cảm thấy dù là a cửu a bát hay a thất đều không dễ nghe bằng tam bát chỉ cần lấy tên này thì ai cũng biết chỉ cần đổi tên là Tam Bát thì có thể trở thành danh nhân. Hạ Thiên Nghiêm Trang nói, A cửu vốn lái xe rất chấn định, nàng nghe nói như vậy thì chợt nhấn mạnh chân ga muốn hút vào chiếc xe phía trước, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, người này dám mắng nàng là Tam Bát. Tôi tưởng rằng Tống Thần Y chỉ thích đánh người, không ngờ bản lĩnh mắng người cũng không tồi. A cửu lại nhanh chóng chấn định trở lại, hắn thản nhiên nói. Cái gì mà tôi chẳng lợi hại, dù là đánh người hay thứ gì cũng vậy, Cô có muốn thử một chút không? Hạ Thiên vẫn rất chăm chú, hắn thật sự muốn cho a cửu này một trận. Chương 1025, tôi muốn trừng phạt chị. Lưu Manh, a cửu gắt một tiếng, sau đó nàng không muốn tiếp tục nói chuyện với Hạ Thiên, chỉ lặng yên lái xe mà thôi. Này, tiểu thư nhà cô rốt cuộc là ai? Hạ Thiên rất nhàm chán, hắn tiếp tục hỏi. Nhưng a cửu chỉ lái xe nhanh hơn, nàng căn bản không trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Này, nếu bây giờ cô không nói lời nào, tôi sẽ đánh mông cô." Hạ Thiên bất mãn dùng giọng uy hiếp nói, hắn không thích bị người ta uy hiếp nhưng lại thích uy hiếp người khác, đặc biệt là uy hiếp người đẹp. "Tôi đã nói rồi, khi anh gặp mặt tiểu thư nhà tôi, chị ấy sẽ cho anh biết tên." A Cửu cuối cùng cũng khó giữ bình tĩnh, giọng điệu không còn ngọt ngào, bên trong có chút tức giận. "Tiểu thư nhà cô có xinh đẹp không?" Hạ Thiên lại hỏi. "Tiểu thư nhà tôi tất nhiên là xinh đẹp." A à cửu lần này lại trả lời. Đẹp hơn so với cô không? Hạ thiên tiếp tục hỏi thăm. Đó là tất nhiên, tôi còn kém xa một phần người của tiểu thư. A à cửu nhanh chóng trả lời. Cô gạt người sao? Hạ thiên có chút không tin. Tiểu thư nhà cô không phải là một người què sao? Một người què sao có thể đẹp đẽ cho được? Tiểu thư nhà tôi không phải là một người què. A à cửu thở phì phò nói không phải vừa rồi cô nói tiểu thư nhà mình hành động bất tiện sao hạ thiên có chút mất hứng nếu không phải người què thì sao lại không hành động bất tiện vì vừa rồi tôi gạt anh a cửu tức giận nói hạ thiên lập tức buồn bực thì ra a cửu này chơi trò lừa đảo xem ra chút nữa phải cho nàng một trận mới được nhưng ngay sau đó hạ thiên lại vui sướng nếu tiểu thư trong lời nói của nha đầu lừa gạt này không phải là người què là người đẹp thì tốt Tuy người đẹp kia giống như có ý đồ bất lương nhưng chỉ cần đẹp cũng tốt hơn què. Nửa giờ sau Hạ Thiên cũng không buồn hỏi chuyện với A Cửu. Rõ ràng vì tiểu thư của A Cửu ở cách khu biệt thự Hồ Hương Tuyết rất xa. Lái xe phải mất hơn một giờ, nhưng phải đúng vào thời điểm buổi tối không kẹt xe mới như vậy mà thôi. Khi A Cửu dừng xe thì đã hơn 11 giờ tối. Lúc này Hạ Thiên cũng phát hiện nàng đưa mình đến bờ biển. Mà ngoài bờ biển có một căn biệt thự hai tầng, bây giờ bọn họ đang đứng nơi cổng biệt thự tiểu thư nhà tôi đang ở bên trong a cửu nói một câu ngay sau đó bước vào bên trong cửa biệt thự cũng không khóa nhìn qua cũng thấy chủ nhân của biệt thự không lo lắng đến vấn đề an toàn dù là buổi tối nhưng trong biệt thự lại rất sáng vì mỗi gian phòng trong biệt thự đều sáng đèn ngay cả ngoài sân cũng thắp đèn nếu nói không chút khoa trương thì biệt thự này ở bên bờ biển như một bóng đèn tỏa sáng hạ thiên đi theo a cửu vào trong biệt thự lầu một biệt thự cũng không có người mà A cử trực tiếp lên lầu 2, sau đó đi đến một gian phòng ngủ. Lúc này cửa phòng ngủ mở ra nhưng nàng không tiến vào, chỉ quay sang nói với Hạ Thiên. Vào thôi, tiểu thư nhà tôi đang chờ bên trong. Hạ Thiên không do dự mà trực tiếp tiến vào, hắn muốn xem vị tiểu thư thần bí kia là ai, tất nhiên điều quan trọng là hắn muốn biết nàng có đẹp hay không. Đây là một gian phòng ngủ cực kỳ tao nhã lịch sự, không tính là xa hoa nhưng rất thoải mái, tất cả trang sức trong phòng đều cực kỳ nữ tính nhưng hạ thiên nhìn lướt qua mà không phát hiện ra người nào tuy trong phòng có một chiếc giường lớn trên giường là chăn gối trắng sáng nhưng chăn mền rất phẳng rõ ràng bên trong không có người đúng là nha đầu lường gạt hạ thiên có chút khó chịu sau đó hắn chuẩn bị ngưng tụ công lực để xem trong phòng có nhịp tim của ai đó hay không đúng lúc này một âm thanh động lòng người vang vào tai hạ thiên tôi ở trong này hạ thiên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh Hắn phát hiện âm thanh từ sau bức màn truyền đến, vì vậy mà không khỏi ngạc nhiên, tiểu thư kia chẳng lẽ đang ngồi trên cửa sổ sao? Hạ Thiên đi đến kéo màn ra, sau đó hắn lập tức thất vọng, vốn tưởng rằng có người ngồi trên cửa sổ nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Sau bức màn là một sân thượng khá lớn, ở giữa sân thượng có một bàn cà phê, bên cạnh bàn là một người phụ nữ mặc tây trang. Người phụ nữ này nhìn có vẻ hơn 20, tóc đen áo khoác đen, cặp mắt linh động có thần dùng mạo thanh lệ thoát tục. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để quét mắt nhìn người phụ nữ này một lượt, dù người phụ nữ này ngồi trên ghế làm hắn không hoàn toàn thấy rõ thân hình của nàng, nhưng hắn lập tức kết luận ra một vấn đề, tuy tối nay A Cửu lừa gạt hắn nhiều lần nhưng lại đúng khi nói về dung mạo vị tiểu thư này. Đây thật sự là người đẹp, tuy A Cửu cũng rất đẹp nhưng nếu so sánh với vị tiểu thư này thì rõ ràng là không đáng nhắc đến, nếu nói A Cửu chỉ bằng một phần mười cũng không quá khoa trương. Trên đời này còn có người đẹp xinh đẹp như vợ mình, nhưng mình không biết, xem ra không quá bình thường. Hạ Thiên thì thào nói, lúc này hắn đã bắt đầu suy xét kế hoạch biến cô gái đẹp này thành vợ mình. Người đẹp kia dù là dáng người hay bất kỳ thứ gì khác cũng có thể so sánh với các bà vợ của hắn, hơn nữa nàng còn có một khí chất không màng danh lợi, làm hắn sinh ra cảm giác thoải mái. Hạ Thiên, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt." Người đẹp điềm tĩnh cười với Hạ Thiên. "Mời ngồi." hạ thiên lập tức ngồi xuống nhưng hắn ngồi xuống thì người đẹp kia lại kêu lên yêu kiều cậu làm gì vậy không có gì không phải chị mời tôi ngồi sao tôi ngồi rồi đây hạ thiên cười hì hì nói trong lòng thầm nghĩ xem ra người đẹp này quen biết mình tôi không cho cậu ngồi trên người tôi người đẹp này không thể nào bình tĩnh nàng đã sớm điều tra về hạ thiên cũng biết người này rất lưu manh nhưng nàng không ngờ lần đầu tiên gặp mặt nàng thì hắn đã có hành vi lưu manh như vậy nàng mời hắn ngồi, hắn không ngồi lên ghế mà lại ngồi lên đùi nàng. Này, chị phải nói cho rõ ràng, tôi tưởng chị muốn tôi đến ngồi lên đùi. Hạ thiên nhanh chóng đứng lên, sau đó hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn người đẹp. Này, vậy chị nói cho rõ ràng, chị muốn tôi ngồi ở đâu? Mời cậu ngồi sang ghế bên kia, được không? Bộ ngực người đẹp chợt phập phồng cấp tốc, nàng hít thở vài hơi thật sâu, cuối cùng cũng làm mình bình tĩnh trở lại. Trước nay nàng đối mặt với bất kỳ người nào cũng cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, ứng phó với bất kỳ sự việc nào cũng không hoảng loạn, nhưng nàng phát hiện mình chưa cùng sắc lang kia tiếp xúc được một phút đã mất bình tĩnh, cử động của tên này quá khác thường, cũng chỉ có hắn mới đưa ra những hành vi như vậy mà thôi. Vì sợ Hạ Thiên lại làm điều sằng bậy, lúc này người đẹp trực tiếp chỉ vào chiếc ghế đối diện, không cho Hạ Thiên cơ hội giả vờ. Hạ Thiên dùng ánh mắt núi tiếc nhìn cặp đùi đẹp của người đẹp, tuy vừa rồi chỉ ngồi vài giây nhưng cảm giác rất tốt, làm hắn hoài niệm này cô tên gì hạ thiên mở miệng hỏi một câu đồng thời cũng ngồi xuống mặt ghế y tiểu âm người đẹp bình tĩnh nói ra ba chữ sao hạ thiên thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên chị nói mình tên gì y tiểu âm y tiểu âm nào y tiểu âm ở thủ đô dòng điệu của y tiểu âm rất bình tĩnh tôi nghĩ cậu đã từng nghe qua rồi chứ hạ thiên trừng mắt nhìn y tiểu âm hắn cũng không chớp mắt không thể không nói điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không ngờ y tiểu âm ở thủ đô lại chạy đến đây, hơn nữa còn chủ động tìm hắn. "Chị thật sự là nữ thần y đệ nhất thủ đô y tiểu âm sao?" Một lúc sau Hạ Thiên mới mở miệng hỏi. "Đúng vậy." Y tiểu âm thản nhiên nói. "Tôi chính là nữ thần y đệ nhất thủ đô y tiểu âm, cũng chính là y tiểu âm trong bốn đóa hoa thủ đô, xem ra cậu đã sớm biết tên tôi, cũng như tôi sớm biết tên cậu." "Được rồi." xem ra thật sự là chị tôi đang chuẩn bị để tối nay đến thủ đô tính sổ với chị bây giờ chị đến tính sổ luôn cũng không muộn hạ thiên trừng mắt nhìn y tiểu âm người này quá xinh đẹp nhưng thiếu nợ phải cho ăn đòn vì nàng nhiều lần gây phiền toái cho hắn cậu muốn tính sổ gì với tôi y tiểu âm vẫn rất bình tĩnh trước tiên tôi hỏi chị vài vấn đề hạ thiên nhìn y tiểu âm thứ nhất chính là tôn bác văn kia vốn sẽ phải chết kết quả là sống thêm vài ngày có phải chị giúp hắn? Đúng vậy, là tôi giúp anh ta sống thêm 15 ngày. Y tiểu âm sảng khoái thừa nhận. Tại sao chị lại kéo dài tính mạng cho hắn? Hạ thiên trừng mắt nhìn y tiểu âm. Chị cố ý gây khó cho tôi sao? Tôi không cố ý gây khó cho cậu, tôi chỉ thu của anh ta một triệu rưỡi mà thôi. Y tiểu âm thản nhiên nói. Lấy tiền của người thì phải làm việc, tôi luôn làm như vậy, cũng chẳng có gì không đúng tóm lại chị đã gây ra phiền toái cho tôi làm hại vợ tôi thiếu chút nữa bị tôn bác văn hại chết vì vậy khoản nợ này phải tính hạ thiên trừng mắt nhìn y tiểu âm tôi lại hỏi chị trước đó lý minh hiên đã bị tàn phế sau đó đột nhiên trở nên lợi hại đánh không chết có phải do chị làm ra đúng vậy là tôi y tiểu âm rõ ràng thừa nhận tôi cải tạo cơ thể anh ta một chút lý minh hiên thiếu chút nữa đã giết chết vợ tôi đây cũng là chị gây khó cho tôi chị nói đi, chị muốn bị trừng phạt thế nào?" Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. "Hạ Thiên, tôi thấy cậu hiểu lầm rồi, tuy tôi thừa nhận mình làm hai việc trên nhưng cũng không phải không đúng. Lý Minh Hiên là một vật thí nghiệm của tôi mà thôi, hơn nữa còn là vật thí nghiệm rất thành công, còn chuyện trừng phạt, cậu cũng không được trừng phạt tôi. Tôi thích trừng phạt ai thì trừng phạt, bây giờ tôi muốn trừng phạt chị, tôi muốn xử lý chị." nhưng xét thấy vợ tôi không có vấn đề gì, tôi đổi lại biện pháp trừng phạt chị. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn y tiểu âm. Tôi quyết định lấy chị làm vợ, sau đó mỗi ngày đều phải đánh mông. chương 1026, y tiểu âm uy hiếp. Trên gương mặt trắng nõn của y tiểu âm có chút ửng đỏ, cặp mắt đẹp cũng có thêm vài phần tức giận. Vài tháng trước tên này còn chưa đến thủ đô nhưng nàng đã nghe danh, sau này nàng chú ý tình hình của hắn, cũng biết hắn là siêu cấp háo sắc. Người nào biết về Hạ Thiên cũng hiểu một vấn đề, đó chính là ngàn vạn lần đừng cho tên này thấy người đẹp, nếu không hắn sẽ cưỡng chế cướp làm vợ. Khốn nổi đám người đẹp người này vừa ý thì chưa có người nào thoát được, điều này làm cho y tiểu âm không dám gặp mặt Hạ Thiên. Nàng cảm thấy nếu thật sự gặp mặt hắn, hơn phần nữa sẽ sinh ra những phiền toái không cần thiết. Bây giờ y tiểu âm càng thêm xác nhận, mình trước đó phán đoán không sai, tên khốn này vừa nhìn thấy mình thì bắt đầu có ý nhưng cũng may lần này nàng đã có chuẩn bị dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng vẫn chấn định tôi biết rõ ở thủ đô có không ít người đang tìm cậu rất nhiều người nghĩ rằng cậu mất tích cũng có người nghĩ rằng cậu đã chết một vài người ngoài nghĩ rằng cậu đã xảy ra chuyện điều này cũng không có gì kỳ quái dù sao bọn họ cũng không quen biết gì với cậu không biết cậu ở đâu cũng chẳng có gì kỳ lạ nhưng ngay cả mộc hàm cũng không biết cậu ở đâu điều này không bình thường có đúng không y tiểu âm đã bình tĩnh trở lại nàng nhìn hạ thiên rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi tôi cảm thấy điều này rất bình thường hạ thiên tỏ ra điềm nhiên như không này rốt cuộc chị có đồng ý làm vợ tôi không thật ra chị cũng đừng sợ nếu chị làm vợ tôi tôi sẽ rất thương yêu chị đánh mông cũng không dùng sức hạ thiên tôi sẽ không làm vợ cậu y tiểu âm thản nhiên nói có lẽ cậu không biết khi cậu chữa bệnh cho cam mẫn vợ nhâm hiểu phong ở bệnh viện Huệ Nhân thì tôi đã nhận ra cậu, mà những ngày qua tôi cũng âm thầm điều tra về cậu. Tôi biết rõ bây giờ cậu không gọi là Hạ Thiên mà lấy tên là Tống Tử, tôi biết cậu ở cùng một chỗ với Ninh Khiết, cô gái này vốn là một người ở thủ đô. Tôi biết bây giờ những người phụ nữ khác cũng chẳng biết tung tích của cậu, các nàng cũng đang liên tục tìm kiếm tung tích của cậu. Tôi có đầy đủ lý do để tin tưởng, cậu đổi tên họ để đến một địa phương xa lạ để né tránh kẻ thù một kẻ thù mà cậu cực kỳ sợ hãi, nếu không cậu sẽ chẳng làm như vậy. Này, chị đừng nói lung tung, gần đây kẻ thù thường trốn tôi, tôi chưa từng trốn kẻ thù, hơn nữa tôi còn chưa từng sợ ai. Hạ Thiên chừng mắt nhìn y tiểu âm, nếu hắn thật sự thừa nhận điều này thì quá mất mặt. Phải không? Y tiểu âm cười nhạt một tiếng. Vậy ý của cậu là, nếu như bây giờ tôi nói cậu đang ở đây cho đám người ở thủ đô, cậu sẽ không quan tâm sao? hạ thiên trừng mắt nhìn y tiểu âm chị đang uy hiếp tôi sao cậu có thể cho là như vậy y tiểu âm thản nhiên nói có tin tôi xử lý chị ngay bây giờ không hạ thiên rất mất vui tối nay hắn đã bị nha đầu a cử uy hiếp bây giờ lại bị y tiểu âm uy hiếp càng làm hắn khó chịu chính là y tiểu âm trước kia gây ra nhiều phiền toái cho hắn bây giờ hắn muốn tìm nàng tính sổ lại bị nàng uy hiếp Tuy Hạ Thiên nói là không trốn tránh kẻ thù nhưng thực tế lại đang tránh mặt Tống Ngọc Nghị, vì vậy hắn biết rất rõ, nếu Y Tiểu Âm thật sự đưa tin tức của hắn về thủ đô, sợ rằng sẽ có phiền toái rất lớn. Đầu tiên là Tống Ngọc Nghị kia sợ rằng sẽ phát hiện hắn đang sống rất tốt ở đây, sau đó là Mộc Hàm tìm đến. Tuy hắn rất muốn gặp Mộc Hàm, nhưng nếu bị Tống Ngọc Nghị phát hiện ra, như vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm, dù thế nào thì bây giờ hắn cũng không nên cho Y Tiểu Âm truyền tin về thủ đô. Cậu không thể giết tôi vì cậu là tổ trưởng ám tổ mà tôi là đối tượng được ám tổ bảo vệ thực tế gặp phải bảo vệ tôi mới đúng y tiểu âm dùng giọng không nhanh không chậm nói nếu cậu giết tôi cậu sẽ mang đến phiền toái cho ám tổ cũng sẽ mang đến phiền phức cho mộc hàm bây giờ tôi không phải là hạ thiên tất nhiên cũng không phải là tổ trưởng ám tổ tôi muốn giết chị không liên quan gì đến ám tổ hạ thiên tức giận nói chuyện này hắn lại biết rõ mộc hàm từng nói qua với hắn nhưng rõ ràng hắn không quan tâm đến điều này. Được rồi, tôi cho rằng cậu có thể làm vậy, nhưng tôi đã dám tìm cậu, tất nhiên sẽ không chỉ đơn giản chỉ vì được ám tổ che chở. Thực tế tôi đã thông báo cho thủ hạ ở thủ đô, chỉ cần sáng mai tôi không liên lạc với bọn họ, như vậy bọn họ sẽ theo lệnh tôi, sẽ truyền tin về cậu ra khắp thủ đô. Y Tiểu Âm vẫn không chút kinh hoàng, bây giờ nàng có vẻ yên tâm vì chỗ dựa rất vững chắc. Tôi ghét nhất người ta uy hiếp mình hạ thiên trừng mắt nhìn y tiểu âm giọng điệu rất bất mãn thật ra tôi cũng không thích uy hiếp kẻ khác y tiểu âm cười nhạt một tiếng nói thật cho cậu biết tôi từ nhỏ đến lớn chỉ uy hiếp một người tối nay chị cho mời tôi đến chỉ vì uy hiếp thôi sao hạ thiên đang suy nghĩ xem nên trừng phạt y tiểu âm thế nào trước đó hắn đã bị tống ngọc mỹ uy hiếp không thể không trốn đến nơi này hắn vốn cũng rất buồn bực bây giờ lại bị y tiểu âm uy hiếp hắn là đệ nhất nam nhân sao có thể tiếp tục để phụ nữ uy hiếp tất nhiên là không y tiểu âm lắc đầu thật ra tôi tìm cậu là vì muốn hợp tác hợp tác với tôi hạ thiên rất bất mãn chị muốn hợp tác với tôi trực tiếp làm vợ tôi là được cần gì phải uy hiếp hạ thiên không phải mỗi người phụ nữ đều thích làm món đồ chơi cho kẻ khác nếu cậu không có những người phụ nữ khác tôi sẽ tình nguyện làm vợ cậu đáng tiếc là cậu chẳng những có phụ nữ khác hơn nữa còn không phải là một người, vì vậy tôi không làm vợ cậu. Y tiểu âm thản nhiên nói, nhưng giữa chúng ta thật ra cũng có điểm hợp tác, có thể nói là tôi có chuyện cần nhờ đến cậu. Muốn hợp tác với tôi thì cứ nói thẳng, nói đi, muốn hợp tác cái gì? Hạ thiên hừ một tiếng, đừng cho là tôi không biết đến âm y môn của các người, âm y môn các người muốn tôi giúp cái gì? Vẻ mặt y tiểu âm có hơi biến đổi, khoảng vài chục giây sau nàng không nói lời nào, giống như có chút ngạc nhiên vì Hạ Thiên biết được thân phận của mình. Nhưng chưa đến một phút sau nàng đã khôi phục lại bình thường, nàng chậm rãi nói. Cậu đã biết tôi đến từ âm y môn, vì vậy có vài chuyện tôi không cần giới thiệu, tôi biết rõ cậu là đệ tử của quỷ y Trương Minh Đà, tôi cũng biết rõ y thuật của cậu đã trò giỏi hơn thầy, đã vượt xa Trương Minh Đà. Tôi nghĩ chuyện mà ngày xưa Trương Minh Đà không thể giải quyết được, bây giờ cậu nên giải quyết. Tất nhiên, tôi mạnh hơn sư phụ rất nhiều, ông ấy còn rất nhiều chuyện chưa thể giải quyết, mà tôi thì không có gì không thể giải quyết được. Hạ Thiên gióng giặc nói. Cậu biết âm môn châm pháp chứ? Y tiểu âm hỏi. Tất nhiên là biết, không phải là châm pháp mà âm y môn các người dùng để hại người sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Người sáng lập ra âm y môn và âm môn châm pháp cũng không có mục đích hại người, mà là vì cứu người. Giọng điệu của y tiểu âm đã không còn bình tĩnh, bên trong có chút hương vị khác thường âm môn châm pháp không phải để hại người chẳng qua dùng để cứu người nhưng di chứng quá nghiêm trọng mà thôi không cần quan tâm các người cứu hay hại người chuyện này không liên quan đến tôi chỉ cần các người không hại vợ tôi là được hạ thiên lười biếng nói mặc kệ cậu có tin hay không những năm gần đây tôi liên tục cải tiến âm môn châm pháp tôi luôn hy vọng âm môn châm pháp cuối cùng sẽ là một châm pháp cứu người sẽ biết nguyên nhân vì đâu gây ra nhiều di chứng y tiểu âm chậm rãi đứng lên nàng nhìn về phía biển rộng, tư thái hoàn mỹ của nàng chợt biểu hiện trước mắt Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng đứng lên, nhưng hắn không đứng song song với y tiểu âm mà đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào cặp mông lớn, sau đó hắn lẩm bẩm Hàng tốt, đánh vào chắc chắn sẽ tràn đầy cảm xúc, tính đàn hồi phải nói là khủng bố. Cậu nói gì? Y tiểu âm quay đầu, sau đó nàng thấy ánh mắt kỳ lạ của Hạ Thiên, nàng suy nghĩ và biết ngay hắn đang nói về cái gì, vì vậy có chút xấu hổ. Hạ Thiên, tôi hy vọng cậu tôn trọng tôi một chút, đây cũng là một chút tôn trọng cơ bản của đàn ông với phụ nữ. Làm một người chồng tốt, tôn trọng vợ chính là thường xuyên xem xét, ngẫu nhiên vỗ mông vài cái, vì vậy tôi tôn trọng chị, lát nữa sẽ vỗ mông." Hạ Thiên nghiêm trang nói. "Cậu?" Y Tiểu Âm rốt cuộc khó giữ bình tĩnh. "Hừ, tôi không muốn nói lằng nhằng với cậu, tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề, cậu có thể cải tiến được âm môn châm pháp hay không?" "Tất nhiên là có." tôi đã nói rồi, không có gì tôi không giải quyết được, muốn biến âm môn châm pháp thành châm pháp cứu người rất dễ dàng. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Y tiểu âm dù có chút xấu hổ nhưng nghe nói như vậy thì tinh thần chấn động, sau đó nàng dùng giọng không thể chờ được hỏi. Vậy cậu nói cho tôi biết, phải làm sao để cải tiến âm môn châm pháp? Sao tôi phải nói cho chị biết? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y tiểu âm. Chị không phải là vợ tôi, còn gây phiền cho vợ tôi, tôi giúp chị không phải là thằng ngu sao? Y tiểu âm chợt sướng sờ, người này thật sự ngu si sao? Vừa rồi nàng đã nói rất rõ ràng, nếu không giúp thì nàng sẽ đưa tin về thủ đô, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ, nếu cậu không hy vọng người thủ đô biết được cậu đang làm gì, cậu nên ngoan ngoãn hợp tác. Y tiểu âm tức giận nói. Này, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không thích bị người ta uy hiếp. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Y Tiểu Âm, đặc biệt là phụ nữ uy hiếp. "Hạ Thiên, bây giờ tôi uy hiếp cậu, cậu làm gì được tôi?" Y Tiểu Âm nổi giận, nàng căm giận kêu lên. "Cậu nghĩ mình còn lựa chọn khác sao?" Chương 1027, thu cả bốn đóa hoa. Tỉnh táo, đây là điều mà trước nay Y Tiểu Âm luôn yêu cầu chính mình, thân là một thầy thuốc, nàng cần tỉnh táo, như vậy mới có thể chữa bệnh cho người. Hơn nữa nàng còn là người quan trọng nhất của âm y môn, xử lý chuyện gì cũng cần tỉnh táo, nàng thấy mình chỉ có thể cố gắng giữ tỉnh táo mới đạt đến mục tiêu của mình. Những năm qua y tiểu âm luôn là như vậy, nàng cũng cực kỳ thành công. Nàng ở thủ đô nhiều năm, nàng có thể lạnh nhạt đối mặt với đám công tử quyền quý, nàng không màng giang lợi và cực kỳ tỉnh táo, vì vậy mà người khác đối với nàng luôn khách khí, thậm chí là cung kính. Cũng vì vậy mà nàng không có bối cảnh nhưng vẫn có thể đứng song song với những cô gái giàu có quyền thế trong bốn đóa hoa thủ đô. Đây cũng là chuyện mà y tiểu âm luôn tự hào, nàng cảm thấy tâm cảnh của mình đã tu luyện rất xuất sắc, có thể nói dù Thái Sơn sụp đổ cũng không đổi màu mặt. Nhưng bây giờ cảm giác tự hào của nàng hầu như bị Hạ Thiên đánh nát, người này lưu manh đến cực điểm, dùng những hành động và lời lẽ khó tưởng để đánh bại tâm cảnh của nàng, làm nàng khó thể nào bình tĩnh. Lúc này cặp mắt đen nhánh xinh đẹp của y tiểu âm đang phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, bộ ngực sữa cao mất cũng phập phồng biểu hiện tâm tình không an tính, cũng cho người khác thấy bộ vị kia của nàng là không nhỏ. Thực tế Hạ Thiên lại đang nhìn chầm chầm vào bộ vị kia, trong lòng thầm nói một câu, phải là C. Khi thấy ánh mắt Hạ Thiên thì y tiểu âm càng tức giận, người này đúng là cực phẩm, đến lúc nào rồi mà còn dám làm càn như vậy. Y tiểu âm tất nhiên biết rõ Hạ Thiên lợi hại, vì vậy mà trước đó nàng luôn không dám xung đột chính diện với hắn. Lúc này nàng dám tìm hắn cũng vì đang mười phần nắm chắc, nàng vững tin hắn không dám trái ý của mình. Vài phút trước đó nàng cho rằng mình đã thành công, nhưng nàng không ngờ lưu manh này vừa thối vừa cứng, lại không chịu hợp tác với nàng. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Y tiểu âm quát lớn. Hạ thiên, tùy tôi biết ó cậu là ai, nhưng dù cậu hạ lưu hay háo sắc cũng vậy, hay hèn hạ vô sỉ cũng vậy, tôi đều tôn trọng cậu là đại thần y, vì thế mà trước đó tôi luôn khách khí với cậu. Nhưng bây giờ cậu không còn tôn trọng tôi, vậy cũng đừng trách tôi không tôn trọng cậu, nếu cậu đã không muốn hợp tác thì tôi đây nói rõ ràng, chuyện này không phải do cậu mà xong. Cậu phải cải tạo âm môn châm pháp cho tôi, nếu không, tôi đảm bảo một giờ sau toàn bộ thủ đô sẽ biết cậu đang ở đây. Này, tôi nhìn chúng chị chính là tôn trọng chị, nếu chị không phải là mỹ nữ, tôi chẳng thèm quan tâm hạ thiên nhìn chằm chằm vào tư thái tuyệt vời của y tiểu âm sau đó hắn đột nhiên nói này cô muốn biết vì sao tôi phải trốn ở đây mà chẳng cho người khác biết không nếu cậu chịu nói tất nhiên tôi sẽ không ngại lắng tai nghe y tiểu âm hừ khẽ một tiếng thật ra nàng rất muốn biết rõ nguyên nhân dù nàng xác nhận hạ thiên trốn ở chỗ này để tránh né một kẻ địch nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ trên đời này có ai làm cho hắn phải sợ hãi Y tiểu âm có mối quan hệ rất rộng ở thủ đô, nàng cũng có được rất nhiều tư liệu bí ẩn, vì vậy dù Hạ Thiên có nhiều tư liệu được giữ bí mật nhưng nàng đều có thể tiếp cận được. Cũng vì thế mà nàng mới biết nhiều chuyện về hắn, cũng biết võ công của hắn cao đến mức thần kỳ, biết hắn nhận được sự giúp đỡ mạnh mẽ của Triệu gia ở thủ đô. Điều này làm nàng rất mê hoặc, nếu nói về võ công thì hình như không ai mạnh bằng Hạ Thiên, nếu nói về y thuật thì nàng đứng trước mặt hắn cũng rất mặc cảm, nếu nói về thế lực thì hắn cũng cực mạnh. Đồng thời hắn còn là ám hoàng đời thứ hai, còn được Triệu gia giúp đỡ, như vậy rốt cuộc phải là ai mới làm cho hắn sợ hãi? Trong thủ đô có một người phụ nữ rất biến thái, chị ta tạm thời mạnh hơn tôi một chút, chị ta lại ghen ghét tôi, vì vậy mới đẩy tôi đến nơi này. Chị ta không cho tôi liên lạc với vợ, cũng không cho vợ tìm được tôi, nếu không người phụ nữ biến thái đó sẽ giết chết vợ tôi. À, mọi chuyện là như vậy, vì thế tôi tạm thời trốn ở đây. Hạ Thiên lười biếng nói lời nói tuy không phải đều là thật nhưng cũng không phải là giả. Thì ra là thế. Y Tiểu Âm cuối cùng cũng xác định Hạ Thiên đang tránh né một kẻ địch khủng bố, rõ ràng khôn dám cho người thủ đô biết mình đang ở đây. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút vui sướng, vì điều này có nghĩa là những phán đoán trước đó của nàng rất chính xác, nàng hoàn toàn có thể tiếp tục uy hiếp hắn. Tất nhiên Y Tiểu Âm sẽ không tin có một người phụ nữ ghen ghét Hạ Thiên, nàng cũng không tin đó là một người phụ nữ biến thái nàng thấy nếu muốn nói là biến thái thì hạ thiên này mới thật sự là biến thái. Hắn là kẻ biến thái hùng mạnh, biến thái háo sắc, đầu óc hoàn toàn không giống người bình thường. Y tiểu âm có chút trần trừ rồi lại hỏi. Cậu nói đến một người phụ nữ, đó là ai? Điều này làm cho y tiểu âm có chút hiếu kỳ, trong thủ đô có người phụ nữ nào mạnh mẽ đến mức làm cho hạ thiên phải sợ hãi. Nói theo lý, nếu có người phụ nữ như vậy thì nàng phải biết mới đúng. Sau này chị sẽ biết, nhưng bây giờ tôi sẽ không nói cho chị biết hạ thiên nhìn chằm chằm vào y tiểu âm sau đó hắn lầm bầm mặc hơi nhiều quần áo thì phải nếu cởi bớt ra thì chắc chắn sẽ càng đẹp hơn cậu y tiểu âm nghe nói như vậy thì lập tức nổi giận giọng điệu cũng trở nên phẫn nộ hạ thiên cậu đúng là đánh chết cái nét không đổi bây giờ tôi cũng không muốn biết người phụ nữ kia là ai cậu không phải đã nói có thể cải tiến âm môn châm pháp sao được rồi Tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất cậu nói cho tôi biết cải tiến thế nào, thứ hai tôi sẽ nói chuyện cậu ở đây về thủ đô. Tôi tin Mộc Hàm tìm cậu khắp nơi sẽ chạy đến đây, sau đó cậu cứ chờ người phụ nữ kia giết chết Mộc Hàm đi. Tôi không thích người khác cho mình lựa chọn, tôi muốn làm gì đều phải tự mình quyết định. Hạ Thiên nhìn y Tiểu Âm. Chị biết tại sao tôi lại nói ra những chuyện vừa rồi không? Tôi không muốn biết, tôi chỉ cần biết biện pháp cải tiến âm môn châm pháp chỉ cần cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ đảm bảo không tiết lộ hành tung của cậu. sau này chúng ta hai bên nước giếng không phạm nước sông. y tiểu âm cam giận nói, nàng phát hiện mình hoàn toàn không muốn ở lâu với hạ thiên, nàng thầm nghĩ mình phải lập tức làm những gì mình muốn, sau đó để người này cút đi. tôi sẽ không nói cho chị biết. hạ thiên lười biếng nói, nếu chị muốn biết làm sao cải tiến âm môn châm pháp thì phải làm vợ tôi, nếu không thì đừng hòng. rất tốt bây giờ tôi sẽ để tin tức của cậu truyền ra ngoài y tiểu âm lấy trong bộ tây trang màu đen ra một chiếc điện thoại tinh xảo nàng ra vẻ sẽ gọi đi tất nhiên y tiểu âm sẽ không thật sự gọi đi nàng làm vậy chỉ vì ép hạ thiên thỏa hiệp mà thôi chị không hiểu vừa rồi vì sao tôi lại nói những lời kia sao hạ thiên bắt đầu cảm khái theo lý mà nói thì chị cũng rất thông minh ngực cũng lớn chẳng lẽ lại là ngực to não nhỏ cậu cậu nhất định ép tôi điện thoại đi sao y tiểu âm tức đến mức muốn ói máu lưu manh này đúng là cực phẩm đến lúc này còn dám đùa giỡn với nàng chị sẽ không điện thoại đi nếu chị điện thoại đi thì chỉ có cái chết hạ thiên lười biếng nói cậu muốn giết tôi sao y tiểu âm cười lạnh một tiếng đầu óc của cậu có vấn đề à tôi đã nói với cậu rồi nếu tôi chết thì tin tức của cậu ở đây sẽ truyền ra ngoài không phải tôi muốn giết chị Hạ Thiên lắc đầu. Thật ra tôi cũng không nở giết chị, chị quá đẹp, quan trọng là chị nằm trong bốn đóa hoa thủ đô, trong bốn người này có ba người là vợ tôi, nếu thiếu đi một chẳng phải là đáng tiếc lắm sao. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hì hì bổ sung thêm. Nhưng nếu chị gọi điện thoại đi, người phụ nữ biến thái ghen ghét tôi sẽ giết cả chị, người phụ nữ kia sẽ giết vợ tôi, mà chị cũng là vợ tôi, vì vậy chị ta cũng sẽ giết chị. Tôi không phải vợ cậu, Y tiểu âm nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng nàng chợt sững sờ, chẳng lẽ triệu vũ cơ, Tống Ngọc Nghị cũng bị lưu manh này nắm chặt vào tay rồi. Nhớ năm xưa ở thủ đô có người từng nói sẽ ngắt một đóa hoa, thậm chí là ngông cuồng nói sẽ lấy cả bốn đóa hoa thủ đô, nhưng thủ đô có nhiều công tử và chưa ai thành công. Bây giờ nếu để bọn họ biết Hạ Thiên căn bản không phải là người thủ đô mà ngắt được ba đóa hoa, sợ rằng bọn họ sẽ đập đầu chết hết. Chị sẽ nhanh chóng là vợ tôi. Hạ Thiên nói xong một câu thì vung tay chụp lấy cổ tay Y Tiểu Âm, sau đó hắn khẽ kéo, Y Tiểu Âm bổ nhào vào lòng hắn. Một giây sau hai tay của Hạ Thiên đã đặt ngang hông và ôm chặt lấy nàng. Cậu làm gì vậy, mau thả tôi ra. Y Tiểu Âm chấn động, nàng lớn tiếng quát, đồng thời cũng liên tục dẫy dụa. Đáng tiếc là y thuật của nàng tuy cao nhưng không biết võ công, nàng vùng vẫy căn bản không giống như phản kháng, lại giống như đón ý của hắn không phải chị nói sẽ không làm vợ tôi sao hạ thiên lười biếng nói bây giờ tôi sẽ biến chị thành vợ tôi dù sao cũng không thể giết người cũng không nỡ giết người càng không thích bị người uy hiếp đặc biệt là bị một người phụ nữ biến thái uy hiếp bây giờ không muốn bị một người phụ nữ đẹp uy hiếp vì vậy tôi quyết định biến chị thành vợ như vậy sẽ không sợ chị uy hiếp cũng không cần lo lắng chị hại những bà vợ khác của tôi cậu cậu dám gương mặt y tiểu âm chợt trắng bệch Cuối cùng nàng cũng hiểu Hạ Thiên muốn làm gì, hắn muốn cưỡng hiếp nàng. Chương 1028, bất tử bất diệt. Y Tiểu Âm vẫn luôn cho rằng mình tuy chưa từng được gặp nhưng tương đối hiểu rõ về Hạ Thiên, nàng từ tư liệu mà biết tên này dù rất háo sắc nhưng trước nay theo đuổi phụ nữ thì chưa từng dùng thủ đoạn hạ lưu, phương diện hắn am hiểu nhất chỉ là quấn chặt không buông mà thôi. Nhưng bây giờ Y Tiểu Âm phát hiện mình đã sai, thật ra nàng căn bản không biết Hạ Thiên, nàng vừa gặp mặt đã bị hắn chiếm tiện nghi tâm cảnh nàng tưởng rằng mình tu luyện cứng như sắt đá cũng bị hắn đánh vỡ trong nháy mắt, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là lưu manh chết tiệt này muốn cưỡng hiếp mình. cậu, cậu dám động đến tôi? y tiểu âm chợt hô lên kinh hoàng. những hành động của hạ thiên nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng căn bản khơ nóc ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, vì vậy mà không có đối sách. nhưng bây giờ nàng có nói lời uy hiếp vẫn như không, vì vậy nàng không nói thêm điều gì. lúc này hạ thiên đã đưa tay đến thắt lưng của nàng. Một giây sau nàng đã cảm thấy thắt lưng bị hắn rút ra, không thể nghi ngờ lưu manh này chuẩn bị hành động thật sự. Bất tử bất diệt. Y tiểu âm chợt hô lên một câu. Hạ Thiên nghe được bốn chữ này thì động tác chợt ngừng lại, trong miệng có chút ngạc nhiên. "Ồ, này này vợ, chị muốn bất tử bất diệt sao? Như vậy càng phải làm vợ tôi mới được, nếu chị làm vợ tôi thì ít nhất có thể sống vài trăm năm không chết, thậm chí cũng có thể bất tử bất diệt." Y tiểu âm không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Tuy bây giờ phần lớn công lực của hắn đã bị hạn chế nhưng vẫn là một tồn tại cực mạnh với Y tiểu âm, chút sức lực của nàng thật sự khó thể nào vùng khỏi người hắn. Đúng lúc này hai bóng đen lóe lên, trên ban công chợt xuất hiện hai người đàn ông, hai tên này đều cao hơn mét tám, nhưng một tên có vẻ mập mà tên còn lại thì đặc biệt gầy, trang phục rất bình thường, nhìn qua có vẻ không khác gì người thường. Bất tử ra mắt tiểu thư. Tên mập cúi người chào y tiểu âm. Bất diệt ra mắt tiểu thư. Tên gầy cũng hành lễ với y tiểu âm cùng một lúc với tên mập. Hạ thiên có chút buồn bực, hắn chừng mắt nhìn hai tên kia, lúc này hắn mới hiểu, không phải y tiểu âm muốn bất tử bất diệt, thì ra hai kẻ kia tên là bất tử bất diệt. Này vợ, hai người này là hộ vệ của chị sao? Hạ thiên thuận miệng hỏi một câu. Cậu dám đụng vào tôi, bọn họ sẽ giết cậu. Y tiểu âm lạnh lùng nói. À, như vậy trước tiên muốn biến chị thành vợ thì phải xử lý hai người này sao? Hạ thiên nói xong thì khẽ buông y tiểu âm ra, sau đó hắn đẩy khẽ, y tiểu âm không tự chủ được phải lui ra sau vài bước và ngồi xuống ghế. Sau đó hắn nhìn bất tử bất diệt rồi dùng giọng bất mãn hỏi. Này, hai chú muốn tự mình nhảy xuống, hay muốn anh xử lý rồi ném xuống? Bất tử và bất diệt không quan tâm đến hạ thiên, cả hai chỉ nhìn y tiểu âm, giống như đang chờ lệnh của nàng. Bắt lấy hắn cho tôi. Y tiểu âm chỉ vào hạ thiên, nàng vừa dứt lời thì bất tử bất diệt đã tấn công về phía hạ thiên. Hai người này thân thể đều cao lớn, hơn nữa bộ dạng có vẻ ngây ngốc làm ấn tượng đầu tiên của người ta là kẻ này không chút linh hoạt. Nhưng bây giờ bọn họ vừa động thì Hạ Thiên đã biết mình sai lầm, hai người này không những nhanh nhạy mà phải là cực nhanh, chỉ sau nháy mắt đã đến trước mặt, sau đó bốn cánh tay cùng phóng lên, Rõ ràng bọn họ đang muốn bắt lấy Hạ Thiên theo lệnh Y tiểu âm. Cũng may công lực Hạ Thiên tuy không còn mạnh như xưa nhưng phản ứng cũng không chậm, hắn đạp phiêu miểu bộ, né tránh một cách quỷ dị, sau đó lấy ra ngân châm, nhanh chóng dịch chuyển đến sau lưng bất tử rồi đâm hai cái, sau đó lại đánh về phía bất diệt. Hạ Thiên đang chuẩn bị đâm cho bất diệt hai châm thì cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau bùng lên, hắn tranh thủ bỏ qua kế hoạch, cơ thể phóng về phía trước, khó khăn lắm mới thoát được hắn xoay người và phát hiện người tấn công mình không phải là ai khác, chính là bất tử vừa bị đâm hai châm. Ủa, chú không việc gì sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn hiểu ra vấn đề. À, anh hiểu rồi, thì ra các chú là những tên quái vật bất tử mà vợ anh tạo ra, hèn gì lấy tên là bất tử bất diệt. Hạ Thiên lầm bầm vài câu thì bất tử bất diệt đã tiếp tục tấn công, lần này Hạ Thiên căn bản không trốn, hắn cầm hai tay hai châm đâm về phía đối phương. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Thiên gặp phải loại quái vật bất tử này, hơn nữa mỗi lần gặp đều có xuất phát từ y tiểu âm, vì thế mà hắn không có gì cần lo lắng, vì hắn biết nên dùng cách nào để đối phó với bọn chúng. Tuy đám người này nhìn qua có vẻ không sợ đau thương nhưng lại sợ ngân châm của hắn, hắn chỉ cần đâm vài châm lên vài bộ vị trên người đối phương thì dù là bất tử bất diệt cũng trở thành tử và diệt. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện mình quá chủ quan, ngân châm vừa đâm vào đã thấy không đúng, vì ngân châm căn bản không thể đi vào, lại gặp trở ngại, điều này làm hắn không khỏi nhớ đến Tống Ngọc Mị, nhớ đến bộ quần áo mà nàng mặc trên người, thứ đó làm hắn không thể đâm châm vào được. Bây giờ 8 phần 2 người bất tử bất diệt này cũng mặc một bộ quần áo gì đó mà khó thể đâm xuyên, vì vậy mới xuất hiện tình huống này. Người chủ quan thường trả giá rất nhiều, chẳng bao lâu trước đó Hạ Thiên vì chủ quan mà bị Lý Minh Hiên đánh bị thương, bây giờ hắn vì chủ quan mà xảy ra vấn đề nhưng lúc này hắn không phải bị đả thương mà đột nhiên bị bất tử dùng hai tay ôm chặt lấy người sau đó bất diệt cũng phóng đến hai người bốn tay cứ như vậy mà ôm chặt lấy hạ thiên phi 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 mau cút ra cho anh anh ghét nhất bị đàn ông đụng vào người hạ thiên lập tức nổi giận hắn cầm lấy ngân châm đâm mạnh mẽ một lúc lâu đồng thời cũng vận công muốn hất văng hai người này ra nhưng hạ thiên nhanh chóng phát hiện một chuyện khó hiểu dù hắn có đâm châm thế nào thì hai người kia cũng không có phản ứng còn vấn đề vận công hất văng đối phương thì bây giờ công lực không đủ mạnh cũng không có hiệu quả hạ thiên tôi đã nhìn lầm cậu rồi tôi nghĩ cậu dù lưu manh cũng không làm chuyện hèn hạ không ngờ cậu không khác gì cánh đàn ông khác chỉ là nửa người dưới là cầm thú y tiểu âm lúc này mở miệng nói đáng tiếc cậu đã xem thường tôi cậu nghĩ rằng tôi không chuẩn bị gì cứ thế mà đến gặp cậu sao cậu đã biết được uy lực của bất tử bất diệt rồi chứ tôi còn thật sự cảm tạ cậu Trước đó tôi có hai nhóm làm thí nghiệm, cũng có cậu thử nghiệm, để tôi biết được nhược điểm của bọn họ. Bây giờ bọn họ đã không còn nhược điểm, dù là cậu cũng không đánh bại được bọn họ. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ cầm ngân châm tiếp tục thi châm như bay, nhưng lúc này hắn không đâm châm lên người bất tử bất diệt mà đâm lên người mình. Y tiểu âm có chút đắc ý, còn có chút cảm giác thoải mái, người này vừa rồi dám có ý nghĩ muốn cưỡng hiếp nàng, đúng là khó thể tha thứ. Nàng hư lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Hạ Thiên, cậu không thích đàn ông dụng vào sao? Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi cũng không thích bị đàn ông động vào, nhưng vừa rồi cậu động vào tôi, bây giờ tôi cũng cho bất tử bất diệt động vào cậu. Tốt nhất cậu nên nói cho tôi biết làm sao để cải tiến âm môn châm pháp, nếu không những chuyện cậu cảm thấy chán ghét sẽ xảy ra. Chị thật sự cần ăn đòn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Y Tiểu Âm, sau đó hắn dùng giọng mất hứng nói: Thế nào, chẳng lẽ cậu được phép có ý nghĩ cưỡng hiếp tôi? còn tôi thì không được cho hai tên đàn ông cưỡng hiếp cậu sao? Y tiểu âm cười lạnh một tiếng. Bất tử bất diệt nghe lệnh tôi, chỉ cần tôi muốn làm gì thì bọn họ sẽ làm theo. Tôi cho cậu 10 giây suy xét, nếu sau 10 giây mà không chịu nói phương pháp cải tiến âm môn châm pháp, tôi sẽ để cho bọn họ làm ra những chuyện cậu cực kỳ chán ghét. Y tiểu âm cảm thấy ý nghĩ của mình tương đối khá, đúng là ý nghĩ của thiên tài. Lưu manh hạ thiên này thích người đẹp, lại chán ghét đàn ông, bây giờ nàng dùng phương pháp này uy hiếp hạ thiên nhất định hạ thiên sẽ thỏa hiệp mười giây sau tôi sẽ cởi sạch chị ra hạ thiên trừng mắt bất mãn nhìn y tiểu âm sau đó hắn mắng một câu hai đứa chết tiệt cút ra cho anh hạ thiên vừa nói xong những lời này thì bất tử bất diệt đã bị đánh văng bốn cánh tay ôm chặt lấy hắn trước đó đã dứt ra khỏi cơ thể bay ra ngoài không xa hạ thiên phóng về phía bất tử bất diệt hắn lấy ngân châm đâm lên người hai tên này vài lượt trong miệng còn nói. Từng tưởng rằng các người mặc thứ quần áo gì đó thì có thể ngăn được ngân châm của anh. Hạ thiên vừa dứt lời thì bất tử bất diệt đã ngã xuống không một tiếng động. Vẻ mặt y tiểu âm chợt biến đổi lớn. Cậu, sao cậu có thể? Không có gì không thể. Hạ thiên lóe người đến trước mặt y tiểu âm, sau đó hắn ôm lấy nàng phóng vào phòng ngủ rồi ném lên giường. Tôi nói rồi, 10 giây sau sẽ lột sạch quần áo của chị, bây giờ còn 3 giây. Xẹt, một âm thanh rách toạc vang lên, chưa đến 3 giây sau thì y tiểu âm đã không còn mảnh vải che thân. Lúc này Hạ Thiên rất tức giận, vợ này dám tìm đàn ông để cưỡng hiếp hắn, đúng là quá đáng, điều này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, vì vậy động của hắn rất thô bạo, hắn xé toạc tất cả quần áo của nàng. Dáng người hoàn mỹ mê người của y tiểu âm chợt bộc lộ ra ngoài không khí, vẻ mặt nàng cũng trở nên tái nhợt, nàng không ngờ sự việc lại diễn biến ngược như vậy. 10 giây trước đó nàng còn tưởng mình chiếm thượng phong, nhưng bây giờ nàng đã là sơn dương trước mặt sắc lang hạ thiên. chương 1029, yêu nhau trên giường. Tôi muốn đánh vào mông chị 100 cái, để chị biết kết quả uy hiếp tôi là thế nào. Hạ thiên nhanh chóng quét mắt qua dáng người của y tiểu âm, lửa nóng trong lòng chợt bùng lên, dù là hai ngọn núi lồng lộng sừng sững hay rừng rậm nồng đập, hay da thịt bạch ngọc, cặp chân thon dài, tất cả đều cực kỳ hấp dẫn. Gương mặt không màng danh lợi của nàng cũng vì hoảng sợ mà làm Hạ Thiên càng có thêm cảm giác phá hoại. Hạ Thiên vươn tay đến mông Y Tiểu Âm, hắn mỉm cười rồi khẽ dùng sức, cơ thể nàng chợt xoay ngược lại, cặp mông ngạo nghễ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hắn khoát tay, chuẩn bị đánh xuống. Anh làm gì vậy, mau dừng tay. Một tiếng kêu sợ hãi từ cửa phòng ngủ vang lên, đúng là A Cửu, nàng thấy Y Tiểu Âm không mảnh vải che thân nằm trên giường, Hạ Thiên lại ngồi bên giường, rõ ràng có ý đồ bất lương vì vậy mà cực kỳ sợ hãi, nàng phóng về phía hạ thiên. Mau buông tiểu thư ra. Có thể thấy A Cửu biết chút võ công, nhưng trước mặt hạ thiên thì chút trò mèo vung tay múa chân của nàng không có chút hiệu quả. Khi thấy A Cửu thì hạ thiên thu tay, y tiểu âm vốn đang cực kỳ xấu hổ và tức giận lại khẽ thở ra, nàng chỉ mong sao A Cửu xuất hiện có thể làm nàng thoát khỏi một kiếp. Chỉ sau nháy mắt A Cửu đã xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, lúc này trên tay Hạ Thiên có thêm một cây ngân châm, hắn đâm lên người nàng a cửu chợt khựng lại rồi ngã xuống nhưng hắn nhanh tay lẹ mắt và ôm lấy nàng anh muốn làm gì a cửu chấn động tôi đã nói muốn đánh mông cô bây giờ vừa đúng lúc hạ thiên nói xong thì vỗ một cái lên mông a cửu nhưng bây giờ tôi còn phải đánh mông vợ cũng chỉ đánh cô một cái mà thôi cô ở bên cạnh chờ xem đi hạ thiên buông lỏng tay đưa a cửu nằm xuống sàn nhà anh dám động đến tiểu thư Tôi sẽ liều mạng với anh." A Cửu khẽ kêu lên, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì đã không còn nói được lời nào, Hạ Thiên đâm một kim lên người nàng, làm nàng không thể nào phát ra âm thanh. Đét. Một âm thanh trong trẻo vang lên, Y Tiểu Âm cảm thấy mông truyền đến cảm giác đau đớn, vì vậy mà khoảnh khắc này cảm thấy cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Cuối cùng nàng phát hiện mình quá lạc quan, A Cửu xuất hiện chẳng qua chỉ có thêm một người xem mà thôi. "Hạ Thiên, cậu đường đường là đệ nhất thần y." Sao lại dùng phương pháp này để tìm một phụ nữ? Không biết xấu hổ sao? Y Tiểu Âm thấy không thể nào trốn đi, bây giờ quần áo bị cởi sạch, nàng biết mình căn bản không thoát, ngay cả bất tử bất diệt cũng bị hạ thiên phế đi, nàng sao có thể bỏ chạy cho được? Đét. Hạ Thiên lại vỗ lên cặp mông căng và tràn đầy tính đàn hồi của Y Tiểu Âm, trong miệng nói: "Đại sư phụ có nói, muốn tìm phụ nữ thì trước hết phải lấy được tấm lòng của đối phương." ông ấy cảm thấy lấy được nhân tâm của phụ nữ thì quan trọng hơn so với cơ thể của nàng. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Đúng rồi, tôi còn chưa nói cho chị biết, đại sư phụ của tôi chính là Trương Minh Đà. Đại sư phụ của cậu nói rất đúng, nếu cậu muốn có được tôi, cậu phải lấy được lòng tôi mà không phải dùng biện pháp hạ lưu vô sỉ thế này. Y tiểu âm bây giờ không còn lựa chọn nào khác, biện pháp duy nhất của nàng chính là nói làm sao cho Hạ Thiên buông tha cho mình. Lúc này nàng đã hối hận, nếu sớm bía sẽ xuất hiện tình huống này thì nàng nên đồng ý cho một thành viên ám tổ theo sát để bảo vệ. Đáng tiếc là trước đó nàng quá mức tin tưởng vào năng lực của bất tử bất diệt, hơn nữa nàng cũng không muốn cho người ám tổ biết Hạ Thiên đang ở đây. Vì thế mà thành viên ám tổ vốn có nhiệm vụ bảo vệ bị nàng để lại thủ đô, tạm thời không còn ai khác có thể bảo vệ nàng. Nhị sư phụ của tôi nói, yêu nhau trên giường là tốt nhất, ông ấy nói chỉ cần tìm được cơ thể phụ nữ, như vậy sẽ nghiêm túc có được nàng hạ thiên lại nói ông ấy còn nói phụ nữ không nghe lời thì phải dùng sức mạnh nhị sư phụ của cậu điên rồi y tiểu âm vội vàng nói à thật ra tôi cũng thấy như vậy hạ thiên tỏ vẻ tán thành lời nói của y tiểu âm sau đó hắn lại nâng tay vỗ lên cặp mông của nàng cuối cùng tiếp tục nói tôi cũng hiểu tôi là người đàn ông đẹp trai cuồn cuộn không cần phải dùng sức mạnh làm gì cho mệt nhưng tôi cảm thấy nhị sư phụ nói không sai có vài người phụ nữ phải dùng sức mạnh ví dụ như những phụ nữ thích uy hiếp tôi giống như chị vậy hạ thiên nếu hôm nay cậu làm nhục tôi sau này tôi sẽ hận cậu cả đời y tiểu âm cắn răng nói này vợ chị biết không đại sư phụ tôi không có một bà vợ nào mà nhị sư phụ thì ít nhất cũng có một người bà vợ này ông ấy đã dùng sức để thu vào tay hơn nữa còn sinh cho ông ấy một con gái rất đẹp Tất nhiên đó là sư tỷ xinh đẹp của tôi, cũng là vợ tôi, vì vậy tôi cảm thấy nhị sư phụ làm việc khá tốt. Hạ Thiên vừa nói vừa tiếp tục đánh mông y tiểu âm, động tác liên tục không ngừng, mà lúc này cặp mông tuyết trắng của nàng đã đầy những dấu tay đỏ hồng. Tóm lại đại sư phụ của tôi có thể nhận được rất nhiều tấm lòng của phụ nữ, nhưng ông ta lại chẳng có bà vợ nào, vì thế tôi cảm thấy lời nói của nhị sư phụ vẫn đáng tin hơn. Cậu nếu dám làm nhục tôi, tôi sẽ cùng chết với cậu tôi sẽ nói ra tin tức cậu ở đây đến lúc đó cùng lắm thì đều chết y tiểu âm nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng nàng chợt có một dự cảm mãnh liệt đêm nay sợ rằng mình chạy trời không khỏi nắng điều này làm nàng rất bi phẫn vì thế mà trong đầu quyết định chơi trò cá chết lưới rách này vợ chị đã nghĩ sai một vấn đề rồi tôi sẽ không thể chết hạ thiên lắc đầu chị biết vì sao người phụ nữ kia chẳng giết tôi không vì chị ta không dám ra tay nếu giết tôi thì chỉ ta cũng chết. À, có lẽ chị ấy cũng không nỡ giết tôi, vì vậy dù thật sự biết tôi ở đây thì cũng chỉ giết chị, cũng sẽ không giết tôi. Còn chuyện vợ tóc vàng mộc hàm, thật ra không có gì phải sợ, cùng lắm thì tôi rời khỏi đây, chị ấy không tìm được tôi, cuối cùng người chết chỉ có mình chị, không ai khác. Y tiểu âm nắm chặt ga giường, khoảnh khắc này trong đầu nàng chợt có ý nghĩ muốn chết, nàng không nói thêm điều gì, nước mắt không tự giác được phải chảy ra nhưng dù nàng có nói gì cũng không có tác dụng, trừ khi có kỳ tích phát sinh, nếu không thì tối nay nàng nhất định sẽ bị hạ thiên vô sỉ cưỡng hiếp. Một bước sai, cả bàn cờ đều thua. Y tiểu âm chợt hiểu câu nói này, trước nay nàng luôn cẩn thận, cũng không có gì sai, chẳng phạm phải sai lầm gì. Nhưng tối nay nàng đã làm sai một việc, mà sai lầm này làm nàng có một đêm đau đớn, sỉ nhục, sợ rằng nó khó thể rửa sạch trong ký ức của nàng. Này vợ, chị đừng khóc, vì tôi muốn dùng sức nhưng chị sẽ không đau, dù thế nào thì chị cũng là vợ tôi, vì vậy tôi cũng không tra tấn chị làm gì." Hạ Thiên mở miệng nói. "Tuy nhiều người nói phụ nữ bị cưỡng hiếp sẽ rất đau, nhưng chị sẽ không đau, thật ra tôi cảm thấy sau khi đánh mông thì chị sẽ rất nhớ cảm giác này." "Hạ Thiên, tôi thề, cả đời này sẽ không yêu thương nhớ nhung gì ư?" Ừ. Y Tiểu Âm nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì không tự giác phải phát ra một tiếng rên yêu kiều hạ thiên không vỗ tay xuống mông y tiểu âm nhưng nàng chợt cảm thấy từ trên mông truyền đến cảm giác không giống trước đó nãy giờ từ nơi đó luôn truyền đến cảm giác đau đớn còn có chút khác thường nhưng bây giờ đã không còn cảm giác đau đớn chỉ là cảm giác tê dại mỗi lần bàn tay hắn đụng vào sẽ có một khí thức đặc biệt truyền vào người nàng khí thức này phóng vào tán loạn trong người nàng nhưng chỉ sau khoảnh khắc đã kích phát khát vọng thật sâu trong lòng nàng hèn hạ y tiểu âm cắn răng nàng không dám nói vì nàng sợ mình sẽ phát ra những âm thanh khó xử, điều này làm nàng rất khó tiếp nhận. Dù nàng bị người này ô nhục, nàng yên lặng còn tốt, sẽ không thỏa mãn cho hắn, không phối hợp với hắn. Thân là thầy thuốc nên y tiểu âm hiểu, khi Hạ Thiên đánh vào mông đã động tay động chân, cố ý kích phát khát vọng ẩn giấu trong người nàng, cố gắng làm nàng thỏa hiệp. Nhưng nàng không thể làm như vậy, dù là thế nào thì nàng cũng không bao giờ thỏa hiệp vài phút sau Hạ Thiên vẫn tiếp xúc thân mật với cặp mông đẹp của Y Tiểu Âm, hơn nữa thì thoảng còn mở miệng nói vài câu. Y Tiểu Âm tuy không mở miệng nhưng bàn tay lại giữ chặt ga giường, thiếu chút nữa có xúc động giật tung lên. Trên mông truyền đến cảm giác ngày càng khủng bố, Y Tiểu Âm cảm thấy cơ thể mình dần nhũn ra và nóng lên, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, cố gắng khống chế chính mình. Tâm cảnh tu luyện nhiều năm cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng, dù là phụ nữ thường khó thể nào chống đỡ được khát vọng này nhưng nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không động, không biểu hiện khuất nhục, nàng cứ nằm sấp như vậy, không nhúc nhích, giống như một người chết. 99, 100. Âm thanh của Hạ Thiên vang vào trong tai Y Tiểu Âm. Được rồi, đủ 100 cái, vợ y y, bây giờ tôi sẽ biến chị thành vợ chính thức, chị có chịu không? Y Tiểu Âm vẫn không nói lời nào, nàng nhắm mắt, vui mắt vào trong chăn. Nhưng nàng không thể nào chặn hai tai của mình, vì vậy nàng nghe rõ những âm thanh sột soạt, nàng biết rõ Hạ Thiên đang cởi quần áo. Cuối cùng cũng không thoát sao? Trong lòng y tiểu âm cực kỳ khổ sở, khoảnh khắc này nàng trông ngóng kỳ tích phát sinh, vì vậy mới thầm cầu nguyện, nếu có người đến cứu nàng, nếu có một đàn ông đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, nàng sẽ báo đáp bằng một phương pháp cổ xưa nhất, lấy thân báo đáp. Chương 1030, ta sẽ hận ngươi cả đời. Y tiểu âm không phải là một cô gái thích mơ mộng, nhưng bây giờ nàng không thể không mơ tưởng, không thể không chờ kỳ tích phát sinh. Nhưng nàng chưa đợi đến khi kỳ tích xuất hiện, lúc này cặp mông vừa bị ngược đãi của nàng đã phải tách ra để đón chào một thứ gì đó cứng rắn và nóng bỏng như lửa. Khi thứ này dùng thế tiến công khó thể ngăn cản cắn xuống miệng núi lửa nóng bỏng và xuyên qua tầng dung nham thì nửa thân dưới của nàng chợt căng cứng, nước mắt không tự giác được phải chảy ra. Khoảnh khắc này không chỉ có y tiểu âm chảy nước mắt, A à cửu cờ trên mặt đất cũng chảy nước mắt, nàng không thể nói chuyện nhưng vẫn thanh tỉnh, vì vậy nàng thấy rõ tiểu thư bị hạ thiên tra tấn, cũng tận mắt thấy tiểu thư tôn kính bị hạ thiên làm nhục, thân thể băng thanh ngọc khiết của tiểu thư đã không còn. Điều này làm cho A à cửu khó thể tiếp nhận, trong suy nghĩ của nàng thì tiểu thư không gì không làm được, nàng không ngờ sẽ có một ngày tiểu thư bị người ta chiếm đoạt, hơn nữa chỉ là một tên đàn ông mới gặp mặt một lần. Hạ thiên, ngươi là tên cầm thú hèn hạ vô sỉ. A Cửu Thầm mắng Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng đã hoàn toàn căm hận người đàn ông kia. Y Tiểu Âm và A Cửu đều rất đau khổ nhưng Hạ Thiên rất khoái lạc, tất niềm khoái lạc của hắn được tạo ra trên nỗi đau của A Cửu và Y Tiểu Âm. Thân thể mềm mại của Y Tiểu Âm làm cho Hạ Thiên cảm thấy hưởng thụ, hắn không kiêng nể gì mà chọc vào thật sâu, dù nàng không phối hợp nhưng chẳng sao, hắn có biện pháp làm cho nàng không thể không phối hợp. Y Tiểu Âm cũng không còn nằm sấp nàng không thể không bày ra các tư thế khác biệt để nghinh đón hắn, nhưng một chỗ trên người nàng không đổi, đó chính là miệng, nàng dùng sức cắn môi, không cho mình phát ra âm thanh. Ánh mắt của nàng vẫn nhắm chặt giống như không dám nhìn Hạ Thiên, sợ Hạ Thiên làm vấy bẩn ánh mắt của mình. Dám uy hiếp tôi, chỉ có biết uy hiếp tôi sẽ có kết cục thế nào không? Hạ Thiên thì thào nói, cơ thể y tiểu âm làm hắn cảm thấy rất sung sướng, nhưng đây không phải là cảm giác trên vấn đề sinh lý, là cảm giác đến từ tâm lý từ khi bị tống ngọc mỹ uy hiếp thì hắn không thể không ở lại trong một địa phương xa lạ này mà chẳng dám đi tìm vợ tận đáy lòng hắn có một áp lực cực mạnh cũng vì vậy mà đêm nay y tiểu âm uy hiếp làm hắn bạo phát thực tế trong tiềm thức của hạ thiên thì lúc này y tiểu âm không còn là y tiểu âm nàng đã cùng hợp thể với tống ngọc mỹ vì vậy lúc này hắn phát tiết với y tiểu âm chẳng khác nào phát tiết trên người tống ngọc mỹ lúc này trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn và vui sướng đúng là sung sướng chưa từng có Hạ Thiên hào hứng rất cao thì lại là cơn ác mộng với y tiểu âm, ít nhất đã 2 giờ mà Hạ Thiên vẫn còn chinh chiến trên người nàng, nàng đã không còn cầu nguyện kẻ nào khác đến cứu, nàng chỉ mong sao cơn ác mộng nhanh chóng chấm dứt mà thôi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng y tiểu âm mới phát hiện động tác của Hạ Thiên dừng lại, sau đó nàng nghe thấy âm thanh của hắn. Vợ y y, tôi đi trước, nhớ ngoan ngoãn làm vợ tôi, tôi sẽ nói cho chị biết cách cải tiến âm môn châm pháp sau đó y tiểu âm cảm thấy hạ thiên rời khỏi cơ thể mình âm thanh mặc quần áo vang lên cuối cùng nàng còn nghe nói một câu a cửu chăm sóc tiểu thư tôi sẽ còn tìm đến các người y tiểu âm không mở mắt mãi đến khi nàng nghe thấy giọng nói nức nở của a cửu tiểu thư tiểu thư không sao đấy chứ y tiểu âm nghe như vậy thì cuối cùng cũng hiểu hạ thiên đã đi rồi cơn ác mộng của nàng đã kết thúc nàng mở to mắt và thấy a cửu hai mắt đầy lệ đứng bên giường đang cầm chăn mền phủ lên người nàng a cửu không cần che đậy y tiểu âm lúc này lại cực kỳ bình tĩnh sau đó nàng chậm rãi đứng lên cầm ga giường bao bọc cơ thể lúc này ga giường có một đóa hoa màu đỏ máu y tiểu âm bọc ga giường quanh người tiến về phía trước một bước sau đó hai hàng chân mày nhân lại trên mặt lộ ra vẻ đau khổ cơ thể lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống tiểu thư chỉ cần chú ý a cửu vội vàng vịn tay y tiểu âm trong lòng càng hận hạ thiên, rõ ràng bây giờ y tiểu âm hành động bất tiện cũng vì kết quả mà tên cầm thú hạ thiên kia làm ra. Ta không sao. Y tiểu âm thản nhiên nói. A cửu, chị đi tắm. Vâng. A cửu khẽ gật đầu, nước mắt không tự giác phải chảy ra. Y tiểu âm đi ra bên ngoài, phòng tắm của biệt thự này ở lầu 1. A cửu không quá yên tâm nên đi theo sau lưng y tiểu âm. Lúc này nàng phát hiện tiểu thư tuy đi rất chậm nhưng rất ổn không còn xuất hiện tình huống như vừa rồi. Vài phút sau y tiểu âm vào phòng tắm, A Cửu ngồi chờ bên ngoài, nàng thấy tiểu thư vừa bị tên cầm thú kia làm nhục, bây giờ nhất định cảm thấy người mình rất bẩn, muốn rửa thật sạch. Những chuyện thế này nàng chưa từng thấy qua nhưng đã từng thấy nhiều trên TV. Trong phim truyền hình, những nữ nhân vật chính hoặc nhân vật phụ bị tên đàn ông nào đó dùng thủ đoạn hèn hạ mà làm nhục, bọn họ thường đi tìm một phòng tắm để gột rửa cơ thể mình, hận không thể lột lớp ra chính mình ra ngoài. A cửu không vào phòng tắm, cũng không thấy tình huống bên trong nhưng nàng cảm thấy tiểu thư chắc chắn đang làm một chuyện giống như vậy. Nếu nửa giờ mà tiểu thư chưa ra thì mình phải vào xem thế nào. A cửu nói với mình như vậy, nàng không muốn để cho tiểu thư ngược đãi chính mình, vì đó không phải là lỗi của tiểu thư, là lỗi của tên hạ thiên cầm thú, tiểu thư không nên vì kẻ khác mà trừng phạt chính mình. Tên lưu manh hạ thiên, tên cầm thú, nếu ta có bản lĩnh thì sẽ giết chết người báo thù cho tiểu thư. A à Cửu tức giận mắng chửi Hạ Thiên, nhưng nàng cũng biết mình không đánh lại Hạ Thiên, cũng không biết phải làm sao mới có thể báo thù cho tiểu thư. Nàng cũng phải báo thù cho chính mình, vì tên Lưu Manh chết tiệt kia đã đánh qua mông nàng. Lúc này đầu óc của A à Cửu có hơi rối loạn, kinh nghiệm đêm nay thật sự là lực tác động quá lớn với nàng, nàng tận mắt nhìn thấy y tiểu âm bị Hạ Thiên tra tấn vài giờ. Điều này làm trong lòng nàng có chút gì đó quỷ dị, giống như trong lòng có một bóng tối thậm chí vào thời điểm này nàng chợt sinh ra cảm giác sợ hãi và chán ghét đàn ông. A cửu suy nghĩ lung tung, lúc này y tiểu âm từ trong phòng tắm đi ra, bộ dạng giống như đã hồi phục trở lại. A cửu không tự chủ được phải nhìn đồng hồ, tiểu thư ở trong phòng tắm chưa đến 10 phút sau. Điều này, sao quỷ dị như vậy? Y tiểu âm bây giờ rất bình thường, nàng mặc áo tắm tơ tằm, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp gợi cảm, vẻ mặt lại rất bình tĩnh nhưng vì bây giờ y tiểu âm có vẻ rất bình thường mà làm a cửu cảm thấy bất bình thường vì một người phụ nữ gặp phải những tình cảnh như vừa rồi không nên có những biểu hiện bình tĩnh như lúc này mới đúng tiểu thư chị bây giờ chị thấy thế nào a cửu có chút không yên a cửu ga giường trong phòng tắm em vào đốt đi cho chị giọng điệu của y tiểu âm rất bình tĩnh chuyện đêm nay chị không hy vọng người nào khác biết rõ em cứ xem như chưa từng có gì xảy ra hiểu chưa tiểu thư chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy chị chị phải thiệt thòi lớn a cửu chợt cảm thấy choáng váng không biết tiểu thư của nàng đang suy nghĩ điều gì chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy khoản nợ này ta sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với hắn nhưng không phải là bây giờ y tiểu âm thản nhiên nói a cửu em nên biết dù ta làm việc gì thì trước đó cũng có kế hoạch kín đáo lần này gặp hạ thiên có sự việc ngoài ý muốn xảy ra điều này chứng tỏ kế hoạch của ta quá vội không kín vì thế mới có kết cục này. Điều này không thể trách ai khác, chỉ có thể trách trước đó chúng ta làm việc quá thuận lợi, vì vậy chuyện đêm nay là bài học rất lớn cho ta, sau này sự kiện này sẽ không bao giờ phát sinh. Tiểu thư, em hiểu rồi, em sẽ đi đốt ga giường. A Cửu khẽ nói, xử lý ga giường xong thì nhớ liên lạc với ám tổ, nói tôi cần bọn họ bảo vệ, mà nhớ nói rõ với ám tổ, bảo vệ ta chỉ có thể là nữ đặc công. Y tiểu âm trầm ngâm một lúc rồi nói, A cửu khẽ gật đầu. Vâng, tiểu thư, em biết rồi. A cửu có chút trần trừ rồi nói. Tiểu thư, bất tử bất diệt đều chết hết rồi sao? Ta còn chưa biết nhưng có lẽ bọn họ đã bị phế. Y tiểu âm lắc đầu. Sau đó nàng dặn dò A cửu một câu. A cửu nhất định phải nhớ kỹ chuyện đêm nay đừng tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là không được cho người trong âm y môn biết rõ. Ta không muốn bị bọn họ chê cười ta cũng không muốn những gì mình cố gắng nhiều năm qua chợt tan biến. Ta sẽ nhanh chóng chứng minh con đường mình lựa chọn sẽ là tốt nhất đối với âm y môn, nếu sao âm y môn cho ta, ta nhất định sẽ đưa âm y môn tiến về thời đại huy hoàng. Tiểu thư, em biết rồi, em cũng tin chị, tin chị nhất định sẽ là môn chủ. A cửu khẽ nói, được rồi, em đi làm việc đi, chị có chút mệt mỏi, chị đi nghỉ trước. Trên gương mặt xinh đẹp của y tiểu âm có chút huệ hoài, thật ra nàng rất mệt mỏi, nàng bị hạ thiên tra tấn vài giờ, nàng không mệt sao. Vài phút sau y tiểu âm đã nằm lên giường, cơ thể cực kỳ mệt mỏi nhưng lại khó thể nào tiến vào mộng đẹp, vì đầu óc của nàng vẫn rất thanh tính. Nàng không thể quên những gì đã phát sinh tối qua, dù hạ thiên đã đi rồi nhưng thực tế cơn ác mộng vẫn không chấm dứt, cũng sẽ vĩnh viễn không thể chấm dứt, là ký ức sỉ nhục vĩnh viễn không thể phai mờ. Hạ thiên, ta sẽ hận ngươi cả đời. Y tiểu âm cắn răng, trong lòng thầm nói, đây là người đàn ông mà cả đời nàng không quên, không phải yêu, chỉ là hận. Y tiểu âm thật sự rất căm hận Hạ Thiên, điều này cũng không có gì kỳ quái, vì dù là Hạ Thiên thì trong miệng gọi nàng là vợ nhưng thật sự không an tâm khi ôm bà vợ này nằm ngủ. Cũng vì vậy mà hắn mới nhanh chóng rời khỏi biệt thự này, vì âm hỏa trong người hắn bắt đầu phát động thế công. chương 1031, Thất huynh đệ hội thật ra hai tên bất tử và bất diệt gây ra phiền toái không nhỏ cho hạ thiên lúc đó hai tên này đã kẹp hắn quá chặt làm hắn không thể nhúc nhích vì vậy mà hắn không thể không tìm cách xuất ra tất cả công lực vì vậy mới đánh văng bọn họ ra vì muốn sử dụng hết công lực nên hạ thiên phải dùng ngân châm phong bế âm hỏa để âm hỏa tạm thời không tấn công mình mà hắn cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian đó để biến y tiểu âm thành vợ mình hạ thiên làm như vậy đã thành công có được thân thể của y tiểu âm điều này làm hắn rất hưng phấn, nhưng vấn đề là vì hắn quá hưng phấn nên lại quên đi thời gian, quên mất âm hỏa khó thể nào phong bế mãi như vậy. Trước đó hắn chỉ lo trinh phạt cơ thể xinh đẹp của nàng, lại không ý thức âm hỏa đang phát động thế công, khi hắn phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn, đã có không ít âm hỏa cùng trộn lẫn với băng hỏa linh khí. Cứ như vậy chuyện thành vui quá hóa buồn xảy ra trên người Hạ Thiên, vì vậy dù hắn vẫn còn rất lưu luyến với y tiểu âm thì không thể không bỏ đi ngay lập tức hắn lập tức đâm lên người mười châm, phòng bế âm hỏa một cách tạm thời, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Hắn phải tìm một chỗ thật sự an toàn để vận công hấp thu âm hỏa, nếu không thì những âm hỏa này sẽ thôn phệ tất cả băng hỏa linh khí. Hạ Thiên cũng không dám ở lại căn biệt thự này, nếu không thì sợ rằng y tiểu âm sẽ chọc hắn hai đao, vì vậy hắn chạy ra khỏi biệt thự, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy cách xa bờ biển. Hạ Thiên vốn muốn tìm một nơi an toàn bí mật, nhưng bây giờ đảo mắt nhìn khắp cảng thành, Đối với hắn thì chỗ an toàn nhất là nhà mình, cũng chính là căn biệt thự trong hồ Hương Tuyết. Có Ninh Khiết làm hộ pháp thì hắn tất nhiên sẽ an toàn, nhưng vấn đề là bây giờ hắn không thể nào chạy về nhà, tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa, hắn không phải không thể chạy, hơn nữa còn chẳng biết đường. Âm hỏa trong cơ thể đang liên tục tấn công băng hỏa linh khí, Hạ Thiên phát hiện mình không thể nào đi tìm địa phương an toàn được nữa, cũng may bây giờ đã khuya giống như tùy tiện tìm bất kỳ địa phương nào cũng cực kỳ yên tĩnh và rất an toàn. Hắn không biết mình chạy được bao xa, đột nhiên hắn thấy bên đường có một mái đình, vì thế nhanh chóng chạy đến, sau đó ngồi ngay xuống đất tập trung tinh thần chiến đấu với âm hỏa. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, dù là địa phương ăn chơi nhưng lúc này đã qua thời điểm hoạt động cao độ, khoảnh khắc này trong câu lạc bộ thiên vương nổi tiếng nhất cảng thành cũng có vẻ im ắng. Câu lạc bộ thiên vương chính là một tụ điểm ăn chơi xa hoa nhất cảng thành, Chỗ này chính là con đường của đám người thượng tầng xã hội. Nghe nói muốn làm tiểu thư ở cảng thành là rất dễ, nhưng muốn làm tiểu thư ở Thiên Vương thì chưa chắc đã dễ hơn tiến vào nhóm 500 công ty lớn nhất nước. Tiến vào trong 500 công ty kia chỉ cần bỏ tiền ra là được, nhưng muốn làm tiểu thư ở Thiên Vương phải có tiền và có tướng mạo. Tất nhiên điều không thể nghi ngờ chính là làm tiểu thư cho câu lạc bộ Thiên Vương sẽ có tiền lương vượt xa nhóm nhân viên của những công ty hùng mạnh kia, nghe nói một năm là 5 triệu trong thiên vương thì không có gì đáng giá được nhắc đến, thậm chí một số người mẫu ngôi sao cũng phải chạy đến đây, coi như là một phương pháp chạy xô kiếm tiền. Trên tầng cao nhất của câu lạc bộ thiên vương có một gian phòng họp nhỏ, phòng họp này rất đơn giản, bên trong có một bàn tròn, bên cạnh bàn có 7 chỗ ngồi. Lúc này trong phòng họp có 6 người ngồi trên 6 chiếc ghế, một chiếc ghế khác lại để trống, 6 người ở đây đều là đàn ông, đều trên dưới 40. Lão Tam, có phải đang ở trên bụng con yêu tinh nào mà chẳng nỡ đứng lên không? Mở miệng là một người đàn ông trung niên có làn da trắng nõn, trong nhóm 6 người cũng chỉ có một mình hắn có vẻ nhã nhặn, thậm chí còn có chút hương vị phong độ nhẹ nhàng. Đối tượng của người đàn ông trung niên da trắng chính là một tên đàn ông đầu trọc ngồi ở phía đối diện, nếu nói về tướng mạo thì tên này thật sự không ra gì, không riêng gì đầu chọc, hơn nữa lại là mắt nhỏ mũi tẹt, còn có một gương mặt rổ. Đại ca, anh cũng không phải không biết, em chỉ có sở thích như vậy mà thôi, em vừa kiếm được một con hàng 18 nguyên tem, tuy mới 18 nhưng công phu lại không tệ, đại ca có muốn thử một chút không? Tên lão tam đầu chọc còn tỏ ra có chút dư vị. Được rồi, anh không có hứng thú với loại phụ nữ này. Người đàn ông nhã nhận cũng chính là đại ca khoát khoát tay. Chú có thể đứng khỏi người đàn bà và chạy đến đây là không dễ dàng, anh cũng không truy cứu, bây giờ nói đến chính sự quan trọng hơn đại ca, rốt cuộc có chuyện gì mà vội vã như vậy? Muộn thế này còn triệu tập anh em đến đây. Một tên đàn ông khác mở miệng, tên này lại là độc nhãn long, chỉ có một mắt. Thực tế chỉ cần quan sát thì thấy đám đàn ông ngồi đây đều có gì đó thiếu hụt, lão tam mặt rỗ, tên đàn ông vừa nói chuyện là độc nhãn long, ba tên còn lại thì một bị què, một tên có vết đau rất rõ trên mặt, tên còn lại chỉ có một tai, người duy nhất bình thường là đại ca. Lão nhị, Chú không phát hiện trong nhóm đang thiếu một vị sao." Đại ca chậm rãi nói, hắn trả lời Độc Nhãn Long, rõ ràng tên Độc Nhãn Long này xếp ở vị trí thứ hai. "Đại ca, lão Lục đã bị tiểu yêu tinh kia ép khô, gần đây chạy đi tìm thuốc khắp nơi, em thấy tám phần là hắn vừa mua được hàng nóng, lại đưa tiểu yêu tinh đi chơi rồi." Tên mặt thẹo nói. "Em thấy lão Ngũ nói đúng, lão Lục và lão Tam cũng như nhau." Tên đàn ông thiếu tai tỏ ra tán thành lão tứ lão ngũ cái gì mà anh và lão lục là như nhau có đàn ông nào mà không thích mỹ nữ lão tam có chút mất hứng thích mỹ nữ cũng không có vấn đề vừa rồi anh kiếm được một con hàng ngon không phải đã bỏ qua mà chạy về đây sao rõ ràng tên mặt thẹo ở vị trí thứ năm tên thiếu tai là thứ tư còn tên què chưa nói gì thì xếp thứ bảy lão lục tuy thích gái nhưng nếu hắn có thể thì sẽ đến đại ca lúc này mở miệng giọng điệu có chút trầm trọng anh thông báo cho các chú đến đây chính là muốn thông báo một vấn đề, đó là lão lục không thể đến được nữa. Không thể đến được sao? Tên lão tam đầu chọc có chút mơ hồ. Đại ca, anh nói vậy là có ý gì? Lão lục xảy ra chuyện rồi sao? Bốn người khác không đặt câu hỏi nhưng đều nhìn chằm chằm vào đại ca, rõ ràng đang chờ đáp án. Audio điện tử võ tấn bền Hắn đã biến mất. Sọng điệu của vị đại ca có chút cổ quái biến mất độc nhãn lão nhị có chút buồn bực đại ca anh nói lão lục mất tích sao theo ta nghĩ thì có lẽ hắn đã chết đại ca lắc đầu sáng nay lão lục mang theo tiểu yêu tinh và hai tên vệ sĩ vào một biệt thự sau đó hắn không đi ra sống không thấy người chết không thấy xác chủ nhân của biệt thự kia là một nam một nữ đêm nay cặp nam nữ rời khỏi biệt thự anh đã phái người vào xem xét không tìm được người mà anh cũng đã xem qua camera quan sát ở chung quanh không phát hiện lão Lục rời khỏi biệt thự này. Nói cách khác thì bốn người kể cả lão Lục đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bốc hơi khỏi nhân gian. Vẻ mặt lão Ngũ chợt biến đổi. Đại ca, điều này sao có thể? Dù bọn họ chết thì cũng phải để lại thi thể, hơn nữa lại là bốn người, dù muốn hủy thi thể cũng không dễ dàng như vậy. Đúng là không dễ dàng gì, vì vậy anh mới gọi các chú đến, vì bây giờ anh còn chưa dám khẳng định kẻ ra tay với lão Lục có phải hướng về phía thất huynh đệ hội chúng ta hay không?" Đại ca chậm rãi nói, "Bây giờ anh biết được một tin tức, một nam một nữ trong biệt thự kia chính là thầy thuốc, lão Lục đến đó cũng vì muốn xem bệnh. Khi đó người dẫn đường cho lão Lục chính là một tên côn đồ gọi là A Tài, anh đã tự mình hỏi tên này, theo lời hắn thì lão Lục bị bệnh nhưng đối phương ra giá 10 triệu, điều này làm lão Lục mất hứng, vì vậy không những muốn cướp tiền về, còn muốn cướp cả phụ nữ của tên kia." Chuyện sau đó thế nào thì A à, Tài không biết, nhưng Lão Lục còn chưa đi ra, như vậy theo phán đoán của anh thì Lão Lục đã bị tên thầy thuốc kia hạ độc thủ. Đại ca, đã biết ai làm thì quá đơn giản, chúng ta cho người đến đưa đôi cầu nam nữ kia tới, chẳng phải sẽ biết ngay Lão Lục đang ở đâu sao? Lão Tứ Thiếu Tai mở miệng nói. Đối phương dám ra tay với Lão Lục đã nói rõ có thân phận không tầm thường, anh nói cho các chú biết, chính là muốn các chú thăm dò cho rõ ràng, nếu không chúng ta sẽ đi theo vết xe đổ của lão lục, sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Vẻ mặt vị đại ca có chút căng thẳng. "Đừng nói anh không cảnh cáo các chú, lần này kẻ địch của chúng ta tuyệt đối không phải là người thường. Bây giờ anh chỉ biết, nam gọi là Tống Tử, nữ là Ninh Khiết, đây là hình của bọn họ, Tống Tử là thầy thuốc, y thuật cực kỳ cao siêu." "Sao? Là bọn chúng?" Trong phòng chợt vang lên tiếng hét kinh hoàng, chính là lão thất bị què nãy giờ không nói lời nào sau khi nghe được tên người thì hắn cực kỳ sợ hãi vẻ mặt cũng biến đổi sau khi được xem ảnh chụp thì hắn không nhịn được phải hô lên kinh hoàng cũng cắt đứt lời đại ca lão thất chú nhận ra bọn họ sao tên đại ca ngẩng đầu nhìn lão thất què chân câu hỏi có chút bất ngờ đại ca điều này hai kẻ kia không dễ động vào người nam chính là tống tử tự xưng là kẻ nào tìm đến cũng phải chết lúc đó em cho rằng hắn chỉ là một tên ăn mày muốn tìm hắn đòi tiền nào ngờ lại bị hắn cướp ngược lại cuối cùng em dẫn theo vài người đến tìm đều bị hắn đánh cho thê thảm lão thất què chân nhanh chóng nói hắn cũng không phải là ai khác chính là thiết quải thất lão thất chú nói tiểu tử kia rất giỏi võ sao lão ngũ mặt có vết dao nói thật sự rất giỏi võ nhưng điều kinh khủng nhất không phải là tiểu tử này chính là cô gái kia thiết quải thất còn có vẻ rất sợ hãi hắn chỉ chỉ vào ảnh ninh khiết người phụ nữ này không phải là người, các người nhìn cây gậy sắt của ta xem, vừa được thay mới, cũng vì con đàn bà kia, nó dùng tay bẻ cong cây gậy của ta thành hình chữ V. Cái gì, lão thất chú nói thật sao? Vẻ mặt tên đại ca chợt biến đổi, bốn kẻ còn lại cũng giống như vậy, bọn họ tất nhiên biết cây gậy sắt của thiết quải thất làm bằng thứ gì, cũng biết rõ độ nặng nhẹ trong lời nói của thiết quải thất. Nếu đối phương lợi hại như vậy thì chuyện lão lục bốc hơi khỏi nhân gian cũng không có gì kỳ lạ chương 1032, đông cứng. Đại ca, chuyện thế này sao có thể nói dối cho được? Trên mặt thiết quải thất lộ ra nụ cười khổ sở. Hai người kia thật sự rất lợi hại, còn rất hung ác, người phụ nữ kia muốn đánh nát xương của em, nhưng có lẽ bọn họ còn không muốn gây chuyện, hơn nữa mới từ bên ngoài đến đây, nhìn qua có vẻ không phải là người càng thành. Lão thất, chú mau nói rõ xung đột với bọn họ. Tên đại ca trầm giọng nói, thiết quải thất cũng không do dự hắn lập tức nói rõ sự việc đại ca hai người này trước kia làm phiền lão thất bây giờ có thể đã giết lão lục có phải đang hướng về phía chúng ta hay không sau khi nghe xong sự việc thì lão tam đầu chọc mở miệng nói bây giờ còn chưa thể xác định dù sao thì lão thất và lão lục cũng tự mình động đến bọn họ tên đại ca lắc đầu hắn trầm giọng nói nhưng bây giờ chuyện bọn họ có phải chĩa mũi dùi về phía huynh đệ chúng ta hay không đã chẳng còn quan trọng nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì lão lục đã chết trên tay bọn họ vì vậy ngay từ bây giờ bọn họ chính là kẻ thù của thất huynh đệ hội chúng ta đại ca hai kẻ kia có vẻ rất khó đối phó chúng ta nên làm thế nào lão ngũ có vết đao trên mặt dùng giọng âm trầm nói nếu không thì em tự mình ra tay thử xem thế nào lão ngũ anh ngàn vạn lần đừng đi dù vài huynh đệ chúng ta rất có khả năng đánh đấm nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ anh cũng đừng nên lấy mạng liều mạng thiết quái thất vội vàng nói lão thất nói không sai đại ca khẽ gật đầu bây giờ điều chúng ta cần điều tra rõ chính là lai lịch của tên kia mỗi người chúng ta đều phải đề cao cảnh giác nếu tên này thật sự hướng về phía chúng ta như vậy chúng ta đều gặp nguy hiểm việc này cứ giao cho em em sẽ cho người theo sát bọn chúng sẽ điều tra rõ ràng lão ngũ trên mặt có vết dao lại chủ động sung phong được có tin tức gì thì lập tức báo cho mọi người đại ca khẽ gật đầu sau đó hắn quét mắt nhìn mọi người cũng không còn sớm nữa các chú về đi chuyện lão lục gặp chuyện không may tạm thời ém xuống còn chuyện kinh doanh của hắn anh sẽ tạm thời quản lý sau khi tìm được người nối nghiệp anh sẽ giao lại các huynh đệ không có ý kiến gì chứ không có ý kiến đại ca làm chủ là được năm tên khác không hẹn mà cùng nói. Được, giải tán. Đại ca khoát tay, sau đó chính hắn đứng lên và đi ra ngoài, năm tên khác cũng đứng lên rồi rời khỏi phòng. Một xã phía tây cảng thành. Bảy giờ đúng, Lục Huy cũng đã rời khỏi cái giường ấm áp, cũng rời khỏi cơ thể mềm mại của bạn gái. Hắn nhanh chóng rửa mặt đánh răng, sau đó cầm một chiếc bánh bao và hộp sữa đi xuống lầu, vội vàng chạy đến đứng dưới trạm rừng xe buýt. Từ nơi này chạy đến trạm rừng xe buýt cũng không gần, cần phải đi 10 phút, mà buổi sáng ở Cảng Thành lại rất hay kẹt xe, đồng thời công ty của Lục Huy lại rất xa, đi đường cần 1 giờ, vì vậy mỗi buổi sáng hắn đều phải thức dậy sớm, nếu không sẽ đi muộn ngay. Thật ra tiền lương của Lục Huy cũng không thấp, 3 năm trước hắn tốt nghiệp đại học danh tiếng ở thủ đô, sau đó công tác ở một thành phố ở Trung Bộ được 3 năm, cuối cùng mới quen một bạn gái ở đây. 3 năm qua tiền lương của hắn hầu như không có gì tăng trưởng, vẫn mãi là 3.000 đồng, vì thế hắn mới chạy đến Cảng Thành, hy vọng có thể tìm được một công việc tốt hơn ở đây. Vận may của Lục Huy không tệ, hắn là người học kinh tế, khi đến Cảng Thành thì lập tức được một tập đoàn thông tin thu nhận, tiền lương cũng đến 5 con số. Dù ở Cảng Thành thì mức lương này là không cao nhưng hắn biết rõ không gian đề bạt của công ty này là rất lớn. Chỉ cần công tác ổn định thì 2-3 năm sau mua nhà mua xe cũng có thể trở thành sự thật. Bạn gái của Lục Huy cũng cùng đi đến Cảng Thành, cũng tìm được một công tác, tuy tiền lương không tính là cao, chỉ có 3.000 đồng, nhưng nếu cộng tiền lương của cả hai người lại cũng không ít. Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể thuê một căn phòng tốt, nhưng vì vấn đề nhà ở sau này, bọn họ quyết định thuê nhà ở một xã phía tây Cảng Thành, vì tiền thuê nhà ở đây rất rẻ. Dù công ty làm việc vào lúc 9 giờ nhưng Lục Huy vẫn lo lắng sẽ đến muộn, mỗi ngày 7 giờ hắn đã ra đứng ở trạm xe buýt. Hơn nửa năm nay hắn phát hiện ra mình là người đến đứng sớm nhất. 10 phút sau Lục Huy đã đến trạm xe buýt, những trạm xe buýt ở Cảng Thành đã được cải tạo lại, tuy không thể chắn gió nhưng cũng có thể che mưa, cũng coi như có chút tiện lợi cho dân, ít nhất trời mưa cũng thoải mái hơn. Tất nhiên hôm nay cũng không mưa, nhưng khi Lục Huy nhìn qua trạm xe buýt thì không khỏi ngẩn ngơ, hôm nay còn có người đến đợi xe buýt sớm hơn cả hắn sao. Lục Huy nhìn kỹ lại thì thấy đúng là như vậy, quả thật có người đến sớm hơn cả hắn, người này có cách ăn mặc giống thành phần tri thức đô thị, nhưng kỳ quái là hắn lại nằm trên mặt đất. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Lục Huy tạm thời không quan tâm, dù sao thì tất cả mọi người cũng có tâm tính không lo chuyện của người. Hơn nữa những năm nay loại người gì cũng có, phụ nữ cởi sạch quần áo tắm rửa trên đường cũng có, bây giờ có một tên đàn ông nằm chờ ở nhà chờ xe buýt cũng không có gì kỳ lạ. Tất nhiên hôm nay thời tiết có hơi lạnh, ngủ nơi đây rõ ràng khó thể chịu nổi. Nếu là tên ăn mà thì còn có thể tin nhưng nhìn cách ăn mặc của đối phương thì thấy không có gì liên hệ với hình tượng ăn mày. Lục Huy tuy nói không quan tâm nhưng khi chờ xe vẫn nhìn về phía đối phương, hôm nay xe đến có vẻ muộn, hắn đợi hơn 10 phút mà xe còn chưa tới, mà bây giờ người đến đợi đã nhiều hơn, đã có vài người đến đứng. Đám người chờ xe tất nhiên cũng thấy được người đàn ông ngủ trên mặt đất, nhưng bọn họ chỉ nhìn nhìn mà không ai tiến lên, ngược lại có vài người bắt đầu nghị luận. Này, anh nói xem người kia bị làm sao vậy? không phải đã uống say rồi đấy chứ tôi cảm thấy hắn ta là ăn mày nào có ăn mày ăn mặc tốt như vậy nói không chừng thì quần áo trên người hắn là người ta cho này tên này giống như có gì đó là lạ mắt nhắm lại giống như sinh bệnh không phải đã chết rồi đấy chứ sao chết nói đến chết thì vô tình không khỏi có người hô lên sau đó mọi người vô thức di động không phải đến xem mà đứng cách xa một chút những năm nay dính vào người chết sẽ chẳng có gì tốt. Lục Huy lúc này có chút do so dự, có nên tiến lên xem xét hay không? Nguyện vọng lớn nhất của hắn là cố gắng công tác kiếm tiền mua nhà cưới bạn gái, vì vậy hắn cũng không muốn dẫn đến phiền toái. Bây giờ cứu người thường sinh ra phiền toái, trên mạng thường xuyên đưa tin, hắn thật sự lo lắng sẽ phát sinh phiền toái. Sau 2 phút do so dự thì Lục Huy cuối cùng cũng đi lên, khi đến gần hắn mới phát hiện người trên mặt đất còn rất trẻ, có lẽ khoảng 20, mắt nhắm lại hít thở yếu ớt hắn có chút trần trừ sau đó dùng tay lắc tên thanh niên này tỉnh lại trời lạnh băng một luồng cảm giác lạnh thấu xương từ trên người tên thanh niên truyền ra điều này làm lục huy chấn động tuy hắn không phải là bác sĩ nhưng cũng biết người bình thường không nên lạnh như vậy vô tình hắn có một ý nghĩ chẳng lẽ người này chết thật rồi sao lục huy không kịp suy nghĩ nhiều hắn cũng không do dự mà bấm một số điện thoại alo 120 sao, tôi đang ở trạm xe bút xã Đông thành phố Cảng Thành, chỗ này có người hôn mê. Lục Huy không phải loại giúp người tìm nguồn vui, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn một người chết cóng như vậy, vì thế hắn bất chấp lo lắng đi làm trễ. Vài phút sau xe buýt chạy qua trạm nhưng hắn vẫn đứng đợi, hắn phải chờ xe cứu thương đến, nếu không hắn có đến công ty cũng khó thể công tác. Trước đó hắn đã từng được thấy thông tin một người chế cóng ở trạm chờ xe buýt mà người đi đường chỉ biết lạnh lùng vây quanh xem xét, hắn thấy như vậy rất xấu hổ sợ rằng nửa đời sau sẽ bị lương tâm khiển trách huynh đệ người này sao rồi thật sự sinh bệnh sao lúc này đám người khác cũng chạy đến xem một người mở miệng hỏi thăm bây giờ luôn là như vậy không có kẻ nào làm người đầu tiên can thiệp vào chuyện của người khác nhưng nếu thật sự có người thứ nhất xuất hiện thì những người tiếp theo chắc chắn sẽ ra tay tương trợ nói đến cùng đều là vì sợ đưa đến phiền toái mà có người chọc vào phiền toái thì bọn họ lại không sợ không rõ lắm cơ thể lạnh như băng tôi không phải là bác sĩ cũng không dám động vào cứ đợi xe cứu thương đến là hay nhất tôi đã điện thoại cho xe cấp cứu lục huy trả lời anh bạn đừng sợ nếu người này chết thật nếu có người đến làm phiền anh tôi có thể đứng ra làm chứng anh rõ ràng đang giúp người kẻ hỏi thăm trước đó cũng là một người đàn ông trẻ tuổi lúc này hắn đang cho lục huy một liều thuốc an thần cảm ơn có lẽ không có gì Lục Huy cười cười với đối phương, sau đó hắn nhìn đồng hồ, hắn lo lắng nhất bây giờ chính là đi làm muộn. 10 phút sau xe cứu thương cũng đến, bác sĩ cấp cứu nhanh chóng nhảy xuống kiểm tra tình huống, sau đó hắn phán một câu. "Người đâu, cùng hỗ trợ đưa hắn lên xe, tình huống nghiêm trọng, phải đưa ngay đến bệnh viện." "Bác sĩ, tôi giúp anh." Lục Huy vội vàng nói, sau đó hắn hỏi, "Anh ta bị sao?" Còn chưa rõ ràng, nhìn có vẻ là đông cứng. Trái tim cũng có vấn đề. Tên bác sĩ trả lời một câu, nhưng còn chưa dứt lời đã có kẻ cắt ngang. Tim của anh mới có vấn đề. Giọng nói kia rất bất mãn. Đầu óc anh cũng có vấn đề, tôi không bị bệnh. Khi âm thanh vang lên thì tên thanh niên vốn nằm trên mặt đất không có phản ứng chợt nhảy dựng lên, sau đó hắn duỗi lưng náp một cái. Ôi, hình như vẫn còn buồn ngủ. Chương 1033, mượn 4 đồng trả lại 40 ngàn. Lục Huy trợn mắt há mồm, nửa ngày sau cũng không nói ra lời, người này đông cứng như băng mà không có việc gì sao. Nghe lời của đối phương thì giống như đang ngủ vậy. Tên bác sĩ cũng choáng váng, có chuyện gì sao? Vừa rồi hắn còn tưởng rằng người này khó có cơ hội được cứu sống. Này, mất giờ rồi. Tên thanh niên lúc này hỏi một câu. Bảy rưỡi. Lúc này Lục Huy mới kịp phản ứng, sau đó hắn nhanh chóng nói. Nếu cậu đã không sao, tôi đi trước tôi còn phải đi làm. Bảy rưỡi sao, tôi cũng phải quay về, vợ quỷ keo kiệt sợ rằng đang rất nôn nóng. Tên thanh niên đúng là Hạ Thiên, hắn dùng vài giờ mới hấp thu hết một phần âm hỏa, nhưng khi đó hầu như hắn hết sạch băng hỏa linh khí, vì thế hắn không thể dùng băng hỏa linh khí khôi phục cơ thể, chỉ còn cách ngủ gục tại chỗ. Lục Huy vừa rồi đụng vào nửa thân thể có âm hỏa của Hạ Thiên, vì vậy mới cho rằng hắn đã đông cứng, nhưng thực tế thì hạ thiên sau khi ngủ một giấc đã hồi phục khá nhiều băng hỏa linh khí bây giờ thể lực cũng căn bản khôi phục trở lại đợi chút hai người ai trả thù lao khi thấy hạ thiên và lục huy đều muốn đi thì tên bác sĩ kia hô lên mà xe cứu thương lúc này cũng đã chạy đến chặn ngang đường hai người ai trả tiền công lục huy nghe vậy thì sững sờ tiền gì là anh gọi xe cứu thương phải không tên tài xế nhìn lục huy Xe chúng tôi chạy đi một lần là 200, hai người thương lượng đi, tiền này là ai trả? Này, tôi không ngồi xe của các người, sao phải trả tiền? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên lái xe. Lục Huy cũng khó thể ngờ. Gọi xe cứu thương cũng mất tiền sao? Này, anh bạn, việc này tôi biết rõ, xe cứu thương ở nhiều nơi cũng lấy tiền, tôi đã từng thấy trên mạng, nhưng nơi khác chỉ lấy 120, chỗ này lại lấy 200, quá đen tối rồi tên đàn ông trẻ tuổi trước đó nói sẽ làm chứng cho Lục Huy lại nói một câu. Chỗ khác giá phòng 10 ngàn hai, chỗ chúng ta là 20 ngàn, tất nhiên tiền xe cứu thương cũng phải cao hơn. Lái xe có chút mất kiên nhẫn. Tóm lại hai người mau trả tiền, tôi còn rất bận. Cho dù đòi tiền cũng đừng đòi tôi chứ, tôi không phải chỉ hảo tâm gọi điện thoại thôi sao. Chẳng lẽ như vậy cũng phải trả tiền. Lục Huy chẳng phải không trả được 200 đồng, nhưng điều này làm hắn cảm thấy rất ngột ngạt, Lần này hắn có lòng tốt, không ngờ chọc vào phiền toái. Ai bảo anh không có việc gì cũng gọi số 120. Tài xế dùng ánh mắt không vui nhìn Lục Huy. Xe chúng tôi mỗi lần chạy ra đều phải đưa bệnh nhân về, đến lúc đó người bệnh sẽ trả tiền, bây giờ không có người bệnh, tất nhiên người gọi điện thoại phải trả tiền, nếu không thì anh bắt hắn phải trả tiền. Tài xế chỉ vào Hạ Thiên, mà những người khác cũng nhìn Hạ Thiên, tiền kia dù thế nào thì Lục Huy cũng không nên phải trả. Các người quấy rối giấc ngủ của tôi, bây giờ tôi còn chưa tính sổ các người, lại dám đòi tiền, các người muốn ăn đòn sao?" Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên lái xe rồi tức giận nói. "Cậu không trả thì tôi bắt hắn trả." Tên tài xế có vẻ không muốn dây dưa với Hạ Thiên, hắn nhìn về phía Lục Huy. "Mau trả tiền thù lao, anh là người điện thoại, vậy anh phải là người đưa tiền, như vậy mới biết thế nào là xui xẻo." Lục Huy không khỏi cảm thấy buồn bực, hắn nhìn giờ đã vài phút trôi qua, hắn thật sự không thể chờ thêm, nếu không sẽ muộn mất. Thôi được, tôi trả tiền. Lục Huy lấy bóp ra, hắn quyết định tự nhận không may, đồng thời trong lòng cũng thầm thề, sau này sẽ không làm chuyện tốt tai họa như vậy nữa. Này, anh làm gì vậy? Sao phải cho hắn tiền? Hạ Thiên chừng mắt nhìn tên lái xe cứu thương. Anh nói mỗi lần chạy xe đi phải chờ người bệnh về à? Đúng vậy, đây chính là quy định ở chỗ chúng tôi tên lái xe trả lời rất tốt anh muốn tiền sao tôi cho anh người bệnh hạ thiên nói xong thì đấm thẳng vào má tên lái xe tên lái xe kêu lên một tiếng rồi té ngửa mặt xuống đất đầu đập xuống đất hôn mê bất tỉnh cậu làm gì vậy tên bác sĩ chợt chấn động sau đó quát lên phẫn nộ này các người không phải muốn có người bệnh sao bây giờ đã có rồi đấy mau đưa về ngay để hắn trả tiền cho các người hạ thiên chỉ tên lái xe trên mặt đất có phải một bệnh nhân không đủ nếu không thì tôi biến anh thành người bệnh luôn cậu cậu tôi báo cảnh sát tên bác sĩ kia cực kỳ tức giận hắn cầm điện thoại định gọi đi nhưng một đấm phóng đến lúc này hắn theo gót tên lái xe ngã đập đầu xuống đất nhưng hắn lại không tốt vì ngã xuống đất mà không hôn mê vì vậy mới phải tội hạ thiên thấy hắn còn chưa hôn mê thì đá thêm vài cái đến khi hôn mê mới thôi đám người đứng chờ xe buýt trợn mắt há mồm tên này sao quá bạo lực như vậy nhưng dù bạo lực thì bạo lực bọn họ vẫn thầm cảm thấy rất sướng đúng là không có biện pháp ai bảo đám bác sĩ không có thanh danh gì tốt mà hành vi xe cứu thương cũng thu tiền cũng làm cho nhiều người căm phẫn bây giờ bọn họ thấy hai kẻ kia bị ngược đái không khỏi cảm thấy xả giận không còn ai đòi tiền nữa chứ hạ thiên dùng giọng thỏa mãn nói một câu sau đó hắn xoay người rời đi nhưng vừa đi được hai bước thì hắn đã quay đầu nhìn Lục Huy. Này, anh biết khu biệt thự Hồ Hương Tuyết không? Đi xe buýt số mấy? À, đi xe 401 có thể đến gần đó. Lục Huy ngẩn ngơ nói. À, ngồi xe đó hết bao tiền? Hạ Thiên lại hỏi. Có lẽ là bốn đồng. Lục Huy trả lời. Vậy mượn anh bốn đồng, vài ngày nữa trả bốn mươi ngàn. Hạ Thiên sờ lên người, hắn phát hiện mình, trái túi, đúng là không có biện pháp chỉ còn cách vay tiền mà thôi. Mượn 4 đồng trả 40 ngàn sao. Đám người chung quanh dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Hạ Thiên, đều cảm thấy tên kia chẳng những là kẻ điên thích bạo lực mà còn là một kẻ lường gạt. Là kẻ điên vì nằm ngủ ở trạm xe buýt dưới trời lạnh, nói là bạo lực vì hành vi đánh người vừa rồi, còn mượn 4 đồng trả 40 ngàn, nếu không phải là lừa đảo thì sao lại nói như vậy? Không có vấn đề, tôi cho cậu 10 đồng, không cần trả lại. Lục Huy không cảm thấy Hạ Thiên có vẻ là lừa đảo, tất nhiên hắn lại thấy người này quá kỳ quái. Hắn lấy ra 10 đồng đưa cho Hạ Thiên, sau đó thấy xe buýt mình muốn đi tiến vào trạm, hắn xoay người muốn bỏ đi. Này, đừng đi vội, để lại số điện thoại, tôi sẽ trả lại anh 100 ngàn, tôi không chiếm tiện nghi của đàn ông. Hạ Thiên kéo tay Lục Huy lại. Lục Huy thật sự không còn biện pháp nào khác, hắn lấy danh thiếp ra đưa cho Hạ Thiên, sau đó chen người đi lên xe buýt trong lòng thầm cầu nguyện, đừng nên trễ giờ làm. Khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. 8 giờ sáng nhưng Ninh Khiết vẫn chưa ngủ, dù nàng rất buồn ngủ nhưng vẫn dáng chờ Hạ Thiên quay về, vì hắn chưa về nên nàng chưa ngủ. Thực tế nàng căn bản khó thể nào ngủ được, nàng luôn cảm thấy thiếu nữ xuất hiện tối qua, còn có cả vị tiểu thư trong lời nói của đối phương đang có ý đồ bất lương với Hạ Thiên. Lúc này Ninh Khiết đã có chút hối hận, tối qua nàng phải đi cùng Hạ Thiên mới đúng. Bây giờ hắn còn chưa quay về, không biết có phải gặp phiền toái gì không. Nhưng Ninh Khiết cũng tin Hạ Thiên an toàn, không chỉ vì nàng biết rõ Hạ Thiên có công lực hùng mạnh, càng vì nàng cảm thấy hắn có thể sống trong tay Tống Ngọc Nghị, bây giờ dù gặp nhân vật mạnh mẽ hơn cũng chắc chắn không nguy hiểm tính mạng. Nhưng dù cảm thấy Hạ Thiên không có việc gì thì Ninh Khiết vẫn lo lắng, vì hoạn nạn gặp chân tình, Ninh Khiết cảm thấy mình và Hạ Thiên bây giờ là vợ chồng cùng chung hoạn nạn. Tất nhiên thời gian bọn họ ở với nhau cũng không tệ nếu nói một cách tương đối thì bọn họ phải ẩn nấp hành tung ninh khiết đi tới đi lui trong phòng khách bây giờ là buổi sáng hạ thiên còn chưa về nàng cũng muốn ra ngoài tìm nhưng nàng nên đi tìm ở đâu khi ninh khiết đang cảm thấy cực kỳ lo lắng thì chuông cửa vang lên ninh khiết lập tức vui vẻ nàng chạy vội ra cửa đi ra cửa lớn và mở cửa ra xem lúc này cảm giác vui mừng của nàng biến mất trong lòng thất vọng vì người xuất hiện trước cửa không phải là hạ thiên đó là một người phụ nữ còn trẻ, hơn nữa còn có vẻ quen mắt. "Chào chị, xin hỏi chị là Ninh tiểu thư phải không?" Người phụ nữ thấy Ninh Khiết thì dùng giọng khách khí hỏi. "Tôi là Ninh Khiết, chị là?" Ninh Khiết chợt không nhớ người này là ai, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. "Ninh tiểu thư, tôi là Cam Mẫn, chồng tôi là Nhâm Hiểu Phong, tôi muốn hỏi một chút, chồng chị, Tống thần y có ở nhà không?" Người phụ nữ trẻ vừa tự giới thiệu vừa nói rõ ý nghĩ của mình. Tống thần y đã cứu tôi, bây giờ tôi muốn chính miệng nói một tiếng cảm ơn. Là chị à. Ninh khiết cuối cùng cũng nghĩ ra, khi đó ở bệnh viện nàng chỉ nhìn qua cam mẫn mà thôi, hơn nữa vẻ mặt cam mẫn cũng không được như bây giờ, nhìn qua có vẻ khác nhau, vì vậy nàng không nhớ ra ngay, nhưng bây giờ cam mẫn giới thiệu, nàng cũng có thể nhớ ra. Ninh khiết dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng tôi không có ở nhà, nhưng chị cũng đừng khách khí như vậy, cậu ấy đã thu tiền chữa bệnh từ trong tay chồng chị rồi. Ninh tiểu thư, chị ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chồng tôi vì muốn xem bệnh cho tôi mà không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng bọn họ cũng không thể cứu sống tôi. Lần này nhờ tống thần y với y thuật cao siêu, nếu không bây giờ tôi vẫn là một người sống thực vật, tôi và chồng đều cảm tạ tống thần y. Vốn nhâm hiểu phong muốn cùng tôi đến nói lời cảm tạ nhưng anh ấy vừa có việc gấp, tôi chỉ có thể đến đây một mình. Cam mẫn tỏ ra rất chân thành có thể thấy nàng thật sự biết ơn, điều này cũng là bình thường, dù là ai cũng không muốn sống đời thực vật. Chị vào nhà trước đã, chồng tôi sẽ trở về ngày thôi. Ninh Khiết có chút chần chừ, sau đó mời cam mẫn vào cửa, nàng thấy người ta có lòng thành, cũng không nên để đứng ngoài cửa như vậy. Trường 1034, một thằng điên trên xe buýt. Hạ Thiên lúc này đang ngồi trên chiếc xe buýt số 401, đối với hắn thì có rất ít kinh nghiệm ngồi trên xe buýt, Ngoài hôm nay thì trước đó không lâu sau khi xuống núi hắn đã cùng Tôn Hinh Hinh đi hai lượt xe buýt, mỗi lần đi xe buýt thì hắn đều có những kinh nghiệm rất tuyệt. Vì trước đó hắn thừa dịp trên xe buýt có nhiều người mà hùng hồn làm hộ hoa sứ giả cho Tôn Hinh Hinh, hắn ôm lấy nàng, cuối cùng hắn còn thành công ôm luôn người đẹp về dinh, nhận được vư vật điên đảo chúng sinh Tôn Hinh Hinh. Lần này Hạ Thiên ngồi xe buýt mà không tự chủ được phải nhớ đến Tôn Hinh Hinh vì vậy mà hắn cảm thấy cảng thành này cũng chẳng có gì tốt nơi đây chẳng có gì làm hắn yêu thích hắn tình nguyện ở trong giang hải thủ đô hay huyện mộc dương cũng tốt hơn nhiều so với cảng thành may mà còn có vợ quỷ keo kiệt đi theo mình hạ thiên thầm nói một câu nếu không thì hắn sẽ càng thêm nhàm chán hắn thầm nghĩ nếu vợ y y mà chịu nghe lời như vợ quỷ keo kiệt thì quá tốt rồi dáng người của vợ y y là rất tốt hạ thiên thầm nghĩ đến chuyện hôm qua với y tiểu âm khoảnh khắc này cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu không phải vì âm hỏa chết tiệt quấy rối thì bây giờ hắn sẽ vẫn còn ôm lấy nàng và hưởng thụ. Tất cả đều là vì Tống Ngọc Nghị mà ra, điều này càng làm hắn thêm tức tối. Khi Hạ Thiên còn đang hoài niệm về dáng người của Y Tiểu Âm và căm hận Tống Ngọc Nghị thì bên cạnh chợt vang lên một âm thanh. Này, chú ơi, nhường chỗ cho cháu đi. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy một đứa bé trai 10 tuổi, nó đang giữ tay lên ghế của Hạ Thiên, mà tay kia đang nắm tay một người phụ nữ. Là một người phụ nữ ăn mặc theo kiểu thành phần trí thức đô thị, nhìn qua thì thấy hơn 30, lúc này nàng cũng đang nhìn Hạ Thiên. Em gọi ai là chú? Hạ Thiên chừng mắt nhìn đứa bé trai rồi dùng giọng bất mãn nói. Chú, tất nhiên là gọi chú, chú không biết kính dạ yêu trẻ sao. Chú có thấy một đứa bé như cháu đang đứng không? Chú chẳng biết nhường chỗ à. Đứa bé trai dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Hèn gì mẹ hay nói, bây giờ mọi người chẳng có chút ý thức nào. Cút, thiếu gia ta mới 19 tuổi. Hạ Thiên lập tức nổi giận, đứa bé ngốc kia dám gọi hắn là chú, còn nói hắn không có ý thức. Mẹ của chú em mới không có ý thức. Mắng ai vậy? Người phụ nữ cầm tay đứa bé trai chợt trừng mắt. Không nhường ghế còn mắng người, còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ ý thức sao? Cũng vì có loại người như cậu mà chúng ta mới bị coi là kém ý thức. Người quái dị, đừng chọc tôi, nếu không bây giờ tôi cho ăn đòn, hiện tại tâm tình của tôi không được tốt cho lắm. Hạ Thiên tức giận nói. Ơ, ờ, còn muốn đánh người sao? Người phụ nữ lập tức nâng cao âm điệu. Mọi người xem, xem đi, người này có ý thức gì? Đúng vậy, không nhường ghế thì thôi, sao lại chửi người ta? Ước hiếp phụ nữ và trẻ em, không phải là đàn ông. Mau nhường ghế cho người ta. Đúng vậy, mau nhường ghế đi nhường đi. Trong xe chợt ồn ào, Hạ Thiên giống như trở thành công địch của cả xe. Thật ra trong xe tuy có vài người đứng nhưng cũng không tính là chen chúc, một vài người có chỗ ngồi cũng ồn ào, đều hướng về phía hai mẹ con nhà kia. Một đám ngu, im miệng ngay. Hạ Thiên nổi giận, có nhường hay không là chuyện của hắn, hơn nữa gần đây chỉ có hắn la hét người khác, chưa từng cho người khác mắng mình. Vì vậy hắn vừa nói vừa chụp về phía tên đàn ông trẻ tuổi ở phía sau, chính tên này vừa rồi ồn ào dấp hăng hạ thiên nhấc tên này lên ném sang một bên thằng ngu sao mày không nhường hạ thiên mắng xong thì chừng mắt nhìn đứa bé trai này ngu ngốc muốn ngồi sao có ghế rồi kìa ngồi đi đừng đến làm phiền anh coi chừng anh ném xuống xe mày mày dám đánh người sao tên đàn ông bị hạ thiên ném đi chợt nổi giận sau đó hắn phóng về phía trước rồi gào lên tài xế dừng xe dừng xe lại ngay Đúng vậy, mau dừng xe, đuổi tên kia xuống xe. Người phụ nữ kia cũng lên tiếng. Chú, hôm nay tôi chỉ thích ngồi đây, chú không xuống thì tôi không ngồi. Đứa bé cũng mở miệng, giọng điệu đắc ý. Hừ, thằng ngu, muốn đấu với tao, không biết tao là trẻ em sao. Chú em thử gọi anh một câu chú nữa xem. Hạ thiên trừng mắt nhìn đứa bé trai. Chú em có tin anh sẽ biến chú thành chú hai đích thực, cho chú làm ông lão 80 không? Lúc này tài xế đã dừng xe ven đường, đám người trên xe cũng ồn ào. Đi xuống mau, xuống mau, đừng làm chậm chế mọi người, chúng tôi còn phải đi làm. Tiểu tử, có nghe thấy không? Bảo mày xuống xe, nếu không ông cho ăn đòn. Tên đàn ông trước đó bị Hạ Thiên ném ra khỏi ghế cũng đã bỏ lên, hắn hùng hổ phóng đến trước mặt Hạ Thiên, tên tài xế ở đầu xe tuy không nói gì nhưng lại mở cửa xe rất phối hợp. Cút! Hạ Thiên dứng lên, hắn chụp lấy tay tên đàn ông kia, sau đó ném đối phương ra khỏi cửa xe nhưng động tác của hạ thiên cũng không dừng lại hắn lóe người đến bên cạnh hai người đang ngồi các người muốn xuống sao xuống đi cho đỡ chật hạ thiên hất tay lên hai người này bị ném ra khỏi xe sau đó hắn tung một đá vào người một tên đàn ông đang đứng chú cũng muốn xuống phải không xuống đi trên xe vốn rất huyên náo nhưng bây giờ đã cực kỳ yên tĩnh đám người vừa rồi ồn ào bây giờ không còn ai dám ồn ào cậu cậu dám người phụ nữ kia cũng chấn động nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn hạ thiên cô cũng cút xuống nhìn thấy là bực rồi hạ thiên tung một cước đá người phụ nữ kia xuống xe cùng xuống với mẹ đi hạ thiên bây giờ rất mất vui hắn chẳng qua chỉ muốn ngồi xe buýt về nhà nhưng đám người này cứ gây khó khăn cho hắn hắn không chủ động làm khó người ta đám ngốc này đám động vào hắn tưởng hắn dễ ức hiếp sao Đám ngu ngốc các người vừa rồi rất to mồm, bây giờ muốn tự mình đi xuống hay muốn được ném xuống. Hạ Thiên lại quét mắt nhìn đám người ngồi trên xe, tuy đám người này bây giờ không nói lời nào nhưng hắn cũng không muốn buông tha. Hạ Thiên hắn gặp rủi ro, dù đi đến địa phương xa lạ cũng không muốn bị người ức hiếp. Mọi người trên xe đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ tự giác đứng lên xuống xe. Bọn họ vừa rồi đã thấy Hạ Thiên ném nhiều người xuống xe, bọn họ đã tin người này tuyệt đối đã điên rồi, nếu bọn họ không xuống thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hành khách trên xe xuống sạch, mà tên tài xế thấy tình huống không đúng cũng chuẩn bị chạy xuống. "Này, thằng ngu, chú khỏi xuống, chú lái xe đi." Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên tài xế. "Điều này, điều này không được, tôi không thể tiếp tục lái xe." Tên tài xế nhìn Hạ Thiên, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn rất kiên quyết. "Không chạy thì cút." Hạ Thiên rất tức giận sau đó hắn đá lên người tên tài xế, đạp tên này xuống xe, nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục đá đấm loạn xạ. Đám hành khách xuống xe buýt tạm thời còn chưa đi, đại đa số bọn họ đều đang chờ xe buýt tiếp theo, nhưng khi thấy tình cảnh như vậy thì ai cũng có một ý nghĩ, tên kia đúng là điên rồi. Âm, đùng, đùng, dầm. Những âm thanh liên tục vang lên bên tai, đám người phát hiện trong xe có nhiều thứ bị ném ra, sau đó thủy tinh cũng bị đánh nát. Một lúc sau Hạ Thiên xuống xe, hắn tiếp tục đập xe từ bên ngoài, sau đó đám người trợn mắt há mồm, xe buýt đã thành sắt vụn. Con bà nó, thằng điên. Đúng là thằng điên khủng bố. Quá mạnh, sao chúng ta lại đắc tội hắn làm gì? Ai biết được, nếu không có hắn thì xe đâu có bị thế này. Đám quần chúng vây quanh nghị luận nhiệt liệt, một số người không biết nguyên nhân, mà đám người biết rõ nguyên nhân lại cực kỳ hối hận, bọn họ sao lại đắc tội với một kẻ điên như vậy. Đồng thời bọn họ còn cảm thấy may mắn, may mà chiếc xe nát nhưng bọn họ vẫn còn sống, đúng là vận may trong vận rủi. Lúc này Hạ Thiên đã ném chiếc ghế trong tay ra, hắn thỏa mãn duỗi lưng. Xong, thoải mái hơn khá nhiều. Tên tài xế xe buýt đứng cách đó không xa chợt muốn khóc, sớm biết vậy thì hắn nên đưa tên kia đi, bây giờ hắn chắc chắn bị công ty đuổi việc rồi. Hạ Thiên vừa phát tiết xong đã cảm thấy buồn bực, vì hắn không biết nên về nhà thế nào, tuy hắn đã thấy một chiếc xe buýt 401 khác chạy đến, nhưng bây giờ hắn không còn hứng thú đi xe công cộng nữa đúng lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên một chiếc xe cảnh sát phóng đến rõ ràng vừa rồi có người báo cảnh sát xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến bên cạnh chiếc xe buýt bị đập nát sau đó hai tên cảnh sát xuống xe rồi chạy đến một tên hỏi chuyện gì xảy ra ai làm này là tôi hạ thiên khoát tay với hai tên cảnh sát sau đó hắn chủ động đi về phía xe cảnh sát hắn kéo cửa xe Leo lên ngồi xuống rồi vẫy vẫy tay với hai tên cảnh sát. Lên xe thôi. Hai tên cảnh sát cảm thấy buồn bực, người kia thật sự rất biết phối hợp, mà đám người vây quanh cũng ngây ngất, tên điên kia hết điên rồi à. Dù hai tên cảnh sát kia không biết thế nào nhưng vẫn lên xe, khi thấy Hạ Thiên phối hợp như vậy thì bọn họ cũng không thèm còng tay, nhưng một tên cảnh sát ngồi cùng với Hạ Thiên ở phía sau, một tên lên trước lái xe. Này, các chú có biết đi đường nào đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết không? hạ thiên mở miệng hỏi anh hỏi điều này làm gì lấy chứng minh ra tên cảnh sát ngồi song song với hạ thiên có chút mất vui nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì vẻ mặt đã biến đổi lớn vì hắn thấy một họng súng chĩa vào đầu mình vẻ mặt tên cảnh sát chuẩn bị lái xe cũng biến đổi lớn hắn sờ xuống bên hông nhưng sờ xuống đã là hư không súng của hắn cũng vào tay hạ thiên này hai chú nếu không muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thì mau đưa anh đến khu biệt thự hồ hương tuyết Hạ Thiên mất vui nói. chương 1035, chuyển phát nhanh. Hai tên cảnh sát này cuối cùng cũng hiểu vì sao tên tội phạm hiểm nghi kia rất phối hợp như thế, thì ra tên này muốn cướp xe cảnh sát. Nhưng khốn nổi bây giờ hai cây súng đều ở trên tay đối phương, đồng thời phương pháp cướp súng của đối phương cũng là quá nhanh, rõ ràng là cao thủ. Lúc này bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo lệnh của hắn mà thôi tên cảnh sát ngồi phía trước cuối cùng cũng khởi động xe, mà tên cảnh sát ngồi cùng Hạ Thiên lại ra vẻ chấn định nói. Cậu đừng nên xúc động, cậu muốn đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết làm gì? Này, ai xúc động? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên cảnh sát. Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi, tôi lạc đường không được sao? Hai tên cảnh sát đáng thường hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, bọn họ vốn tưởng rằng người này là phần tử cực đoan muốn đi đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết để phá hoại, nhưng bây giờ hắn lại nói mình ở khu biệt thự hồ hương tuyết chẳng lẽ hắn là phú hào nhưng điều này cũng không đúng phú hào sao lại phải đi xe buýt cuối cùng còn đập nát xe bây giờ lại cướp xe cảnh sát hắn muốn về thì không biết đi taxi sao này lái xe nhanh lên đến nơi tôi sẽ thả hai người ra hạ thiên thúc giục tên cảnh sát lái xe trước mặt một câu mau lên vợ tôi đang ở nhà chờ tên cảnh sát nghe lời thúc giục của Hạ Thiên mà không thể không làm theo, hắn dứt khoát chạy thẳng về phía khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Tên cảnh sát còn lại thì thầm nghĩ tên này nhất định là trai bao của Phú Bà. Khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, trong biệt thự của Hạ Thiên và Ninh Khiết, lúc này Ninh Khiết đang nói chuyện với Cam Mẫn. Lúc bắt đầu Ninh Khiết chỉ muốn nói vài lời với Cam Mẫn, nhưng sau đó hai người hàn huyên một lúc và càng lúc càng vui vẻ, hai người có rất nhiều tiếng nói chung, dù nói về tình cảm, thời trang, trang điểm hay các chủ đề khác thì hai nàng đều cực kỳ chuyên chú, thậm chí còn sinh ra cảm giác gặp nhau đã muộn. Thật ra hai người có chung nhiều sở thích cũng không phải kỳ quái, tuy nhâm hiểu phong đã hơn 40 nhưng cam mẫn mới 26, chỉ lớn hơn ninh khiết vài tuổi. Quan trọng là cam mẫn bây giờ là bà chủ nhà giàu nhưng lại có xuất thân rất bình thường, điều này có chút tương tự ninh khiết. Mà chuyện tình giữa Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn cũng có chút sắc thái truyền kỳ, thật ra trước đó Cam Mẫn rất ghét Nhâm Hiểu Phong. Thật ra Nhâm Hiểu Phong là có xuất thân là quân nhân, sau khi xuất ngũ thì bắt đầu việc kinh doanh, sau khi có chút tài sản thì lấn sân bất động sản. Những năm qua bất động sản dần thịnh vượng, vì vậy mà Nhâm Hiểu Phong trở thành phú hào có thứ hạng cao ở Cảng Thành. Vài năm trước bất động sản ở Cảng Thành bắt đầu phát triển rầm rộ, Nhâm Hiểu Phong có thể nói là người đi đầu, vì thế có thể nói hắn là kẻ khai phá thị trường bất động sản Cảng Thành. Khi đó Cam Mẫn vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, tuổi trẻ cũng có chút xúc động, còn tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Nàng thấy rất nhiều thành phần tri thức ở cảng thành đều bị giá nhà đất ép cho không thở nổi, càng làm nàng thấy bước bối chính là nàng có hai người bạn là người yêu, bọn họ vốn phát triển rất tốt nhưng sau đó thật sự vì chuyện nhà đất mà chia tay, nhà gái theo một người đàn ông mua được nhà tốt. Vì thế mà cam mẫn lên mạng phát ra chiến thư chỉ mặt gọi tên mắng nhâm hiểu phong, nói nhâm hiểu phong chỉ biết lo kiếm tiền cho mình, mặc kệ người ta sống chết thế nào, chia rẽ đôi lứa là tai họa cho dân chúng tóm lại nàng mắng nhâm hiểu phong xối xả như đổ máu chó lên đầu lúc đó sự việc còn chưa quá náo loạn nhưng kết quả lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt cuối cùng cam mẫn vì một lá thư như vậy mà quen biết nhâm hiểu phong cuối cùng còn trở thành vợ hắn nghe nói khi nhâm hiểu phong và cam mẫn kết hôn thì không ít người chửi mắng đúng là không có biện pháp thật sự hâm mộ và ghen ghét không thôi hiểu phong những năm qua thật sự chỉ biết kiếm tiền nhưng sau này anh ấy nghe lời tôi hạ giá nhà lúc đó anh ấy được rất nhiều cư dân mạng khuyến khích nhưng phiền toái cũng kéo đến cam mẫn thở dài vì có rất nhiều ông chủ không thể nào hạ giá nhà nên quyết định náo loạn khắp nơi mặt khác vài nhà đầu tư bất động sản cũng thấy hiểu phong phá hủy thị trường vì vậy mà rất bất mãn lúc đó hiểu phong nhận được rất nhiều tin nhắn uy hiếp sau đó các người làm thế nào ninh khiết có chút hiếu kỳ sau đó chúng tôi cũng không dám hạ giá Ban đầu khi chúng tôi hạ giá thì cũng có vài tháng giá nhà càng thành thật sự giảm xuống, nhưng sau đó giá cả lại lên cao. Đúng là không có biện pháp, tôi và Hiểu Phong cũng chỉ làm được như vậy mà thôi, không phải chúng tôi không muốn hạ giá, chẳng qua chỉ vì chúng tôi không thể hạ giá. Cam Mẫn có chút bất đắc dĩ. Ninh Khiết, đã nói rồi, trước đó tôi cũng thích lên mạng ồn ào này nọ, nhưng sau này tôi đã bỏ, vì chúng tôi phát hiện ra một vấn đề, có lẽ chúng tôi hạ giá và nhận được nhiều lời giúp đỡ nhưng đó chỉ là những lời trống rỗng đám người trên mạng tán thưởng hiểu phong nhưng trong hiện thực thì có nhiều người ở hiện thực công kích anh ấy là sự thật nhưng đám người trên mạng cũng không hiện thân giúp đỡ điều này cũng là bình thường trên mạng làm gì cũng dễ dàng chỉ gõ gõ bàn phím là được nếu nói đến hành động thì khác ninh khiết gật đầu nàng cũng không cảm thấy bất ngờ vì điều này có khoảng thời gian chúng tôi đắc tội với không ít người thậm chí còn có người nói sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi cảng thành cũng may Hiểu Phong có chút bối cảnh quân đội. Trước kia có một lão thủ trưởng rất thích anh ấy, giúp anh ấy nhiều việc, vì vậy đám người cảng thành cũng không dám làm quá phận, cũng vì thế mà chúng tôi chỉ cần thỏa hiệp thì không còn ai đến quấy giày. Cam mẫn lộ ra nụ cười khổ. Nhưng sau đó Hiểu Phong không tiếp tục kinh doanh nhà dành cho người thường, anh ấy chuyển sang xây dựng biệt thự xa hoa. Như vậy khách hàng của chúng tôi là những nhà giàu có, chúng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, còn giá phòng cho người dân bình thường chúng tôi không thể quan tâm được, cũng không cần biết." Cam Mẫn dừng lại một chút rồi bổ sung, "Thật ra hiểu Phong có nói với tôi, xây dựng biệt thự xa hoa có lợi nhuận rất cao. Trước kia em cũng rất lo lắng đến chuyện nhà ở." Ninh Khiết cười cười, "Trước khi tốt nghiệp em đã phải suy nghĩ, sau này phải làm sao để mua được một căn nhà tốt." "Ninh Khiết, thật ra em rất xinh đẹp, nhất định có thể tìm được một người đàn ông tốt. Giống như bây giờ vậy, không phải em đang cùng ở một chỗ với tống thần y sao? Với y thuật của cậu ấy thì kiếm tiền rất dễ dàng. Cam Mẫn nói ra những lời này cũng là thật, nhưng nàng không biết một chuyện, đó chính là trước kia Ninh Khiết căn bản không được đẹp như vậy, thậm chí có thể nói là không đẹp. Ninh Khiết nở nụ cười cổ quái, nàng biết bây giờ mình rất đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng nàng cũng biết trước khi quen biết Hạ Thiên thì mình chỉ là một cô gái tàn tật chân cao chân thấp, mắt còn cận thị cao độ, vì thế mà gương mặt đẹp và xinh xắn không thể không đeo một cặp mắt kính xấu xí, thật sự trở thành người phụ nữ xấu xí trong mắt người khác. Nhưng Ninh Khiết không nói với Cam Mẫn về điều này, tuy nàng nói chuyện rất vui vẻ với Cam Mẫn nhưng những chuyện như vậy cũng không nên nói ra. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Ninh Khiết thầm cảm thấy vui vẻ, lúc này Hạ Thiên đã quay lại rồi chứ. Nhưng Hạ Thiên đã có kinh nghiệm lần trước, vì vậy nàng đứng lên nhìn qua màn hình máy quay, ngay sau đó nàng đã thất vọng, ngoài cửa là một người đàn ông nhưng không phải là Hạ Thiên, đó là một người đàn ông hơn 30 khá lạ lắm. Anh tìm ai? Ninh Khiết hỏi. Xin hỏi đây có phải là biệt thự số 118 khu hồ hương tuyết không? Người đàn ông xa lạ nói. Đúng vậy, có chuyện gì không? Ninh Khiết hỏi ngược lại. Chỗ này có một vị tên là Tống Tiên Sinh phải không? Người đàn ông xa lạ tiếp tục hỏi. Tôi là nhân viên công ty chuyển phát nhanh, chỗ này của tôi có một kiện chuyển phát nhanh của anh ấy chuyển phát nhanh ninh khiết có chút buồn bực chuyển phát nhanh từ đâu tôi cũng không rõ lắm làm phiền chị ra ký nhận người đàn ông xa lạ nói được rồi anh chờ chút ninh khiết đóng hệ thống trò chuyện sau đó nàng chuẩn bị đi ra cửa đúng lúc này cam mẫn lại hô lên ninh khiết có chuyển phát nhanh sao đúng vậy rất kỳ quái chúng em vừa đến đây vài ngày cũng không có vài người biết rõ chúng tôi ở đây sao lại có chuyển phát nhanh ninh khiết có chút buồn bực hừ để em đi xem có chuyện gì xảy ra ninh khiết sở dĩ quyết định đi xem vì nàng không sợ bọn cướp hay bất kỳ ai khác còn phương diện khác thì hạ thiên chưa quay lại nàng có chút nghi ngờ hắn chuyển thứ gì đó về nhà tuy có vẻ hơi nhanh nhưng dù sao cũng cùng thành phố mấy giờ về đến nhà cũng không phải không thể đừng cam mẫn vội vàng nói ninh khiết chuyển phát nhanh này có gì đó không đúng, hễ là bất kỳ thứ gì được đưa vào khu biệt thự này đều phải để lại cho bảo vệ, không có thể trực tiếp đưa đến cho chúng ta. Có chuyện này sao? Ninh Khiết có hơi sướng sờ, nàng vừa vào đây ở, căn bản không biết chuyện này. Ừ, thật sự có điều này, đây là lời đề nghị của tôi. Em cũng biết bây giờ kẻ có tiền quan tâm nhất đến vấn đề an toàn, vì vậy lúc đầu chị đề nghị Hiểu Phong phải đẩy mạnh vấn đề an toàn, để bảo vệ nhận tất cả các món đồ chính là một biện pháp an toàn mà thôi." Cam mẫn nhanh chóng nói. "Như vậy có thể đề phòng đám tội phạm vào trong khu vực, còn phương diện khác cũng đề phòng trong túi có bom. Vì vậy trước tiên bảo vệ thu nhận, sau đó dùng dụng cụ kiểm tra, cuối cùng được chính bảo vệ đưa vào. Trừ khi là gia chủ sớm thông báo mới có thể vượt qua kiểm tra và trực tiếp đưa đến, vì vậy kiện hàng chuyển phát nhanh này có vấn đề. Nếu như thật sự có vấn đề thì hắn vào bằng cách nào?" ninh khiết có chút khó hiểu bảo vệ sao lại cho hắn ta vào đây tôi cũng không rõ nhưng có lẽ là bảo vệ không chú ý cũng có thể là một gia chủ nào đó cho hắn vào em cũng đừng lo cũng đừng ra mở cửa tôi sẽ điện thoại cho bảo vệ sẽ để bọn họ phái người đến cam mẫn vừa nói vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi cam mẫn không cần chỉ cứ chờ một chút em ra ngoài xem thế nào ninh khiết không muốn phiền toái như vậy dù sao nàng cũng là người lớn mật tài cao, dù đối phương là cướp thì nàng cũng không quan tâm. Chương 1036, hộp bom. Ninh Khiết không đợi Cam Mẫn nói lời nào, nàng mở cửa phòng khách và đi ra ngoài. "Ninh Khiết, đợi chút." Chị Mộng sốt ruột chạy đến, nàng định chạy theo nhưng nghĩ sao lại dừng lại, nàng tiếp tục điện thoại cho bảo vệ, nàng thấy thế nào cũng nên gọi bảo vệ đến, như vậy sẽ an toàn hơn cam mẫn vừa bấm điện thoại thì ninh khiết bên kia đã ra đến cửa nàng mở cửa ra lúc này bộ dạng của tên nhân viên kia giống như không thể bình tĩnh thêm hắn lập tức đưa đến một thùng giấy mau ký nhận tôi còn phải tiếp tục làm việc tên nhân viên nhanh chóng đưa đến một cây bút ninh khiết nhận lấy thùng giấy nàng cúi đầu ký tên đúng lúc này tên nhân viên đã đưa tay vào trong ngực móc ra một khẩu súng họng súng chĩa vào người ninh khiết rõ ràng cam mẫn nghi ngờ là không sai đây không phải là một nhân viên chuyển phát nhanh, hắn là một sát thủ. Nhưng Ninh Khiết cũng có nghi ngờ, tất nhiên nàng sớm có đề phòng, động tác của tên sát thủ thật ra chậm như sen trong mắt nàng. Khi hắn đưa tay vào trong ngực thì nàng đã phát hiện ra, mà khi tay hắn cầm được vào khẩu súng thì nàng đã chặt vào cổ tay tên này, tên sát thủ gào lên một tiếng, súng rơi xuống đất. Vẻ mặt tên sát thủ chợt biến đổi, hắn không tiếp tục tấn công mà xoay người bỏ chạy, đúng lúc Ninh Khiết ném hộp đồ về phía tên sát thủ tuy đó chỉ là một thùng giấy bao bọc vật bên trong, vật bên trong cũng rất nhẹ, nhưng hộp giấy được ninh khiết ném ra, cũng là một vũ khí hùng mạnh. Vì vậy mà lúc này hộp giấy đập len lưng tên sát thủ, hắn kêu lên thảm thiết rồi gục ngã. Ninh Khiết đang chuẩn bị tiến lên thẩm vấn tên sát thủ thì sau lưng đã vang lên âm thanh của cam mẫn. Ninh Khiết, em không sao chứ, tôi đã điện thoại cho bảo vệ, sẽ có người đến ngay, em mau quay lại. Cam mẫn, em không sao. Ninh Khiết tất nhiên không quay về nhà như vậy, nàng muốn biết ai phái tên sát thủ kia đến, nhưng nàng còn chưa dứt lời thì một tiếng nổ ầm vang lên, thùng giấy cách đó không xa chợt phát nổ. Vẻ mặt Ninh Khiết chợt biến đổi, nàng vội vàng lui ra phía sau, khi những con sóng lực tiến đến thì nàng đã kéo cam mẫn vào nhà. Vài phút sau nàng đi ra và phát hiện lực phá hoại của vụ nổ vượt xa sức tưởng tượng, không phải nó quá mạnh mà vụ nổ lại quá bình thường, cũng vì nguyên nhân này và khoảng cách hơi xa nên biệt thự không chút ảnh hưởng mà tên sát thủ lại là bi kịch hắn trực tiếp bị nổ chết lúc này đám bảo vệ của khu biệt thự hồ hương tuyết cũng chạy đến cam mẫn từ bên trong đi ra khi thấy cam mẫn và ninh khiết không sao thì đám bảo vệ cũng thở dài một hơi các anh làm gì vậy tên sát thủ này vào bằng cách nào cam mẫn thấy đám bảo vệ tiến vào thì bất mãn quát lớn bà nhâm chúng tôi đang tên đội trưởng bảo vệ định giải thích thì sau lưng vang lên một âm thanh mở ra, mọi người đứng ra, hiện trường do chúng tôi tiếp nhận. Đám bảo vệ nhìn lại thì phát hiện mở miệng là một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, người đàn ông này rất khôi ngô, bộ dạng tương đối khá, khoảng 30 tuổi, nhìn qua có chút quen mắt. Sau đó bọn họ nhanh chóng nhận ra, đây không phải là thần thám tử Lý Tư sao. Lý Tư được xưng tụng là cảnh sát ngôi sao của Cảng Thành, những năm qua có nhiều thành phố có cảnh sát tiêu biểu, thậm chí còn đưa ra vài cảnh sát xinh đẹp để làm mặt mũi của mình, nhưng Cảng Thành lại đưa ra một hình tượng nam cảnh sát cũng chính là Lý Tư. Lý Tư có bộ dạng khá tốt, tên cũng dễ làm cho người ta nhớ kỹ, có thể nói chỉ cần biết Tần Thủy Hoàng thì sẽ biết đến Lý Tư, nhưng Lý Tư này không phải là Lý Tư kia, nhưng vì có một cái tên ngôi sao nên chẳng kém phần nổi tiếng. Hơn nữa Lý Tư thật sự là thần thám tử, phá được rất nhiều vụ án tưởng chừng không thể, có thể nói cũng vì vậy mà hắn nổi tiếng là thần thám tử Lý Tư ở Cảng Thành. Ngôi sao cảnh sát chỉ là ngôi sao cảnh sát mà không phải thật sự là ngôi sao, vì vậy dân chúng cũng không quá quan tâm đến lý tư, nhưng đám bảo vệ lại là ngoại lệ, vì bọn họ thỉnh thoảng phải liên hệ với cảnh sát, cũng chú ý cảnh sát, vì thế mà cơ bản đều biết đến người này. Lúc này trong lòng mỗi tên bảo vệ đều thầm nghĩ, vị thần thám tử này cũng quá thần kỳ rồi. Đúng là quá thần kỳ, vụ nổ vừa mới phát sinh thì người này đã đến, đồng thời lại mang theo vài tên thủ hạ ở phía sau thậm chí còn mang cả nhân viên pháp viện và giám định đến. Điều này rõ ràng không phải chỉ là ngẫu nhiên mà sớm có chuẩn bị, chẳng lẽ người này đã sớm dự đoán được nơi này có vụ án sao? Chúng tôi liên tục truy tìm tung tích tên sát thủ này, đáng tiếc là chúng tôi đến muộn một bước. Lý Tư nói một câu xem như lời giải thích, tất nhiên lời giải thích này rất gượng ép, dù hắn thật sự truy tung sát thủ thì cũng không nên mang theo nhân viên pháp y đến đây. Lúc này Lý Tư đã đi về phía Ninh Khiết và Cam Mẫn, hắn nhìn hai nàng sau đó dừng lại vài giây trên mặt ninh khiết cuối cùng hắn thu hồi ánh mắt nói các cô ai là chủ nhân của căn biệt thự này tôi là đội trưởng lý tư đội cảnh sát hình sự đặc biệt của thành phố cảng thành bây giờ tôi phụ trách vụ nổ này là tôi ninh khiết nhàn nhạt trả lời được rồi nhân viên giám định của chúng tôi muốn xem xét hiện trường kính xin phối hợp lý tư nói rất khách khí nhưng động tác lại không khách khí hắn không đợi ninh khiết cho ra câu trả lời mà vung tay lên các người đi vào cẩn thận một chút nhất định phải tìm cho ra dấu vết của vụ nổ hai tên nhân viên sách theo cả thùng giám định chạy vào muốn đi vào cửa nhưng lại bị ninh khiết cản lại các người đi lộn chỗ rồi ninh khiết lạnh lùng nói chỗ đó mới là hiện trường các người muốn thăm dò thì vào đó mà thăm dò hai tên giám định chợt ngẩn ngơ sau đó nhìn về phía lý tư Lý Tư cũng có hơi sướng sờ, sau đó có chút mất vui. Tiểu thư, xin cô phối hợp, chúng tôi chỉ phá án theo quy củ. Cảnh sát Lý, tuy tôi không được học pháp luật nhưng cũng chẳng phải người không có kiến thức pháp luật, vụ nổ cách cửa nhà tôi 10 mét, chỗ này có tính là hiện trường hay không? Nhưng sát thủ đến giết cô, chúng tôi tất nhiên phải điều tra. Lý Tư phản bác nói. Ninh khiết cắt đứt lời Lý Tư. Cảnh sát Lý, sao anh biết sát thủ đến dê tôi? lý tư thật sự ngây người sau đó hắn nói ngay điều này còn phải nói sao dựa theo phán đoán thông thường thì chỉ có thể là hắn đến giết cô chẳng lẽ hắn đến đây tự sát phải không ninh khiết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lý tư sao tôi thấy cảnh sát lý có vẻ hiểu khá rõ tên sát thủ này vây nhỉ ninh khiết không phải là kẻ ngu tất nhiên thấy lý tư đến quá trùng hợp nàng cũng thấy lý tư không kiểm tra sát thủ mà trực tiếp cho nhân viên dám định tiến vào nhà vì vậy mới làm nàng nghi ngờ. Lý Tư này có phải đến vì Hạ Thiên hay không? Vụ nổi xảy ra và cảnh sát lập tức xuất hiện, giống như một kế hoạch liên hoàn. Cô nói gì? Lý Tư lập tức nổi giận. Tôi đến tra án, cô tốt nhất nên phối hợp, không nên ảnh hưởng công vụ. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Ninh Khiết hừ lạnh một tiếng. Cảnh sát lý, cảnh sát các người phá án sằng bậy như vậy sao? Ninh Khiết không đợi Lý Tư mở miệng mà nói ngay. Hừ, tôi cũng không muốn nói nhảm với các người, bây giờ tôi muốn vào nhà nghỉ ngơi, các người muốn phá án thì cứ tự nhiên nhưng đừng làm phiền tôi, nếu không đừng trách vì sao tôi không khách khí." Ninh Khiết nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi, sau đó nàng thuận tay đóng cửa chính. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh quen thuộc truyền vào tai nàng. "Vợ, chờ một chút rồi đóng cửa." Ninh Khiết vốn tâm tình không được tốt, bây giờ nghe thấy âm thanh này thì chợt vui vẻ, nàng vội xoay người sau đó nàng thấy hạ thiên chạy đến trước mặt mình chồng cậu đã quay lại ninh khiết nói mà khó nén được vui sướng khi thấy hạ thiên bình yên vô sự thì nàng cũng đã hoàn toàn yên lòng chỗ này có chuyện gì xảy ra hạ thiên nhìn đám người đông đúc mà không khỏi buồn bực hắn mở miệng nói cậu là chủ nhân nhà này sao tôi là đội trưởng lý tư đội hình sự thành phố lý tư thấy hạ thiên thì mở miệng nói câm mồm Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lý Tư. Đừng quấy giày tôi và vợ nói chuyện. Hạ Thiên không đợi Lý Tư đáp lời mà hỏi Ninh Khiết một câu. Vợ, thằng ngu kia là ai? Chồng, chúng ta vào nhà trước, chút nữa sẽ nói cho cậu biết. Ninh Khiết kéo Hạ Thiên vào cửa, sau đó nàng chuẩn bị đóng cửa chính, lại nói một câu với Cam Mẫn ở bên ngoài nhà. Cam Mẫn, chị cũng vào trong nhà luôn đi. Cam Mẫn khẽ gật đầu, sau đó nàng cùng Hạ Thiên và Ninh Khiết vào trong biệt thự, đám cảnh sát lại bị cửa sắt chặn bên ngoài. Ninh Khiết vào phòng khách và tranh thủ thời gian giới thiệu Cam Mẫn, sau đó nàng nói những gì vừa xảy ra cho Hạ Thiên biết. Còn chuyện về Lý Tư thì nàng không hiểu rõ cho lắm, nhưng Cam Mẫn lại hiểu khá rõ, vì vậy sau 10 phút thì Hạ Thiên đã hiểu rõ tình huống. Đúng lúc này điện thoại của Cam Mẫn vang lên, nàng nhận điện thoại, sau đó nàng dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Ninh Khiết và Hạ Thiên. Ninh Khiết tống thần y xấu hổ quá chồng tôi vừa về nhà anh ấy gọi điện thoại tôi phải về trước không có gì chị cứ về trước có rảnh thì sang chơi ninh khiết gật đầu thật ra bây giờ nàng cũng hy vọng cam mẫn bỏ đi nàng có chuyện muốn hỏi hạ thiên cam mẫn nhanh chóng cáo từ bỏ đi ninh khiết cũng lập tức đặt câu hỏi chồng tối qua có chuyện gì xảy ra cậu thấy vị tiểu thư gì kia chưa cô ta là ai sao lại biết thân phận của cậu Hạ Thiên đang định mở miệng thì đột nhiên nhìn về phía cửa, Ninh Khiết cũng cảm thấy điều gì đó, nàng cũng nhìn ra, sau đó hai người phát hiện một nhóm cảnh sát phóng đến, dẫn đầu là Lý Tư. Chương 1037, trước tiên cứ đóng cửa lại. Cam Mẫn vừa mới ra khỏi cửa, còn chưa kịp đóng cửa lại thì đám cảnh sát đã tiến vào. "Này, các người làm gì vậy?" Cam Mẫn lập tức nôn nóng, nhưng lúc này một bàn tay có lực đã giữ lấy nàng, nhanh chóng kéo nàng ra sau đó nàng phát hiện người kéo nàng ra không phải là ai khác chính là chồng nàng nhâm hiểu phong hiểu phong sao lại như vậy cam mẫn cảm thấy là lạ lúc này nàng mới ý thức được nhâm hiểu phong điện thoại cho mình cũng không phải là ngẫu nhiên tiểu mẫn sao em lại ở bên trong nhâm hiểu phong hỏi ngược lại không có gì em đến thăm và cảm tạ tống thần y nhưng tống thần y không có ở nhà vì vậy em mới ngồi lại nói chuyện với ninh khiết hai bên rất hợp nhau bây giờ là bạn bè. Cam Mẫn nhanh chóng giải thích, sau đó nàng hỏi ngược lại. Hiểu Phong, anh sao lại cố ý kéo em ra? Năm phút trước anh quay về và được đội trưởng Lý Tư nói cho biết, Tống Thần Y khả nghi đã thương người, bắt cóc cảnh sát, cướp súng và có nhiều tội danh khác, còn nói em ở lại bên trong sẽ là con tin, vì vậy mới gọi điện thoại cho anh bảo em đi ra. Nhâm Hiểu Phong khẽ nói. Anh cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng trước tiên cứ để xem thế nào rồi nói sau. Cam Mẫn dùng ánh mắt bất an nhìn khoảng sân nhỏ của biệt thự, đám cảnh sát đã vọt vào, nàng không khỏi lo lắng. Cũng không biết Ninh Khiết có việc gì không. Cam Mẫn còn chưa nói dứt lời thì thấy một vật gì đó từ bên trong bay ra, sau đó ngã nặng nề xuống trước mặt nàng. Á! À, Cam Mẫn cực kỳ hoảng sợ, nàng vô thức lui ra phía sau vài bước, đồng thời nhìn xuống mặt đất, sau đó chợt ngây người, đây, đây không phải là Lý Tư sao? Lúc này bên ngoài cũng không có ít người, ngoài hai vợ chồng Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn thì còn có vài tên bảo vệ, còn có vài tên cảnh sát và nhân viên pháp y. Khi thấy Lý Tư nằm bất tỉnh trên mặt đất thì cả đám đều trợn mắt há mồm, Lý Tư nổi danh thần thám tử Cảng Thành cứ như vậy bị ném ra sao. Bộp, 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 âm thanh ngã xuống đất cũng không dừng lại, một đám cảnh sát từ bên trong bay ra rồi ngã mạnh xuống đất, vô tình làm cho đám người bên ngoài giống như được xem tuyệt kỹ. Đúng là khó khăn lắm mới được chứng kiến cảnh người bay. Khoảnh khắc này 10 tên cảnh sát đã bị ném ra, từ đầu đến cuối không ai nghe thấy tiếng súng, cũng không thấy tiếng kêu thảm, điều này làm cho mọi người chợt buồn bực, vì sao đám người kia ngã xuống đất mà không biết đau? "Đội trưởng Lý, đội trưởng Lý." Một tên pháp y tiến lên hô hai tiếng, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi. "Đội trưởng Lý đã hôn mê." Bọn họ giống như đều đã hôn mê. Đám người còn lại cũng đã kiểm tra được tình huống của đám cảnh sát kia. Lúc này đám người cuối cùng cũng hiểu, vì sao trước đó bọn họ không phát ra âm thanh, bọn họ căn bản đã hôn mê trước khi bị ném ra. Mau gọi người đến giúp." Tên pháp y hô lên. "Còn giúp gì nữa, mau gọi xe cứu thương." Một tên pháp y ở bên cạnh hô lên, bây giờ bọn họ cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không biết cặp nam nữ trong biệt thự là thứ gì biến thành, thật sự quá kinh khủng còn xe cứu thương gì nữa chúng ta không phải có xe sao trực tiếp đưa bọn họ đi là được một tên đề nghị đúng 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 cứ làm như vậy các người giúp đỡ một chút đưa bọn họ lên xe tên pháp y kịp phản ứng sau đó hắn lập tức xin sự giúp đỡ của đám bảo vệ đám bảo vệ có chút trần trừ vì bọn họ không muốn mình cũng hôn mê như đám người kia đúng lúc này bọn họ thấy một người từ trong biệt thự đi ra vì vậy mà không ai đám hành động gì cả khi thấy người này thì đám cảnh sát cũng thấy có chút bất an, cũng cực kỳ kính sợ. Người đi ra tất nhiên là Hạ Thiên, hắn đi đến cổng nhà, sau đó lầm bầm. Nhà của tôi sao không khóa, tôi phải đóng lại mới được, nếu không sẽ có chó chạy vào. Đám người nghe nói như vậy thì đưa mắt nhìn nhau, người này không phải đang mắng đám cảnh sát đều là chó sao. Ủa, các người đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Lúc này Hạ Thiên mới giống như chợt phát hiện ra đám người ngoài cửa, sau đó hắn mất vui nói này có chuyện gì xảy ra với đám người đang nằm trên mặt đất kia chạy đến cửa nhà tôi ngủ sao muốn ngủ cũng không biết chạy ra đường cái ngủ sao đám người chợt dở khóc dở cười người này đang giả vờ sao nói giống như chẳng có gì liên quan đến mình vậy này các người đừng vây quanh đây nữa còn nữa các anh là bảo vệ à khiêng đám ngủ say này đi cho tôi để bọn họ về nhà mà ngủ Hạ Thiên dùng giọng không vui nói vài câu, sau đó hắn ngáp một cái. "Này, tôi cũng về ngủ, tối qua không ngủ ngon." Cũng không quan tâm mọi người có phản ứng gì, Hạ Thiên xoay người bước đi, hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Vài tên cảnh sát không biết phải làm sao, đám bảo vệ lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn bóng lưng Hạ Thiên, loại này đúng là châu chó, vừa đánh cảnh sát xong lại đi về nhà ngủ. Xem ra loại người này không những có tiền mà cũng có bối cảnh hùng mạnh nếu không thì sao chẳng chút sợ hãi như vậy. Người kịp phản ứng đầu tiên là Nhâm Hiểu Phong, hắn phất tay với nhóm bảo vệ. Các người mau hỗ trợ, đưa bọn họ vào bệnh viện. Vâng, ông chủ. Đám bảo vệ lập tức lên tiếng, Nhâm Hiểu Phong thật sự là ông chủ của bọn họ, hắn là người xây dựng khu biệt thự này, thậm chí cả công ty quản lý khu biệt thự cũng là của hắn. Đám bảo vệ này là nhân viên chuyên trách của công ty quản lý khu biệt thự, cũng không phải bảo vệ được mời từ nơi khác đến, vì Nhâm Hiểu Phong cảm thấy như vậy sẽ quản lý tốt hơn. Đám bảo vệ bắt đầu ra tay, vài tên cảnh sát còn lại cũng kịp phản ứng, vì vậy mà không mất quá nhiều thời gian thì bọn họ đã đưa đám cảnh sát ngất xỉu lên xe. Chưa đến 10 phút sau thì những người này đã được đưa đến bệnh viện. Lúc này Cam Mẫn và Nhâm Hiểu Phong cũng về nhà mình. Hiểu Phong, anh nói xem, tống thần y kia rốt cuộc là ai? Cam Mẫn không nhịn được phải hỏi. Anh cũng không biết, mà chúng ta cũng đừng quan tâm đến vấn đề này làm gì. Vẻ mặt nhâm hiểu phong có chút căng thẳng, bây giờ hắn đã biết vụ nổ bom, bây giờ điều hắn cần làm là xử lý vấn đề này, nếu để truyền ra thì sẽ làm cho những chủ nhà ở đây sinh ra lo lắng về vấn đề an toàn. Cam Mẫn không hỏi lại, trong lòng cũng đang thầm nghĩ về những nội dung trước đó nói chuyện với Ninh Khiết, có phải Ninh Khiết có thân phận đặc thù gì khác hay không? Lúc này Ninh Khiết đang ngủ, nàng thật sự rất mệt mỏi. Hạ Thiên tối qua cũng không được ngủ ngon, vì vậy hai người thật sự nằm ngủ trên giường, trước khi đi ngủ cũng không làm bất kỳ vận động gì, cả hai cùng tiến vào mộng đẹp. Hạ Thiên và Ninh Khiết vừa chìm vào giấc ngủ thì ở một địa phương ở bờ biển cách khu biệt thự vài chục km, y tiểu âm ăn mặc chỉnh tề đi xuống biệt thự. Đóa hoa đẹp này tối qua bị bão tố tàn phá nhưng không có vẻ điêu linh, ngược lại càng thêm kiều diễm, ánh mắt, gương mặt hay giữa hai chân mày đều có thêm cảm giác quyến rũ, làm nàng có thêm chút hình tượng trưởng thành cũng có được sức quyến rũ rất riêng. A cửu, chúng ta đi thôi. Y tiểu âm bình tĩnh nói một câu, sau đó nàng đi ra ngoài biệt thự. A cửu khẽ gật đầu, nàng đi sóng vai với y tiểu âm, phía sau hai nàng còn có hai cô gái cao gầy, chính là đặc công nữ của ám tổ vừa đến chưa lâu. Y tiểu thư, mời ngồi xe của chúng tôi. khi thấy y tiểu âm chuẩn bị ngồi lên xe, một nữ đặc công vội vàng nói, để đồng thời chỉ lên một chiếc xe dừng trước đó không xa chúng tôi đã cải tạo chiếc xe kia, chống đạn vào chống va và đập, rất an toàn. Được, y tiểu âm cũng không gắng ngược, nàng leo lên chiếc xe kia, mà A cửu cũng theo lên xe và ngồi phía sau, hai nữ đặc công thì ngồi phía trước. Một người lái xe, một người nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, giống như sợ bị theo dõi. Xe chạy đi rất thuận lợi, hơn 20 phút sau xe dừng lại trước một nhà hàng tương đối xa hoa, y tiểu âm và A cửu nhanh chóng xuống xe, sau đó cùng hai nữ đặc công đi vào nhà hàng, bọn họ được nhân viên phục vụ dẫn đến một gian phòng xa hoa. Trong gian phòng có hai người đàn ông ngồi chờ, một người khoảng 40, một người còn trẻ hơn một chút, khoảng hơn 30. Khi thấy Y Tiểu Âm vào cửa thì tên đàn ông hơn 40 đứng lên nghênh đón. Y Tiểu Thư, cô đã đến. Tên đàn ông hơn 30 có vẻ không muốn đứng lên nhưng sau khi thấy bộ dạng của Y Tiểu Âm thì lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng đứng lên theo, hơn nữa còn vươn tay với nàng. Có lẽ vị này là nữ thần y đệ nhất thủ đô y tiểu âm phải không? Hân hạnh, hân hạnh, tôi là Trần Tư Minh. Y tiểu âm không có ý muốn bắt tay với tên đàn ông kia, nàng chỉ nhìn tên đàn ông hơn 40, trong giọng nói có chút không vui. Viện trưởng Phạm, tôi muốn gặp dịch tiên sinh. Y tiểu âm cũng không nhận ra Trần Tư Minh, nhưng viện trưởng Phạm trước kia có quan hệ với nàng, người này chính là viện trưởng bệnh viện Huệ Nhân là Phạm Tử Lương. Y tiểu thư, Trần Tiên Sinh chính là đại biểu của Dịch Tiên Sinh, bàn việc với Trần Tiên Sinh cũng là như vậy mà thôi. Phạm Tử Lương vội vàng giải thích một câu, vẻ mặt có chút xấu hổ. Viện trưởng Phạm, tôi nghĩ lần trước đã nói với ông rất rõ ràng, tôi muốn gặp Dịch Tiên Sinh. Y tiểu âm thản nhiên nói. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi chỉ bàn chuyện này với Dịch Tiên Sinh, vì tôi biết chuyện này chỉ có ông ấy làm chủ còn những người khác tôi nói nhiều hơn cũng không có ý nghĩa y tiểu âm dừng lại một chút rồi nói thêm nếu dịch tiên sinh không đến đây tôi cũng không cần phải ở lại tôi phải đi trước nếu dịch tiên sinh bằng lòng gặp mặt thì viện trưởng phạm cứ điện thoại cho tôi là được y tiểu âm nói đi là đi ngay nàng xoay người đi ra khỏi phòng a à, cửu cũng đi theo nhưng trước khi đi nàng cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn trần tư minh từ kinh nghiệm tối qua thì nàng giống như rất chán ghét đàn ông Nàng lại càng chán ghét loại đàn ông có ý với tiểu thư như Trần Tư Minh. Đứng lại. Sau lưng chợt vang lên một tiếng gầm. Y tiểu âm, cô không phải là thầy thuốc sao? Cô có gì mà oai oách, chỉ là cô mà muốn gặp Dịch Tiên Sinh sao? Cũng không biết mình là loại người gì à? Chương 1038, hai tên đàn ông nổi giận. Người gầm lên không phải là ai khác mà chính là Trần Tư Minh, rõ ràng hắn là người cực kỳ kiêu ngạo. Lần này đến gặp Y tiểu âm vốn cũng không phải tình nguyện. Vì vậy khi nàng tiến vào phòng thì hắn còn chưa thèm nhúc nhích, bộ dạng rất kiêu căng, nhưng sau đó hắn lại thấy rõ ràng dung mạo của nàng. Dung mạo của Y tiểu âm đủ để cho bất kỳ tên đàn ông nào cũng phải kinh hoàng, đặc biệt là sau sự kiện tối qua thì trên người nàng càng có thêm sức quyến rũ cực mạnh với đàn ông. Trần Tư Minh là đàn ông, là kẻ đã gặp qua vô số phụ nữ đẹp, nhưng sau khi được gặp Y tiểu âm thì hắn lập tức cảm thấy đám phụ nữ trước kia đều là mây bay. Vì thế mà hắn vứt bỏ thói kiêu căng, chủ động đứng lên chào hỏi Y Tiểu Âm, tự giới thiệu chính mình, đồng thời còn muốn lợi dụng cơ hội để được nắm tay Y Tiểu Âm, muốn được sờ vào bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng. Nhưng Trần Tư Minh dù thế nào cũng không ngờ nhiệt tình của bị đối xử lạnh nhạt chưa từng có, đúng vậy, đối với hắn thì đây chính là điều chưa từng xảy ra. Trước kia hắn gặp ai cũng không cần quan tâm đối phương có thân phận gì, dù thân phận của đối phương rất cao thì ít nhất cũng có cơ hội chào hỏi, nhưng Y Tiểu Âm thì không nàng căn bản không quan tâm đến hắn, thậm chí cũng không thèm nhìn hắn, lại càng không nói là bắt tay. Điều này làm cho Trần Tư Minh rất tức giận, đây thật sự là điều nhục nhã với hắn, đàn ông luôn khó thể nhẫn nhịn được sự nhục nhã, hơn nữa là nhục với người đẹp, điều này càng khó thể chịu được. Y tiểu âm chẳng những là người đẹp, hơn nữa còn là cực phẩm mỹ nữ, thậm chí còn có thể nói là mỹ nữ trong mỹ nữ. Trần Tư Minh gần đây rất kiêu ngạo nhưng bây giờ bị một người phụ nữ như vậy không thèm quan tâm, Tất nhiên hắn sẽ khó thể chịu đựng được. Trần Tư Minh vốn đã chuẩn bị nhịn một chút, vì hắn đến đây để đàm phán với Y Tiểu Âm, hắn định lợi dụng lúc đàm phán để làm khó dễ. Nhưng hắn không ngờ Y Tiểu Âm lại làm ra một sự kiện để mình chuốc lấy nhục nhã, nàng khinh thường đàm phán với hắn, cứ như vậy mà xoay người bỏ đi. Vì vậy mà khoảnh khắc khi Y Tiểu Âm xoay người thì Y Tiểu Âm thẹn quá hóa giận đã cảm thấy máu nóng bùng lên, hắn không tự khống chế được mà phải đứng lên sau đó chửi ầm lên không thèm quan tâm đến phong độ. Trần Tư Minh vốn cho rằng tức giận mắng như vậy sẽ làm cho y tiểu âm đáp lời, ít nhất cũng làm nàng dừng bước. Nhưng lúc này sự kiện làm hắn tan vỡ đã xảy ra, y tiểu âm căn bản không quan tâm đến hắn, nàng trực tiếp rời khỏi phòng, đúng lúc một câu nói bay vào trong tai Trần Tư Minh. Không cần quan tâm đến nhân vật trời ơi này. Trần Tư Minh nghe được câu nói kia mà cảm thấy điên cuồng, hắn mà là nhân vật trời ơi sao? ở cảng thành này có bao nhiêu người thấy hắn mà phải cung kính người phụ nữ này dám nói hắn như vậy sao hừ đứng lại cho ông trần tư minh phát điên trượt phóng khỏi bàn hắn nhào ra khỏi phòng và chạy về phía y tiểu âm cút ngay đúng lúc này một tiếng quát khẽ vang lên bên tai trần tư minh sau đó hắn cảm thấy bụng đau dữ dội một lực lượng khủng bố phóng đến đánh hắn bay lên không sau đó rơi xuống đất ngã đau đến mức thất điên bát đảo vài phút sau vẫn chưa thể đứng lên Đến khi Trần Tư Minh tỉnh táo trở lại và bò lên thì bóng dáng của y tiểu âm đã không còn. "Hừ, dám đánh ông, đừng để ông tìm được ngươi, nếu không ông sẽ cho ba ngày ba đêm không thể xuống giường." Trần Tư Minh thở hổn hển mắng, sau đó hắn quát lớn. "Phạm Tử Lương, lại đây cho ông." "Trần, Trần thiếu gia, cậu có gì phân phó?" Phạm Tử Lương cẩn thận hỏi. "Thu thập tất cả những tư liệu của nữ nhân kia cho tôi." trần tư minh dùng giọng ra lệnh nói tôi sẽ lập tức thu thập phạm tử lương vội vàng gật đầu hắn cũng không đám cãi lời trần tư minh bây giờ đi làm ngay trần tư minh quát lớn vâng tôi sẽ đi lấy ngay phạm tử lương tiến vào phòng sau đó bắt đầu thu dọn tài liệu về y tiểu âm hừ cái gì là nữ thần y đệ nhất thủ đô nơi đây cũng không phải là thủ đô trần tư minh tức giận mắng hắn hận không thể lập tức tìm được y tiểu âm sau đó để nàng xuống dưới thân mà trà đạp. Khi Trần Tư Minh đang cực kỳ tức giận thì trong cục cảnh sát thành phố Cảng Thành, cục trưởng tạ chính khôn cũng đang nổi trận lôi đình gian dậy hai người, một là tổ trưởng tổ trọng án Sử Kinh Tùng, một người khác chính là thủ trưởng trực tiếp của Sử Kinh Tùng, là đội trưởng đội cảnh sát Phó Gia Cường. Sử Kinh Tùng và Phó Gia Cường đều coi như là cảnh sát lão thành, Tuy chức vụ không cao nhưng lại có độ nặng rất lớn ở Cục Công an thành phố. Tuy cảnh sát trói mắt nhất chính là Lý Tư, nhưng tên cảnh sát ngôi sao thường khinh thường những vụ án nhỏ nhặt, căn bản giao hết cho hai người này đi làm. Buồn cười, đúng là quá buồn cười, các người đi ngay, lập tức đi bắt ngay tên tống tử coi trời bằng vung kia lại. Tạ chính khôn tức giận quát lớn. Tạ chính khôn không thể không nổi giận, tên khốn tống tử kia chỉ đến cảng thành vài ngày nhưng mang đến rất nhiều phiền toái, nếu lúc này lão được gặp tống tử, sợ rằng lão sẽ rút súng bắn ngay. Đầu tiên là chỉ nhân phong chết, dù tên này không phải là danh nhân gì của cảng thành nhưng lại có quan hệ cực rộng có tới lui với không ít đại nhân vật ở cảng thành lần này chỉ nhân phong vừa chết thì tạ chính khôn lập tức nhận được vài cuộc điện thoại nhất định phải tìm cho ra hung thủ tạ chính khôn giao sự việc này cho sử kình tùng lão thấy sử kình tùng sẽ nhanh chóng điều tra được hung thủ nhưng điều làm lão không ngờ chính là sử kình tùng chẳng làm được gì hơn nữa còn tổn thất nặng nề Tên thầy thuốc tống tử gì kia không những làm cho sử kình tùng mất mặt trước mặt mọi người, thậm chí còn làm cho Phương Lam phải đập đầu vào cạnh bàn và hôn mê, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện. Thậm chí tên kia còn đứng trước mặt mọi người mà hành hung nhiếp nhân kiệt, điều này càng làm cho tạ chính khôn muốn ói máu. Phải biết rằng nhiếp nhân kiệt cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc, nhưng nếu so sánh với hai sự kiện kia thì chuyện xảy ra hôm nay mới chính thức làm tạ chính khôn căm tức. Sáng sớm tạ chính khôn đã nhận được tin tức, có người đập nát một chiếc xe buýt trên đường, còn đánh cả hành khách, ảnh hưởng rất xấu. Không bao lâu sau lão lại nhận được báo cáo của thủ hạ, bọn họ bị người ta bắt cóc, mà sau đó một tin tức làm lão tan vỡ chợt truyền đến, thần thám tử Lý Tư trong cuộc bị người ta ném ra khỏi biệt thự, hơn nữa còn 10 tên cảnh sát khác bị ném ra theo. Bây giờ 10 tên cảnh sát kia vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, sau khi làm rõ tình huống thì bọn họ phát hiện chỉ một người duy nhất làm ra những chuyện kia, đó chính là Tống Thần Y Tống Tử. Cục trưởng, Tống Tử giống như có năng lực không tầm thường, chúng ta chỉ là cảnh sát bình thường, muốn bắt hắn là không dễ gì. Sử Kinh Tùng dù biết lời nói này sẽ làm tạ chính khôn tức giận nhưng vẫn không nhịn được phải nói ra, dù sao hắn cũng đã tự mình ăn đòn đau. Quả nhiên Sử Kinh Tùng vừa nói lời này đã bị tạ chính khôn gầm lên cắt ngang. Cái gì mà năng lực không tầm thường, hắn cũng là người, các anh cũng là người, tóm lại hôm nay trước khi tan sở thì tôi muốn thấy tên Tống Tử kia ở cục, nếu không làm được thì đừng mặc đồng phục cảnh sát nữa tạ chính khôn cũng không cho đám sử kinh tùng cơ hội nói chuyện mà vung tay lên bây giờ các anh ra ngoài bắt không được người thì đừng quay lại sử kinh tùng có chút bất đắc dĩ nhưng đành phải đi ra phòng cục trưởng phó gia cường nãy giờ không nói lời nào cũng đi ra theo sau đó hắn tiến nhanh vài bước đuổi kịp sử kinh tùng hai bên sóng vai cùng đi anh sử đừng buồn bực nữa mau đi dùng cơm chưa chúng ta ra ngoài dùng cơm uống vài ly. Được, đi thôi. Sử kinh tùng khẽ gật đầu, hắn căn bản không có dự định đi bắt người. Lý Tư dẫn theo hơn chục người đã bị đánh văng ra, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, bọn họ phải làm sao đây? Sử kinh tùng và phó gia cường thật ra có quan hệ cá nhân rất tốt, bọn họ nhanh chóng ra khỏi cục cảnh sát, tìm một nhà hàng nhỏ ở gần đó, chọn thức ăn, khui một bình rượu trắng, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Anh Sử, tên họ Tống kia có địa vị gì? phó gia cường hỏi không biết không điều tra được tôi cảm thấy hắn dùng tên giả cùng ở chung với hắn là một người phụ nữ tuy tên là ninh khiết có không ít nhưng không tìm được một người nào giống như vậy sử kinh tùng thở dài anh phó hai người kia nhìn qua có vẻ không dễ đụng vào nói thế nào nhỉ bọn họ gây cho tôi một cảm giác kỳ quái không phải nói là quỷ dị đúng vậy là quỷ dị quỷ dị thế nào là quỷ dị phó gia cường có chút ngạc nhiên anh sử hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói như vậy thật ra trước khi điều tra vụ án trì nhân phong tôi cho rằng trì nhân phong vì đột nhiên phát bệnh cấp tính mà chết không liên quan gì đến tống tử dù sao bọn họ chỉ nói với nhau vài câu căn bản không tiếp xúc cơ thể nhưng bây giờ tôi đã tin trì nhân phong chết trong tay tống tử sử kinh tùng nói chuyện tối qua vốn rất quỷ dị tôi vốn muốn dùng còng tay bắt người này nào ngờ lại từ còng chính mình sau đó phương lam chợt ngã xuống không rõ nguyên nhân anh nói xem một người đang đứng tốt còn không cử động sao có thể ngã được tôi suy đoán tất cả là do tiểu tử kia động tay động chân anh nói vậy làm tôi cũng thấy quỷ dị tiểu tử kia chẳng lẽ có siêu năng lực gì đó phó gia cường cau mày tôi nghe nói sáng nay đám người lý tư mỗi người một khẩu súng chạy vào nhà kết quả là chưa đến một phút sau đã bị ném ra đã hôn mê ngay từ bên trong nhà dù là bộ đội đặc chủng cũng không lợi hại như vậy. Điều này cũng khó nói, nhưng 8 giờ sáng nay tiểu tử này đập nát như một chiếc xe buýt. Anh Phó, không phải chỉ là đập vỡ kiếng thủy tinh, thật sự là đập nát, thành một đống sắt vụn. Sử Kinh Tùng thở dài. Anh đừng nói tôi nhát gan, bây giờ tôi thật sự không dám đi bắt hắn, tôi sợ mình sẽ như chỉ nhân phong, sẽ chết một cách không rõ nguyên nhân. Không bắt cũng không được, nếu không chúng ta khỏi công tác. Anh Sử, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp. Vẻ mặt Phó Gia Cường có chút nhưng trọng. Anh nói xem, chúng ta nên áp dụng phương pháp gì. Bắt người thì quá nguy hiểm, không bắt thì sao có thể báo cáo với cục trưởng. Trường 1039, tám phần có xuất thân giàu có. Biện pháp chưa chắc không có. Sử Kinh Tùng suy nghĩ rồi nói. Nếu chúng ta có thể điều tra được thân phận thật sự của tiểu tử kia thì quá tốt. Điều tra thân phận chân thật cũng có làm gì được đâu. Phó Gia Cường lắc đầu. Dựa theo lời của anh thì tiểu tử này thật sự là siêu nhân, cảnh sát bình thường căn bản không thể đối phó được hắn. Anh Phó, tôi cảm thấy hắn thật sự là siêu nhân cũng chẳng thể không kiêng nể gì như vậy, không biết anh có nghe nói hay không, tiểu tử kia ném đám lý tư ra ngoài rồi quay về nhà ngủ, thật sự không sợ cảnh sát đến tìm. Sử kinh tùng nhíu mày. Tôi đã có hai lần đối mặt với tên này, tiểu tử làm tôi sinh ra cảm giác giống như chẳng sợ thứ gì, vì vậy tôi nghĩ tiểu tử kia ngoài năng lực quỷ dị thì còn có bối cảnh gì đó đặc biệt, nếu không sẽ chẳng như vậy. Sử Kinh Tùng dừng lại một chút rồi bổ sung. Anh Phó, tiểu tử này làm tôi sinh ra một cảm giác rất lạ, giống như dù có làm ra chuyện gì cũng có kẻ chùi đít dùm, giống như đám con nhà quan, vì vậy tôi nghĩ rằng hắn thật sự có xuất thân phú hào. Xuất thân giàu có sao? Nếu thật sự là như vậy thì chúng ta càng khó bắt người, à, tôi hiểu rồi. Phó Gia Cường trước đó có chút buồn bực nhưng ngay sau đó lại giật mình, sau đó hắn dựng ngón tay cái với Sử Kinh Tùng. Anh Sử, anh đúng là có ý nghĩ hay, anh mạnh hơn tôi ở điểm này, nếu tiểu tử kia thật sự có xuất thân như vậy thì cục trưởng chắc chắn sẽ không dám bắt, như vậy chúng ta cũng căn bản không phải làm việc khổ sai. Đúng thế, tôi có ý nghĩ như vậy. Sử Kinh Tùng khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài. Bây giờ phiền toái nhất chính là không điều tra được thân phận thật sự của tiểu tử kia, Phương Lam ngày hôm qua đã xem xét rất lâu, cũng không biết được tiểu tử kia là ai. Mà hắn cũng không biết có ý nghĩ gì, có bối cảnh sao không phô bày ra, không phải muốn chơi cứng với chúng ta đấy chứ. Nếu tiểu tử kia thật sự có thân phận đặc biệt, như vậy tư liệu trong hệ thống cảnh sát chúng ta căn bản không thể điều tra được. À, thế này đi, anh xử, tôi có một người bạn ở Cục An toàn Quốc gia, anh đưa ảnh của tiểu tử kia cho tôi, tôi sẽ nhờ hỗ trợ thêm, có lẽ sẽ điều tra được cũng nên. Phó Gia Cường nhanh chóng có ý kiến. Như vậy thì quá tốt, cứ làm như thế. Sử Kinh Tùng chợt chấn động. Bây giờ tôi lấy ảnh của hắn cho anh, à, tôi có phải ảnh trong điện thoại di động. Sử Kinh Tùng nhanh chóng gửi ảnh sang máy của Phó Gia Cường, sau đó Phó Gia Cường điện thoại cho người bạn ở Cục An toàn Quốc gia. Vài phút sau Phó Gia Cường nói với Sử Kinh Tùng. Được rồi, người bạn của tôi nói sẽ cố sức điều tra giúp, có tin tức sẽ báo ngay. Hy vọng có tin tốt. Sử Kinh Tùng tạm thời vẫn khó yên lòng. Trước tiên tôi gửi hình cái đã. Phó Gia Cường gửi hình đi, sau đó nâng ly rượu. Uống, anh Sử, xe đến núi chắc sẽ có đường, không cần gấp, chúng ta uống rượu trước. Hai người cũng ly, đều nhấp một ngụm, Phó Gia Cường vừa đặt ly rượu xuống thì điện thoại đã vang lên. Phó Gia Cường nhìn điện thoại mà không khỏi giật mình. Nhanh vậy sao, người này sao lại làm việc lưu loát thế? Này, anh Đường, nhận được ảnh chưa? Phó Gia Cường nhận điện thoại rồi nói ngay. Anh Phó, anh chụp được ảnh này ở đâu? Anh đường bên kia có chút vội vàng. Đây là một tội phạm hiểm nghi, lấy được từ máy camera. Phó Gia Cường mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, vì giọng điệu của đối phương không giống như ngày thường. Người này tên là Tống Tử, tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi tìm không ra thân phận của hắn, vì vậy muốn anh giúp đỡ. Anh nói người này đang ở cảng thành sao? anh đường hỏi đúng vậy ở trong khu biệt thự hồ hương tuyết phó gia cường trả lời sau đó hỏi ngược lại một câu anh đường sao vậy anh biết thân phận và địa vị của tên này sao anh phó tôi cần địa chỉ kỹ càng còn nữa anh không cần điều tra chuyện liên quan đến hắn anh đường bên kia nói điều này anh đường rốt cuộc có chuyện gì phó gia cường rất mê hoặc anh phó anh biết tôi làm công tác gì có một số việc tôi không thể nói cho anh biết, nhưng tôi cho anh một lời khuyên, tôi cảnh báo anh một câu, đừng chọc vào người này. Còn nữa, anh mau nói địa chỉ của hắn cho tôi, việc này rất gấp. Anh Đường dùng giọng gấp gáp nói, bộ dạng có vẻ rất bức thiết. Phó Gia Cường cảm thấy rất mê hoặc, nhưng hắn vẫn nói ra địa chỉ, sau đó anh Đường bên kia cúp điện thoại. Điều này quá quỷ dị. Phó Gia Cường thì thào nói, "Anh Phó, có chuyện gì sao?" người bạn của anh nói thế nào sử kinh tùng vội vàng hỏi anh ta biết nhưng không chịu nói xem ra tiểu tử này tám phần có xuất thân giàu có phó gia cường hạ thấp âm thanh anh sử bạn tôi có nói một câu đừng chọc vào tên kia xem ra anh đoán đúng người này thật sự không thể trêu vào thật sự là như vậy sao sử kinh tùng ngây người tôi thật sự có chút hiếu kỳ tiểu tử kia rốt cuộc có địa vị gì đừng đoán chúng ta tiếp tục uống rượu. Tôi nghĩ rằng nếu tiểu tử kia thật sự không thể chọc vào thì chúng ta chỉ cần ngồi đây 10 phút sẽ nhận được điện thoại của cục trưởng. Vẻ mặt phó gia cường dễ dàng hơn khá nhiều. Xem ra lúc này chúng ta không cần làm gì. Phó gia cường phán đoán không sai, chưa đến 10 phút sau hắn đã nhận được điện thoại của tạ chính khôn, để hắn dừng ngay kế hoạch bắt tống tử, đồng thời còn yêu cầu chuyển cáo cho sử kinh tùng, yêu cầu bọn họ dừng tất cả những phương án điều tra tống tử. Phó Gia Cường nghe được bên trong lời nói của tả chính khôn có chút không cam lòng, rõ ràng tả chính khôn cũng bị ép phải làm như vậy, còn áp lực đến từ đâu thì Phó Gia Cường không quan tâm. Uống, anh xử, hôm nay chúng ta uống mừng, chúc mừng chúng ta không mất việc, đồng thời chúc mừng tiểu tử Lý Tư kia phải vào bệnh viện. Trên mặt Phó Gia Cường lộ ra nụ cười, mà Sử Kinh Tùng cũng tháo xuống gánh nặng cực lớn. Khách sạn Quân Hào Isabella vừa cúp điện thoại, sau đó nàng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Ngải Vi Nhi. Huấn luyện viên, bên phía Vân Mạn cũng không nhận được tin tức của chồng. Sắc Lang chết tiệt. Ngải Vi Nhi căm giận nói, tên kia rõ ràng giống hệt như sư phụ hắn, bội tình bạc nghĩa. Huấn luyện viên, không phải là như vậy chứ, chẳng lẽ chị không lo lắng hắn gặp chuyện không may sao? Isabella lại nói giúp cho Hạ Thiên, chị không tin Sắc Lang kia sẽ xảy ra chuyện. Ngải Vi Nhi ra vẻ không quan tâm trong lòng nàng chợt sinh ra chút cảm giác bực bội thật ra nàng không chịu tin hạ thiên sẽ xảy ra chuyện này huấn luyện viên chúng ta tiếp tục chờ ở đây sao isabella mở miệng hỏi các nàng đã ở đây chờ vài ngày rồi đợi tin tức của mẹ chị đã ngài vi nhi có chút bực bội nàng cảm thấy chuyện xấu cứ kéo đến đầu tiên là ám ảnh đoàn xảy ra chuyện bây giờ đàn ông của nàng cũng giống như xảy ra chuyện tuy sắc lang kia lang nhăng đáng ghét nhưng hắn dù sao cũng là đàn ông của nàng. Cũng không biết vì sao lại xui xẻo như vậy. Ngải Vi Nhi cam giận nói một câu, sau đó chuông điện thoại vang lên, nàng tranh thủ bắt máy và xem xét, điều này không khỏi làm nàng thất vọng. Thật ra không phải Ngải Vi Nhi thất vọng mà đó là điện thoại đang chờ mong, người điện thoại đến chính là mẹ nàng, nhưng nàng phát hiện mình càng mong chờ Hạ Thiên điện thoại đến hơn bao giờ hết. Dù Ngải Vi Nhi có chút thất vọng thì cũng nhận điện thoại mẹ, ám ảnh đoàn bên kia thế nào? Vi Nhi, đã tìm được nội gian, là hai người tổ tình báo, bọn họ đã bị xử quyết, nhưng có nhiều tư liệu của chúng ta bị lộ ra ngoài. Tuy vài ngày nay không có thành viên nào tổn thất nhưng cũng có tư liệu của một vài thành viên đặc thù bị phát tán, bây giờ bọn họ đã là mục tiêu truy nã gắt gao, làm việc không tiện, vì thế mà công tác của chúng ta có chút đình trệ. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của mẹ ngải Vi Nhi. Con tạm thời ở lại Trung Quốc, mẹ còn phải cải tổ lại tổ tình báo sau khi ổn định thì hãy về mẹ nếu gần đây ám ảnh đoàn chúng ta không tiếp nhận nhiệm vụ sợ rằng những tổ chức sát thủ khác sẽ chiếm lĩnh thị trường ngài vi nhi không nhịn được phải nói sát thủ cũng là một phương án kinh doanh tất nhiên cũng không phải chỉ có một mình ám ảnh đoàn làm mưa làm gió nhưng ám ảnh đoàn là lớn nhất lúc này ám ảnh đoàn bị rơi vào đả kích những tổ chức khác sẽ ra tay hành động sẽ hất tay trên các vị khách của ám ảnh đoàn đây là vấn đề không có biện pháp nào khác, gần đây dù có chút nhiệm vụ nhưng tạm thời không nên tiếp nhận, chưa nói đến vấn đề không được sự giúp đỡ từ tổ tình báo, thậm chí còn tiêu hao thành viên. Mẹ Ngài Vi Nhi cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng điều này cũng không sao, ám ảnh đoàn của chúng ta với địa vị số 1, điều này không thể thay đổi. Được rồi, con tạm thời ở lại đây. Ngài Vi Nhi có chút không tình nguyện, nàng không thích ở lại khách sạn cả ngày, nàng nói. Mẹ, có nhiệm vụ gì ở cảng thành không? Nếu có thì cho con, bây giờ con quá nhàm chán. Ngải Vi Nhi bây giờ không chỉ là nhàm chán, nàng còn rất phiền phức, nàng cần làm vài việc, đối với nàng đó là biện pháp giải tỏa ưu sầu. À, cũng có một nhiệm vụ. Mẹ Ngải Vi Nhi có chút trầm ngâm. Nhưng, Vi Nhi, mẹ thấy con không nên tiếp nhận, nếu không làm tốt thì sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, với năng lực của con bây giờ thì không còn gì nguy hiểm nữa, dù giết người trong cuộc cảnh sát cũng có thể làm được. Ngải Vi Nhi nghe nói có nhiệm vụ thì lập tức phấn chấn. "Mẹ chuyển tư liệu cho con đi." "Được rồi, mẹ sẽ chuyển cho con." Giọng nói của mẹ Ngải Vi Nhi ở đầu dây bên kia có hơi hạ thấp, cuối cùng cũng đồng ý. Biết con không ai bằng mẹ, nàng biết rõ tâm tư của Ngải Vi Nhi, cũng biết bây giờ võ công của con mình rất giỏi, vì vậy mới tạm thời giao nhiệm vụ. Chương 1040, giấm chua không nên ăn. Càng Thành bị Hạ Thiên làm cho long trời lở đất nhưng hắn lại ở trong nhà ngủ nghỉ thoải mái, mãi đến tối hắn mới tỉnh, còn Ninh Khiết thì đã thức dậy sớm hơn hắn cả giờ. Khi Hạ Thiên thức dậy thì Ninh Khiết đã sớm làm bữa tối, nàng đang chờ hắn dùng cơm. Rõ ràng chủ nghệ của Ninh Khiết sẽ không vì thời gian ngắn mà phát triển vượt bậc, vì vậy khi Hạ Thiên dùng cơm thì không khỏi nhớ đến Mộc Hàm và Lãnh Băng Băng. Hoặc có thể nói hắn nhớ đến kỹ thuật nấu ăn tuyệt vời của Mộc Hàm và cực kỳ kém cỏi của Lãnh Băng Băng. Tất nhiên dáng người của Mộc Hàm và lãnh băng băng cũng làm hắn hoài niệm. Ăn tối xong thì Ninh Khiết kéo Hạ Thiên ra ngoài đi bộ, dù sao hai người bọn họ đã ngủ một ngày, nàng cũng không muốn tiếp tục ngủ. Hơn nữa nàng cảm thấy ra ngoài tản bộ cũng rất tốt, dù bọn họ có người quen cũng không dễ nhận ra. Hai người lần này không lòng vòng quanh khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, bọn họ chậm rãi đi về phía trước, hai người đi rất chậm, Ninh Khiết ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, nép vào người hắn như chim nhỏ bọn họ đi dọc theo con đường, dù là ai cũng có thể cảm giác được hai người bọn họ chính là cặp tình nhân ở trong giai đoạn yêu thương mãnh liệt. Người và xe đêm nay có vẻ rất nhiều thì phải. Ninh Khiết đột nhiên phát hiện tình cảnh có chút khác biệt, nàng lập tức có phản ứng. À, hôm nay hình như là cuối tuần. Cuối tuần thì có gì khác biệt sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Ninh Khiết nghe được vấn đề như vậy thì chợt ngẩn ngơ, cuối tuần có gì khác biệt, đây là một vấn đề để hỏi sao? Nhưng nếu suy xét cẩn thận thì Ninh Khiết cảm thấy Hạ Thiên hỏi như vậy cũng không có gì kỳ lạ, đối với hắn thì cuối tuần chẳng có gì khác biệt, vì đối với hắn thì dù là ngày thường hay cuối tuần cũng như nhau. Một người trước nay không có việc làm, làm sao cảm giác được sự khác biệt của cuối tuần? Ninh Khiết nghĩ vậy và quyết định không nói chuyện với Hạ Thiên về vấn đề này, vì vậy nàng di chuyển chủ đề. "Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết, tối qua cậu gặp vị tiểu thư nào, rốt cuộc đó là ai?" "À, đó là vợ y y hạ thiên trả lời vợ y y ninh khiết chợt sướng sờ cậu biết cô ta sao cô ấy cũng là vợ cậu à trước đó thì không nhưng tối qua thì đã biết thuận tiện cũng biến chị ta thành vợ hạ thiên giả thích một câu ninh khiết chợt mơ hồ tối qua hạ thiên mới biết đối phương rồi biến đối phương thành vợ điều này sao lại nhanh như vậy ninh khiết suy nghĩ rồi không nhịn được phải hỏi một câu cô ấy tên gì cậu không sợ Tống Ngọc Mỹ biết cô ấy đến tìm sao? À, chị ấy là y tiểu âm. Hạ Thiên trả lời. Chị ấy đến vì muốn uy hiếp tôi, muốn truyền tin của tôi về thủ đô, muốn hại vợ tôi, vì vậy tôi biến chị ta thành vợ. Như vậy chị ta chỉ còn cách che giấu cho chúng ta, mà Tống Ngọc Mỹ chết tiệt cũng sẽ không giết nàng. Y tiểu âm. Ninh khiết chợt duyên dáng nói lớn. Là y tiểu âm ở thủ đô sao? Là người được vinh dự gọi là nữ thần y đệ nhất thủ đô, hơn nữa còn là một trong bốn đoá hoa thủ đô sao tất nhiên là chị ta nếu không thì tôi cũng chẳng biến thành vợ làm gì hạ thiên ra vẻ đương nhiên ninh khiết chợt cảm thấy trong lòng sinh ra cảm giác nói không nên lời trực giác nói cho nàng biết sự việc tối qua không nhẹ nhàng như những lời bâng quơ của hạ thiên trước khi trở thành đồ đệ của tống ngọc mị thì ninh khiết cũng không biết y tiểu âm là ai nhưng vài tháng qua nàng hầu như có chút hiểu biết về người nổi tiếng ở thủ đô y tiểu âm này không những xinh đẹp hơn nữa còn có hậu trường hùng mạnh. Một người như vậy căn bản không trở thành vợ của một người đàn ông mới gặp lần đầu, trừ khi Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên, thầm nghĩ hắn không biết dùng thủ đoạn nào mà có được y tiểu âm. Nàng cảm thấy người này thật sự có thể làm ra chuyện kia, nếu không thì trước đó hắn đã không cởi quần áo khi chưa nhận được lời đồng ý của nàng. Tuy nói nàng tình nguyện nhưng cũng chưa biểu đạt gì, nhưng nàng hầu như có thể khẳng định, dù nàng thật sự không muốn thì hắn cũng sẽ chẳng bỏ qua cho nàng. Vợ quỷ Keo Kiệt, sao chị không nói gì nữa? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Khiết. Có phải chị ghen không? Tôi đã nói rồi, giấm rất chua, không thể ăn. Còn nữa, vợ y y rất đẹp, à, so với chị thì tươi hơn một chút, dáng người cũng khá hơn một chút, nhưng tôi đây đối xử với các bà vợ đều như nhau. Còn nữa, vợ y y không nghe lời, điều này lại kém chị. Tôi không ghen. Ninh Khiết không khỏi có chút hờn dỗi, tuy nàng rất muốn dịu dàng một chút với hắn. Nhưng người này thật sự rất đáng giận. Thật ra Ninh Khiết cũng không phải là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng gần đây nàng liên tục gặp phải nhiều cảnh ngộ mà tâm lý nhanh chóng biến đổi. Cuối cùng nàng quyết định làm một người phụ nữ dịu dàng. Nhưng nàng phát hiện ở cùng một chỗ với hắn có muốn dịu dàng cũng khó, ví dụ như bây giờ, nàng có hơi ghen ghét vì câu nói nàng không đẹp bằng Y Tiểu Âm, lời này không thể để trong lòng mà phải nói ra sao. Ninh Khiết thừa nhận mình không đẹp bằng Y Tiểu Âm. Dù sao y tiểu âm cũng là một trong bốn đóa hoa ở thủ đô, nếu nói về dáng người thì nàng không biết rõ, nàng biết dáng người của mình cũng không tồi, nhưng cũng không nhất định mạnh mẽ hơn tất cả phụ nữ. Nhưng vấn đề là nàng biết mình là một chuyện, người khác nói thế nào lại là chuyện khác. Vì vậy Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được mà véo Hạ Thiên, vẻ dịu dàng cuối cùng cũng phải tháo xuống. Vợ quỷ keo kiệt, véo chồng cũng không tốt, coi chừng bị đòn. Hạ Thiên lúc này nghiêm trang nói: nhưng hắn chỉ nói mà thôi cũng không thật sự đánh mông ninh khiết ninh khiết cũng không tiếp tục véo hạ thiên nàng không phải sợ bị đòn chẳng qua nàng không thể nào tiếp tục làm như vậy có lẽ nàng cũng không muốn làm bạn gái dã man người ta thật sự không ghen tôi cũng không phải không biết những chuyện kia của cậu ninh khiết lầm bầm một câu nàng thật sự không ghen không phải nói nàng không bình thường chỉ là nàng sớm biết tên này rất lăng nhăng trước khi quen nàng hắn đã có rất nhiều người đẹp nàng ghen sao nếu muốn nói đến vợ bé, nàng thật sự là vợ bé, nhưng nếu nói về cấp bậc thì nàng còn chưa tính là vợ bé, có thể xếp trên vị trí 13 là cảm ơn trời đất rồi. Nhưng nói không ghen thì thật ra trong lòng Ninh Khiết cũng có chút ý vị gì đó, phụ nữ thật sự nói không ghen thì tuyệt đối là không thể, nhưng đôi khi các nàng cố gắng chiến thắng cái ghen ghét mà thôi. Ninh Khiết lại không nghĩ cứ quấn lấy vấn đề có ghen hay không, vì vậy nàng lập tức mở miệng di rời chủ đề. Tôi nghe nói ở thủ đô có rất nhiều người yêu thích ghi tiểu âm, nếu cậu thật sự độc chiếm cô ấy, bây giờ cậu đã biến cô ấy làm vợ, cậu phải cẩn thận đám đại nhân vật kia đến gây phiền. Tôi không sợ đám đại nhân vật kia, tôi mới là đại nhân vật chân chính, bọn họ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng. Vợ quỷ keo kiệt, chị nói đám người kia là ai? Dám cướp vợ tôi, sau này tôi về thủ đô sẽ xử lý sạch. Ninh Khiết có chút giờ khóc giờ cười người này luôn là như vậy, tuy nói hắn thật sự có nhiều tư bản, nhưng cũng không nói vậy được chứ. Tôi không biết, tôi chỉ nghe người tống ra nói vậy mà thôi, cũng không biết cụ thể đó là ai. Ninh khiết lắc đầu, lúc đó tôi còn không quan tâm, nếu không phải bây giờ cậu nhắc về y tiểu âm, tôi cũng không nhớ. À, vậy sau này hỏi người tống ra hay hỏi vợ y y xem thế nào, để xem có biết đám người kia là ai không? Hạ Thiên cũng không quan tâm đến điều này, dù sao bây giờ cũng không có cách nào đến thủ đô, đợi sau khi khôi phục công lực và đánh bại được Tống Ngọc Mị thì hắn xử lý cũng không muộn. Hạ Thiên nói đến đây thì đột nhiên nhớ đến một việc. Đúng rồi, vợ quỷ keo kiệt, hôm nay có mượn một người 10 đồng, tôi đã đồng ý trả anh ta 100 ngàn, ngày mai chúng ta đi trả tiền. Sao cậu mượn 10 đồng mà muốn trả 100 ngàn? Ninh khiết chợt sướng sờ. Có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lại đơn giản kể lại chuyện buổi sáng cho Ninh Khiết, sau đó Ninh Khiết thiếu chút nữa thì tan vỡ, lúc này nàng mới biết chồng về đến nhà thật sự có quá nhiều khúc chiết, hắn không trực tiếp bắt taxi về rồi để nàng trả tiền sao. Được rồi, ngày mai chúng ta đi trả tiền. Ninh Khiết dùng giọng mất hết sức lực nói, mượn người 10 đồng mà trả 100 ngàn, những chuyện này chỉ sợ chồng nàng mới làm ra được. Trả tiền, sau đó phải nghĩ biện pháp bắt được tên ngốc dịch chi ngôn. Hạ Thiên lầm bầm, Bây giờ hắn đã có nhà, tạm thời có tiền xài, vì vậy hắn cần phải làm chuyện chính sự. Hắn còn nhớ mình đến nơi này dù bất đắc dĩ nhưng cũng có mục đích muốn diệt dịch chi ngôn. Khi Hạ Thiên nghĩ đến vấn đề giải quyết một người thì cũng có người muốn giải quyết hắn. Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Huệ Nhân, Nhiếp Nhân Kiệt còn quấn băng trên đầu, hắn dựa vào giường bệnh, trên tay cầm lấy máy tính, hắn đang nói chuyện với một người trên mạng dù không có chứng cứ nhưng chỉ nhân phong chắc chắn chết trong tay tống tử. Đây là phần tin mà nhiếp nhân kiệt gửi đi. Đừng tìm chứng cứ, xử lý tống tử đi. Bên kia có tin truyền về. Làm sạch sẽ một tí, nhớ thuê sát thủ chuyên nghiệp. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Nhiếp nhân kiệt có tốc độ gõ phím rất nhanh. Mặt khác, vấn đề về chỉ nhân phong cũng phải được xử lý sạch sẽ. Được rồi, không có gì thì đừng tùy tiện liên lạc. Bên kia cũng truyền đến tin tức, còn có một phiền toái. Nhiếp Nhân Kiệt gửi tin, vài ngày nữa lão Trịnh sẽ đến. Cái này có gì là phiền toái, tôi sẽ thông báo cho tưởng hiểu gì, để cô ấy đi với lão Trịnh. Tuy chỉ là đánh chữ nhưng có thể thấy đối phương có hơi bức bối. Lão Trịnh muốn chơi hàng mới, không muốn tưởng hiểu gì. Nhiếp Nhân Kiệt gửi tin về, hắn sở dĩ cảm thấy phiền cũng vì nguyên nhân này. Lão muốn ai Đối phương nhanh chóng hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1040.